Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1386, hiện thế báo. A, à, lần này, Thiên Ma thiếu chủ là thật lấy làm kinh hãi, song nghi có chút nhau. Theo lý, lúc này, Tiêu Phàm tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn đều còn không có giải quyết cái thứ nhất đâu. Chẳng lẽ nói, Tiêu Phàm giải quyết đối thủ, còn nhanh hơn hắn. Lại nói, tại cái này Thiên Ma huyễn cảnh, làm sao còn có người khác có thể tùy tiện ghé qua. Tiêu đạo hữu, làm sao ngươi tới rồi? Bọn hắn đâu? Thiên Ma thiếu chủ kinh ngạc nhìn qua Tiêu Phàm, hỏi. Tiêu Phàm cười cười, từ tốn nói, chết rồi. Chết rồi, ngươi nói đùa sao? Thiên Ma thiếu chủ sững sờ ngơ ngác một chút. Nếu như nói, Tiêu Phàm là lợi dụng đặc thù thần thông, xé rách hư không lại tới đây, còn có thể thông cảm được. Thiên Ma huyễn cảnh cố nhiên thần kỳ, lại cũng chưa chắc có thể đem mỗi người đều vây khốn. Dù sao tại trong ảo cảnh ghé qua cùng bài trừ toàn bộ huyễn trận, là hai việc khác nhau. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói cho hắn, đối thủ của hắn đều bị diệt sát rơi. Đây chính là một tên hậu kỳ đại ma tôn lĩnh đội, còn có ba tên nguyên anh tu sĩ tương trợ, tại thiên ma trong ảo cảnh, vậy mà nhanh như vậy liền bị giết đến sạch sẽ, so hắn giải quyết Hoàng Tuyền thiếu quân thời gian còn thiếu. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một thanh màu đen ngắn súng nổi lên, mũi thương bên trên ma khí lượn lờ. Thiên Ma thiếu chủ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Hắn đương nhiên nhận ra được, kia là mặt đỏ đại ma tôn bản mệnh binh khí, bây giờ lại đến Tiêu Phàm trong tay, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tiêu Phàm không có nói láo. Từ thời gian này đến suy đoán, mặt đỏ đại ma tôn cơ hồ ngay cả nửa điểm sức lực chống đỡ đều không có, Tiêu Phàm vừa ra tay, hắn liền bị diệt mất. Tại khoảng thời gian này bên trong, Tiêu Phàm còn thuận tay diệt đi một tên nguyên anh trung kỳ ma nhân cùng hai tên nguyên anh sơ kỳ ma nhân. Bốn tên ma tôn, sửng sốt không có ngăn chặn Tiêu Phàm nhất thời nửa khắc. Dù coi như Thiên Ma thiếu chủ đem, Thiên Ma bách biến, phát huy đến cực hạn, chỉ sợ cũng chỉ có tốc độ như vậy. Rất tốt, không nghĩ tới ta còn thực sự là khinh thường ngươi. Một cái xuống dốc ngàn năm người xa cơ thất thế, còn có thể ra ngươi dạng này nhân tài mới nổi. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma thiếu chủ gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh lùng. Nói chuyện cẩn thận, Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Vậy thì thế nào? Cái gì vô cực môn, vốn chính là người xa cơ thất thế. Thiên Ma thiếu chủ cười lạnh nói. Tiêu Phàm trong mắt bỗng nhiên bắn ra một cỗ sát cơ. Bởi vì ngươi không có giá trị gì, vốn định để ngươi nhiều tiêu giao một lát, đưa ngươi lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết. Đã ngươi đưa tới cửa, kia bổn thiếu chủ cũng không để ý hiện tại liền thu thập ngươi. Ta cũng không để ý hiện tại thu thập ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lãnh đạm nói, lập tức chuyển hướng Hoàng Tuyền thiếu quân. Hứa đạo hữu. Ngươi còn chịu nổi à? Hoàng Tuyền thiếu quân ưỡn ngực một cái, cao giọng nói, chịu nổi. Chúng ta liên thủ, xử lý hắn. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói kia cũng không cần thiết. Tránh khỏi hắn nói chúng ta lấy nhiều đánh ít, thắng mà không võ. Muốn đánh, liền đánh tới hắn tâm phục khẩu phục, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. So Thiên Ma thiếu chủ cho tới nay biểu hiện ra ngoài ngạo khí. Cũng không kém bao nhiêu. Rất tốt, hy vọng bản lãnh của ngươi, cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng lớn. Thiên Ma thiếu chủ cười lạnh, Tiêu Phàm cong ngón búng ra, một viên màu đỏ đan dược bắn ra. Rơi vào Hoàng Tuyền thiếu quân trong tay, nói, hứa đạo hữu. Đây là ta luyện chế liệu thương đan thuốc, hiệu quả cũng tạm được, ngươi trước ăn vào. Ta đưa ngươi đi cùng Âu Dương đạo hữu tụ hợp. Âu Dương thiên lão tử Âu Dương Minh Hạo cùng Hoàng Tuyền thiếu quân sư phụ Hoàng Tuyền chân quân là sinh tử chi giao. Chắc hẳn giữa bọn hắn cũng có chút qua lại. Tiễn hắn đi cùng Âu Dương Thiên tụ hợp, hẳn là đủ để tự vệ. Tốt, nhiều tạ Tiêu đạo hữu. Hoàng Tuyền thiếu quân cũng là cực kỳ sảng khoái tính tình, tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn, liền đưa tiến vào miệng bên trong, ửng ực một tiếng, nuốt xuống. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đạo hắc ảnh bắn ra, lăn khỏi chỗ, hóa thành một tên áo đen váy đen đầy đặn mỹ thiếu nữ, hướng Hoàng Tuyền thiếu quân hồn nhiên cười một tiếng, nói, đi theo ta. Nói, cũng chỉ như kích, trực tiếp hướng mình cái trán một điểm, một đạo màu bạc trắng mắt dọc nổi lên, siêu, một đạo đen nhánh cột sáng bắn ra, nháy mắt liền đem huyễn trận xé ra một góc. Hoàng Tuyền thiếu quân lại là kinh ngạc lại là vui vẻ, vội vàng hướng Tiêu Phàm vừa chắp tay, liền đi theo Hắc Lân sau lưng, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật mắt chi quang, chấm than ngoặc kép, Thiên Ma thiếu chủ đầu tiên là giật mình, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người này có thể tại thiên ma trong ảo cảnh xuyên qua, nguyên lai là có một đầu dạng này linh thú. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thiên Ma thiếu chủ lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Thật mắt chi quang cố nhiên có thể xé rách huyễn trận, nhưng loại này đẳng cấp yêu thú, tối đa cũng chỉ là có thể tại huyễn trong trận xuyên qua mấy lần mà thôi, nói đến phá trận mà đi, kia là không cần nghĩ. Trừ phi tu vi xa ở trên hắn, thần niệm chi lực cũng vượt xa hắn, kia mới có thể phá mất thiên ma huyễn cảnh. Bằng không mà nói, cái này thiên ma huyễn cảnh lại sao có thể trở thành thiên ma đạo trấn giáo tuyệt kỹ. Coi là dựa vào một đầu nho nhỏ yêu thú, liền có thể tại ta thiên ma trong ảo cảnh tới lui tự nhiên, thật sự là mơ mộng hão huyền. Ta đợi chút nữa liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, thiên ma ảo cảnh chân chính chỗ lợi hại. Chấm ngoặc kép, đánh liền đánh, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, sau một khắc. Ngay tại thiên ma thiếu chủ bên người hiện thân mà ra, một trưởng mãnh kích mà ra. Ba, một tiếng, thiên ma thiếu chủ bị long tượng nặng tay cự lực đánh chúng vỡ nát, tan theo gió. Huyễn ảnh, mấy trượng bên ngoài, thiên ma thiếu chủ màu xanh sẫm thân thể hiện ra, nhìn qua Tiêu Phàm, cười lạnh một tiếng, nói, dù coi như ngươi thuấn di thuật lại thần kỳ, không gian chi thuật lại khó lường, tại ta thiên ma trong ảo cảnh, cũng bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Tuyệt đối không chỗ che thân. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhăn lại, không có lần nữa xuất thủ. Thiên ma thiếu chủ cái này đấu pháp, ngược lại là cùng hắn lúc trước đấu pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thuấn di thuật thêm huyễn thuật, lại thêm long tượng nặng tay, nhất quán đều là Tiêu Phàm khắc địch chế thắng pháp bảo, không nghĩ tới bây giờ trái lại. Thế nào, chỉ có ngần ấy bản sự a? Vậy liền thử một chút thủ đoạn của ta. Thiên ma thiếu chủ cười hắc hắc, thân thể nhoáng một cái, vừa hóa thành hai. Hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong chớp mắt, đầy trời đều là cái bóng của hắn. Mỗi một cái bóng đều uy áp bức người. Bá, cái này mấy chục trên trăm đạo phân thân, liền từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, lại kinh ngạc phát hiện, thế mà không cách nào phân rõ ràng, cái kia một cái bóng mới là bản tôn. Tựa hồ mỗi một cái bóng, đều ẩn chứa cực hạn sát cơ. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn thi triển thuấn di thuật tránh thoát đi. Bỗng nhiên một trận cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió vang lên, thiên ma thiếu chủ tại phía sau hắn hiện thân mà ra, trùng điệp một quyền, đánh về phía áo lót của hắn chính giữa. Dù là Tiêu Phàm phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, luyện thể thuật đăng phong tạo cực. Lúc này cũng không kịp né tránh, phía sau thanh kim sắc quang mang lóe lên, một mảnh lớn cỡ bàn tay vảy rồng giáp hiển hiện, vừa vặn bảo vệ áo lót của hắn. Lập tức chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau đớn, một cỗ cự lực đánh tới. Cả người cũng bay ra mấy trượng xa, trong lúc vội vàng lưng eo dùng sức, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắc hắc, không gì hơn cái này. Vài chục bước bên ngoài, thiên ma thiếu chủ cười lạnh liên tục, lại khôi phục mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tiêu Phàm chợt phát hiện thân, cứu dưới Hoàng Tuyền thiếu quân thời điểm, thiên ma thiếu chủ quả thực lấy làm kinh hãi, coi là gặp kình địch, hiện tại xem ra. Chỉ thường thôi. Cũng thế, ngộ linh phía dưới, ai là địch thủ? Ong ong, âm thanh bên trong, vảy rồng giáp bay múa mà ra, đem Tiêu Phàm toàn thân đều bao vây lại. Vừa rồi nếu không phải vảy rồng giáp kịp thời hộ chủ, dù coi như hắn nhục thân cường hoành, cũng không khỏi bị tổn thương. Người này không hổ là thiên ma đạo thái tử, thủ đoạn quả thật cao minh. Hừ hừ, coi là tránh tiến vào xác rùa đen liền có thể không có việc gì. Ngược lại vừa vặn lấy ra luyện tay một chút, đón thêm ta một chiêu. Cảm nhận được vảy rồng giáp bên trên lộ ra cực phẩm khôi giáp khí tức, thiên ma thiếu chủ càng thêm hưng phấn lên. Đối thủ càng mạnh, đánh lên mới càng có ý tứ. Tận khi dễ chút loại người vô dụng nhuyễn đản, có mùi vị gì? Trong chớp nhoáng, trên dưới 100 đạo nhân ảnh liền tranh nhau chen lấn hướng về Tiêu Phàm chen chúc mà đi. Chạm, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, 108 chuôi vảy rồng kiếm bay múa mà ra, ở giữa không trung xen lẫn thành một chương kiếm võng. Hướng về kia trên dưới 100 đạo nhân ảnh chém bay đi. Lấy Tiêu Phàm hiện tại thần niệm chi lực, lại không muốn bố trí thành kiếm trận, chỉ là đồng thời thúc đẩy 108 chuôi vảy rồng kiếm đối địch, tự nhiên là thướt tha có dư. Xuy xuy xuy, vảy rồng kiếm những nơi đi qua, huyễn ảnh từng đạo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán ở hư giữa không trung. Những này huyễn ảnh nhìn như cùng bản tôn đồng dạng, có được cường đại uy áp, nhưng hư chính là hư. Đến cùng hay là không chịu được vảy rồng kiếm một kích toàn lực. Đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, vậy mà lần nữa trúng chiêu, cả người lại bay ngã ra ngoài. Mặc dù có vảy rồng giáp bảo hộ, không đến mức thụ thương, nhưng cũng ngực khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. Mấu chốt là loại này bị người đánh lén, né không thể né, tránh cũng không thể tránh cảm giác, thực tế quá tệ,
Tiêu Phàm đã không biết bao lâu chưa từng trải qua, dù coi như cùng Kim Bằng Tôn giả mạnh như vậy địch giao thủ, Tiêu Phàm cũng không có loại cảm giác này. Ngươi cho rằng thiên ma bách biến là cái gì? Tùy tiện thủ đoạn gì đều có thể phá giải được. Thiên ma thiếu chủ tại phía sau hắn nổi lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt mình quả đấm to lớn, cười lạnh nói. Xem chiêu, thân thể nhoáng một cái, trên dưới 100 đạo hư ảnh hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đúng lúc này, thiên ma thiếu chủ trước mắt bỗng nhiên một hoa, Tiêu Phàm thân ảnh cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên ma thiếu chủ bỗng nhiên dừng lại bước chân, song mi dương lên. Lần này, cùng dĩ vãng Tiêu Phàm thi triển thuấn di thuật đều không giống nhau, huyễn cảnh vậy mà vẫn chưa kịp thời đem Tiêu Phàm phương vị bóc lộ ra. Không biết Tiêu Phàm sử dụng gì loại thần thông, thế mà giấu giếm được trận pháp chi lực. Ngay tại thiên ma thiếu chủ vội vã tăng lớn thần niệm chi lực, bốn phía tìm kiếm thời điểm, phía sau hắn một trận gợn nước ba động vặn vẹo, Tiêu Phàm hiện thân mà ra. Nhìn quyền, một tiếng quát lớn, lập tức tiếng gió rít gào, cự lực bức nhân. Dù là thiên ma thiếu chủ phản ứng lại nhanh nhẹn, thân thủ lại cao minh, lúc này cũng không có chỗ nhưng tránh không chỗ tránh được, đành phải đem toàn thân chân nguyên đều nhấc lên, bảo vệ phần lưng. Phanh, trùng điệp một quyền đánh trúng thiên ma thiếu chủ sau lưng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thiên ma thiếu chủ thân thể to lớn bay ra ngoài. Người giữa không trung, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Liền cùng hắn vừa rồi hai lần đánh lén Tiêu Phàm tình hình giống nhau như đúc, quả nhiên là hiện thế báo. Chương 1387, ma tâm cỏ chi độc. Trọng yếu nhất chính là, người còn giữa không trung, thiên ma thiếu chủ liền đã lần nữa mất đi đối Tiêu Phàm cảm ứng. Rõ ràng có thể nhìn thấy Tiêu Phàm liền đứng ở nơi đó, thần niệm chi lực đảo qua đi, lại hoàn toàn không cảm ứng được Tiêu Phàm tồn tại, phảng phất Tiêu Phàm đứng chỗ đứng, chính là một cái bóng mờ, chớ biện thật giả. Ngay sau đó, Tiêu Phàm hướng hắn cười nhạt một tiếng, liền cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là triệt để mất tích, hình thần đều mất, ẩn thân thuật, thiên ma thiếu chủ giật mình, sắc mặt trong chớp nhoáng chìm xuống dưới. Cái này, người xa cơ thất thế, vô cực môn trưởng giáo, các loại tiểu thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Sau một khắc, một trận gợn nước ba động, Tiêu Phàm tại thiên ma thiếu chủ sau lưng nổi lên, một quyền đánh ra. Thiên ma thiếu chủ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành trên dưới 100 đạo hư ảnh, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Long tượng nặng tay đánh vào không trung, hắc hắc, người ẩn thân thuật, thế mà cùng gió tây đảo ô ra giống nhau đến mấy phần, đây thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, lập tức, trong hư không truyền đến thiên ma thiếu chủ kinh ngạc thanh âm, như có lẽ đã đối Tiêu Phàm hành động rõ như lòng bàn tay, có thể tại trọng quyền lâm thể nháy mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ tại Nam Châu Đại Lục, cũng có ẩn thân phù? Tiêu Phàm thần niệm chi lực hướng bốn phía quét tới, lại không cảm ứng được thiên ma thiếu chủ tồn tại. Vô dụng, coi như ngươi hiểu được một điểm ẩn thân thuật ra mau, cũng không chỗ che thân. Ta hay là có thể dễ dàng mà tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Cũng đừng quên, ngươi tại thiên ma trong ảo cảnh, thiên ma thiếu chủ cười lạnh nói. Tiêu Phàm sau mi có chút nhăn lại, một ngưng thần, lần nữa thôi động nguyên hư phù. Cái này nguyên hư phù thần kỳ, hắn là tự mình tự suy nghĩ qua, không ngớt bằng tôn giả cường đại như vậy thần hồn chi lực, đều bị hắn giấu quá khứ. Nhất cử thành công. Thiên ma thiếu chủ lại ngạo khí, cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng chỗ hắn tại cùng một cảnh giới. Miệng bên trong là nói như vậy, ai ngờ có phải là phô trương thanh thế. Nhưng là rất nhanh, sự thật liền chứng minh, thiên ma thiếu chủ thật đúng là không phải khoác lác. Cái này thiên ma huyễn cảnh quả thật thần diệu vô so. Ngay tại Tiêu Phàm đã triệt để kích phát nguyên hư phù công năng. Tự tin đã hoàn toàn ẩn nấp hành tung khí tức dưới tình hình, suy, một tiếng vang nhỏ, một đạo màu xanh sẫm cái bóng. Từ bên cạnh hắn nổi lên, trong tay cầm một thanh đồng dạng là màu xanh sẫm đoản đao, như thiểm điện hướng Tiêu Phàm dưới xương sườn cắt tới. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, ngón tay khẽ động, một thanh vảy rồng đoản kiếm nhanh chóng hướng na màu xanh sẫm cái bóng chém qua. Sóng, đoản kiếm lướt qua, màu xanh sẫm cái bóng tựa như bọt biển vỡ tan mà ra, biến mất vô hình. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai đạo thứ ba màu xanh sẫm hư ảnh lại từ phương hướng khác nhau xuất hiện, đồng dạng tay cầm màu xanh sẫm dao găm. Hướng Tiêu Phàm eo sườn cùng khó mà đề phòng mềm yếu bộ vị như thiểm điện cắt mà tới. Chém giết gần người, dao găm là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Phàm trầm mặt, chuôi thứ hai thứ ba thanh vảy rồng đoản kiếm bắn ra, đem hai đạo ảo ảnh chảm diệt. Hừ hừ, chỉ cần tại thiên ma trong ảo cảnh, ta thiên ma biến thân liền nhiều như hằng hà tinh số. Tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không dứt, ngược lại muốn xem
người có bao nhiêu chân nguyên pháp lực có thể tiêu hao. Trong hư không truyền đến thiên ma thiếu chủ cười lạnh thanh âm. Nhìn ra được, Tiêu Phàm mỗi một chuôi vảy rồng đoản kiếm chém ra, đều bám vào cường đại chân nguyên pháp lực. Tại dạng này ngắn ngủi nháy mắt, hắn thực tế rất khó phân biệt ra được, không phải huyễn ảnh không phải bản tôn, một khi bị bản tôn gần sát đến trước người mình, cũng quá mức nguy hiểm. Xem ra cái này thiên ma huyễn cảnh quả nhiên thần kỳ khó lường, thậm chí ngay cả ô gia nguyên hư phù đều mất đi tác dụng. Tự nhiên, cái này nguyên hư phù chỉ sợ cũng không phải chính phẩm, ông người không có khả năng coi là thật đem gia tộc áp đáy hòm bảo vật lấy ra cùng ngoại nhân trao đổi. Bằng không mà nói, dù coi như là thiên ma huyễn cảnh, cũng rất khó phát giác được tung tích của hắn. Suy suy suy, từ trong hư không giết ra đến huyễn ảnh càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ chung quanh phương hướng khác nhau, đối Tiêu Phàm phát động một đợt lại một đợt tiến công. Trong lúc này, mạnh như Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tế lên vảy rồng kiếm trận, một lần lại một lần đem những này huyễn ảnh chém giết. Đinh, tại liên tiếp tiếng xèo xèo bên trong, bỗng nhiên truyền đến binh khí tương giao giòn vang. Tiêu Phàm giật mình, vội vàng hướng na vừa nhìn đi, lại chỉ thấy một đạo mực bóng người màu xanh lục, đã đột phá vảy rồng kiếm trận chặn đường, nháy mắt liền đến trước người mình, ngay cả kia màu xanh sẫm trên mặt cười lạnh, hai đầu lông mày mỉa mai cùng khinh thường chi ý, đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền ý thức đến, đây là thiên ma thiếu chủ bản tôn. Nhưng hết thảy đều đã không kịp, mực bóng người màu xanh lục, như thiểm điện từ bên người chợt lóe lên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sườn trái đau đớn một hồi. Cứng rắn vô song vảy rồng giáp đã bị cắt mở, một cỗ máu tươi, từ sườn trái ở giữa vảy ra mà ra, trong khoảnh khắc liền biến thành màu nâu đen. Ngắn trên đao, rất rõ ràng tôi qua kịch độc, một trận đắc ý tiếng cuồng tiếu, tại cách đó không xa chấn vang lên. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không gì hơn cái này, bên trong ta ma tâm cỏ chi độc, còn có cái gì di ngôn cần bàn giao sao? Mực bóng người màu xanh lục, tại ngoài mấy trượng hiện thân mà ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vẻ hưng phấn. Còn tưởng rằng thiên ma đạo có cái gì đặc biệt độc vật, bất quá là chỉ là ma tâm cỏ chi độc, tính được cái gì. Tiêu Phàm cũng cười lạnh, mặt không đổi sắc, cổ tay khẽ đảo, từ một cái bình ngọc bên trong đổ ra một viên màu xanh biếc đan dược, đưa trong cửa vào, trong nháy mắt, hắn sườn trái vết thương dò dỉ tuôn ra màu nâu đen huyết dịch, liền biến thành màu đỏ tươi. Tiêu Phàm tay phải tìm tòi, vết thương lập tức khép lại như lúc ban đầu, thanh kim sắc vảy rồng giáp lần nữa lấp đầy. Kín kẽ, nhìn không ra mảy may tổn hại vết tích. Thiên ma thiếu chủ không khỏi sửng sốt, lại không nghĩ tới, thiên ma đạo danh chấn thiên hạ ma tâm cỏ chi độc, lại bị người này tiện tay liền giải hết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên không biết, Tiêu Phàm chẳng những là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, hay là Kim Châu thành y thánh trận chung kết, quyết chính là giải độc khử độc bản sự. Càng thêm nghĩ không ra, trước mắt cái này toa ma giới tu sĩ. Từng tại bọn hắn thất dạ giới thiên ma thành đợi qua không ngắn một đoạn thời gian, tinh nghiên qua thất dạ giới các loại độc thảo độc vật. Đối Tiêu Y Thánh dùng độc, thực tế là tìm sai đối tượng. Thiên ma thiếu chủ phiền muộn phải không được, từ khi hắn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành về sau, Tiêu Phàm là hắn gặp phải nhất ương ngạnh nhất đối thủ khó dây dưa, nếu như đổi một người, vừa rồi một đao kia, liền trực tiếp cắm vào trái tim, dù là lại là Y Thánh, lại là giải độc thánh thủ, lại có linh đan diệu dược. Cũng không kịp phục dụng, lập tức độc phát mất mạng. Đối Tiêu Phàm, lại chỉ mở ra nhàn nhạt một đường vết rách. Đây là tại Tiêu Phàm tế ra vảy rồng kiếm trận, vảy rồng giáp lực phòng hộ trên phạm vi lớn suy yếu dưới tình hình, nếu không, chỉ sợ ngay cả cái này một đường vết rách cũng chưa chắc có thể cắt ra tới. Mà lại, Tiêu Phàm nhục thân cường hãn, cũng đến biến thái trình độ. Bất quá lập tức, thiên ma thiếu chủ liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cười lạnh nói tốt. Không nghĩ tới ngươi hay là giải độc thánh thủ, nhưng vậy thì thế nào? Ta có thể thương ngươi một lần, liền có thể tổn thương ngươi vô số lần. Độc không chết ngươi, chảy máu cũng lưu chết ngươi. Thiên ma thiếu chủ giữ tợn cười lên. Siêu, một tiếng, màu xanh sẫm thân thể liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, vô số màu xanh sẫm huyễn ảnh, tại Tiêu Phàm bên người tuôn ra, từng cái tay cầm dao găm, liều lĩnh hướng Tiêu Phàm uy hiếp bộ vị cắt tới. Nhưng lần này, so với một lần trước huyễn ảnh càng nhiều, tốc độ càng nhanh, khí tức càng thêm ngang ngược. Tiêu Phàm hay là biện pháp cũ, tế ra vảy rồng kiếm trận, một một tướng những này huyễn ảnh chém giết. Sau một lát, lịch sử tái diễn, đinh, một tiếng vang giòn qua đi, thiên ma thiếu chủ bản tôn hiện thân, rời ra vảy rồng kiếm, trong chớp nhoáng liền lấn đến Tiêu Phàm phụ cận, lại là đau đớn một hồi, lại là sườn phải bị cắt mở một đạo thật dài lỗ hổng. Bất quá lần này chảy ra đến,
trực tiếp chính là máu tươi, mà tâm cỏ chi độc, đã đối Tiêu Phàm không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nhưng lần này vết thương, lại so với lần trước càng sâu, trực tiếp cắt đến xương cốt. Ta cũng đã nói, vẻn vẹn chảy máu, cũng muốn mạng của ngươi. Lại đến, Thiên Ma thiếu chủ căn bản liền không dung Tiêu Phàm có cơ hội thở dốc, thân thể nhoáng một cái, lại một lần nữa biến mất ở trong hư không. Thế là tình cảnh vừa nãy lần nữa tái diễn. Mặt đối Thiên Ma thiếu chủ loại này đấu pháp, Tiêu Phàm tựa hồ cũng không có tốt hơn cách đối phó, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mặc dù không ngừng thi triển thuấn di thuật, nhanh chóng thay đổi vị trí của mình, nhưng một chút tác dụng đều không có, như là Thiên Ma thiếu chủ mình lời nói, tại Thiên Ma trong ảo cảnh, hết thảy đều từ hắn làm chủ. Vô luận Tiêu Phàm như thế nào xê dịch né tránh, hắn đều như bóng với hình, kéo chặt lấy Tiêu Phàm. Bách biến huyễn ảnh tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng hướng Tiêu Phàm đánh tới. Suy, lần này, là trái eo thụ thương, Thiên Ma thiếu chủ mỗi một lần xuất thủ, đều tổn thương tại Tiêu Phàm lực phòng hộ yếu nhất uy hiếp bộ vị. Tiêu Phàm ánh mắt nhưng như cũ rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ lo nghĩ phẫn nộ chi ý, chỉ là yên lặng đem vết thương phong bế. Nhưng đến lần thứ ba về sau, vảy rồng giáp lại khó mà lần nữa phục hồi như cũ, mặc dù vẫn như cũ khép lại như lúc ban đầu, lại tại thụ thương bộ vị lưu lại một đạo màu xanh sẫm vết tích. Cùng cái khác khôi giáp khác biệt, vảy rồng giáp linh tính 10 phần. Mấy lần sau khi bị thương, dao găm bên trên ma tâm cỏ chi độc cố nhiên không làm gì được Tiêu Phàm, lại tại một chút xíu ăn mòn vảy rồng giáp linh tính. Hắc hắc, người cái này giáp trụ cũng nhanh không được. Chờ nó triệt để sụp đổ thời điểm, chính là của ngươi tận thế hàng lâm. Ta liền không tin, đơn chỉ bằng nhục thân, ngươi còn có thể đỡ nổi ta sóng biếc đao. Không hề nghi ngờ, Thiên Ma thiếu chủ cũng phát hiện điểm này, cười lạnh liên tục. Tiêu Phàm luyện thể thuật mạnh hơn, chỉ bằng vào nhục thân cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ được hắn bản mệnh binh khí. Cái này sóng biếc đao, nhìn qua không chút nào thu hút, lại là Thiên Ma đạo trấn giáo chí bảo một trong, tại hắn xác lập vì Thiên Ma tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển thời điểm, liền bị từ phủ khố bên trong trân trọng lấy ra, giao đến trong tay hắn, nhỏ lên trong lòng của hắn chi huyết, luyện hóa thành bản mệnh binh khí. Thần binh thông linh, còn có thật nhiều đại thần thông chưa từng kích phát ra tới. Thật sao, tại không có cuối cùng thấy rõ ràng trước đó, hết thảy cũng còn nói còn quá sớm. Tiêu Phàm tay phải, chậm rãi từ trái phần eo vị thu hồi lại, từ tốn nói, ngữ khí không có chút rung động nào. Mũ giáp che lấp lại hai mắt, bình tĩnh như trước như trước. Tốt, ngươi thật sự là con vịt đã đun sôi, mạnh miệng. Vậy liền cuối cùng thấy cái rốt cuộc đi, lần này, ta tuyệt sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chương 1388, Bảo Kính Phá Pháp. Thiên Ma thiếu chủ thân thể nhoáng một cái, ngay trước Tiêu Phàm trước mặt, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trong nháy mắt liền huyễn hóa ra mấy chục đạo cái bóng tới. Đúng lúc này, một đạo trừ hào quang màu đỏ lấp lánh, càn khôn đỉnh, từ Tiêu Phàm thể nội bắn ra, Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong khoảnh khắc trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa, tràn trề không gian chi lực, dâng lên mà ra. Thiên Ma thiếu chủ song mi có chút dương lên, tựa hồ đối với càn khôn đỉnh cảm thấy ngạc nhiên, bằng trực giác liền có thể biết đây là một kiện chân chính chí bảo, xa so hắn trước kia thấy qua đa số phỏng chế thông huyền linh bảo khí tức muốn thuần khiết được nhiều. Còn không có cùng Thiên Ma thiếu chủ thấy rõ ràng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án đã đem Tiêu Phàm bao vây lại, xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát sau, một tiếng vang nhỏ, trừ màu đỏ kén bạo liệt mà ra, trong đó Tiêu Phàm cũng đã không gặp tung tích. Không gian thuật, hắc hắc, nếu là tại địa phương khác, không gian này thuật có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng ở ta Thiên Ma bên trong ảo cảnh, cao minh đến đâu không gian thần thông, đều vô dụng. Thiên Ma thiếu chủ giống như là tự lẩm bẩm nói, thân thể nhoáng một cái, huyễn hóa ra mấy chục đạo cái bóng trong chớp nhoáng lại trở lại trong cơ thể của hắn, đầy trời hư ảnh lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lập tức lông mày nhíu chặt, trong mắt tinh quang lấp lóe, thần niệm chi lực toàn lực vận chuyển, hiển nhiên ngay tại dốc hết toàn lực lục soát Tiêu Phàm tung tích. Không lâu sau đó, khóe miệng liền hiện lên một tia nhe răng cười đến, thân thể lại nhoáng một cái, liền tại biến mất tại chỗ không gặp. Mượn nhờ càn khôn đỉnh, không gian chi lực, Tiêu Phàm nháy mắt đã chuyển rời đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Bằng trực giác, Tiêu Phàm liền biết, như trước vẫn là tại Thiên Ma trong ảo cảnh. Cái này Thiên Ma huyễn cảnh khả năng thật như là Thiên Ma thiếu chủ nói như vậy, 10 điểm đặc biệt, cần thần niệm chi lực mạnh hơn hắn mới có thể phá giải, mà lại không thể chỉ mạnh một chút xíu, nhất định phải mạnh hơn rất nhiều.
Tiêu Phàm thần niệm chi lực cực mạnh, cơ hồ tất cả cùng giai tu sĩ, đều kém xa hắn thần niệm cường đại. Nhưng mà Thiên Ma thiếu chủ là một ngoại lệ, người này không hổ là Thiên Ma tông tương lai tông chủ người kế nhiệm, cũng không biết là thiên phú dị bẩm hay là ngày mai có một loại nào đó đặc biệt nó dư, thần niệm chi lực cũng là cực mạnh. Vậy mà không tại Tiêu Phàm phía dưới, cùng bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ tướng so, đều khó phân trên dưới. Tiêu Phàm vậy mà không cách nào tại thần niệm chi lực bên trên che lại hắn. Càn khôn đỉnh, không gian thần thông, đều không có cách nào trực tiếp thoát ra cái này thiên ma huyễn cảnh. Bất quá Tiêu Phàm vào lúc này thi triển ra mạnh nhất không gian thuật, vì cũng không phải muốn phá trận mà đi, vẻn vẹn chỉ là muốn nhờ, càn khôn đỉnh, đến kiến tạo như thế một không gian riêng biệt, trong khoảng thời gian ngắn triệt để ngăn cách gian ngoài điều tra. Để thiên ma huyễn cảnh cũng vô pháp phát giác hắn ra tay. Thuấn di vừa hoàn thành, Tiêu Phàm liền là lắc một cái ống tay áo. Một mặt cổ pháp hương đồng từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra, chính là được từ vô cực môn tàng bảo các kính chiếu yêu, thần mục tổ sư năm đó pháp bảo thành danh. Tiêu Phàm không chút do dự, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, đem kính chiếu yêu bao khỏa trong đó. Chỉ bất quá trong nháy mắt, kính chiếu yêu liền đem huyết vụ hấp thu sạch sẽ. Trên mặt kính dần hiện ra máu mịt mờ quang trạch, lóe lên liền biến mất, lập tức lại khôi phục không có chút rung động nào bộ dáng. Nhưng trong nháy mắt, kính chiếu yêu khí tức liền cùng Tiêu Phàm bản thân khí tức hòa làm một thể. Lập tức chui vào hư giữa không trung không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm lấy, càn khôn đỉnh, không gian chi lực triệt để đem kính chiếu yêu bao vây lại, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới điều tra chi lực. Vừa mới làm xong đây hết thảy, suy suy suy, nhẹ vang lên, liền liên tiếp vang lên, Tiêu Phàm vị trí không gian độc lập, lập tức bị cắt phải thất linh bát lạc, rốt cục chống đỡ không nổi, gào thét một tiếng, triệt để sụp đổ. Hiện ra Tiêu Phàm thân ảnh tới. Trên trăm đạo mực bóng người màu xanh lục, xuất hiện tại Tiêu Phàm chung quanh, đem hắn bao bọc vây quanh. Hắc hắc, Tiêu đạo hữu, ta đã nói với ngươi rồi, tại thiên ma trong ảo cảnh, trừ phi ngươi thần niệm chi lực mạnh hơn ta, nếu không vô luận cái dạng gì không gian thần thông, phá trận thủ pháp, đều là không dùng được. Ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Trên trăm đạo mực bóng người màu xanh lục đồng thời phát ra cười lạnh thanh âm, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Cái kia mới là bản tôn. Tiêu Phàm không nói hai lời, lắc một cái ống tay áo, 108 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên, xoay quanh bay múa, trong khoảnh khắc liền bố thành bên trong ba tầng ngoài vảy rồng kiếm trận, thanh kim sắc quang mang lấp lóe, lóa mắt sinh huy. Hừ hừ, hết biện pháp, liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, cái gì là chân chính phân quang bắt ảnh, thiên ma bách biến. Thấy rõ ràng, quát lạnh âm thanh bên trong. Trên trăm đạo mực bóng người màu xanh lục đồng loạt hướng về kiếm trận phóng đi. Phụt phụt phụt, chấm ngoặc kép, binh khí giao kích thanh âm, như là chân châu rơi bàn, liên miên bất tuyệt vang lên. Lần này, vảy rồng kiếm chém ra, vậy mà không có giống trước mấy lần như thế, đem huyễn ảnh chém thành mảnh vỡ, mỗi một bóng người, đều nâng cao dao găm, cùng vảy rồng kiếm cứng đối cứng thực sự giao chiến, trong lúc nhất thời, đánh túi bụi. Nhưng dạng này kịch chiến, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ầm vang một tiếng. Tầng ngoài cùng 36 chuôi vảy rồng kiếm tứ tán bay múa, lại là bị ngạnh sinh sinh công phá. Quan trọng trước mắt, thiên ma bách biến mỗi biến đổi, đều có thể phát huy ra cường hãn chiến lực. Không hổ là thiên ma tông áp đáy hòm tuyệt kỹ. Phụt phụt phụt, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục lại cùng tầng thứ 2 vảy rồng kiếm trận phát sinh kịch chiến. Sau một lát, tầng thứ 2 vảy rồng kiếm trận lại bị công phá. Trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục nháy mắt liền bước đến ở giữa nhất tầng kiếm trận trước đó, 36 chuôi vảy rồng đoàn kiếm xếp thành một vòng tròn, chăm chú hộ vệ lấy Tiêu Phàm. Giết, mực bóng người màu xanh lục đồng loạt kêu lên, bổ nhào mà trước, ngay tại cuối cùng kịch liệt giao chiến thời điểm, lúc trước tứ tán bay dương 72 chuôi vảy rồng kiếm, lần nữa từ trong hư không nổi lên, trên lưỡi kiếm quang hoa nhấp nháy. Chảm, Tiêu Phàm cũng là một tiếng quát lớn, thanh kim sắc quang mang bùng lên. 108 chuôi vảy rồng kiếm gào thét lên hướng trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục tật chạm mà đi. Sau đó, khiến người giật mình một màn phát sinh, vảy rồng kiếm chuẩn xác không sai lầm chém chúng mỗi một bóng người, lại đã chưa phát sinh tiếng sắt thép va chạm, cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng, hư ảnh lên tiếng trả lời mà nát. Mà là từ mực bóng người màu xanh lục thân thể ở giữa xuyên qua, thật giống như cái này trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục nháy mắt liền biến thành hư vô. Vảy rồng kiếm trận mạnh nhất tất sát kỹ, tất cả đều chạm tại không trung. Sau một khắc, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục, đã xuyên qua tầng thứ 3 kiếm trận. Đem Tiêu Phàm bao quanh vây quanh ở chính giữa,
cách Tiêu Phàm bất quá 2-3 trượng xa. Người biết không, thiên ma bách biến hấp dẫn người ta nhất, cũng là nhất làm cho người nhìn không thấu, chính là ngay cả ta chính mình cũng không biết, đến cùng có thể biến ảo ra bao nhiêu khiến người khó có thể tin thủ đoạn thần thông tới. Người vĩnh viễn cũng không biết, hắn dưới biến đổi là cái gì. Đây mới là thiên ma bách biến thật vậy. Trên dưới 100 đạo nhân ảnh yên lặng nhìn qua Tiêu Phàm, trong mắt lóng lánh vô số ánh mắt tham lam, thật giống như mãnh thú đang quan sát sắp rơi trong cửa vào con mồi, không ngừng duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi, liếm láp bên miệng. Cho nên, chết tại dạng này tuyệt kỹ phía dưới, người hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Vô cực trung hưng, chú định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trò cười. Chịu chết đi, trên dưới 100 đạo nhân ảnh đồng loạt cười khằng khặc quái dị, đồng loạt giơ lên trong tay màu xanh sẫm đoản đao, bỗng nhiên hướng Tiêu Phàm đánh tới. Trên dưới 100 người, trên dưới 100 chuôi đao. Dù coi như Tiêu Phàm có 3 đầu 6 tay, cũng chống đỡ không đến. Đúng lúc này, Tiêu Phàm con mắt khẽ híp một cái. Đỉnh đầu hư không, vô thanh vô tức vỡ ra tới. Một mặt cổ phác hương đồng, nổi lên, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục, đã giết tới Tiêu Phàm phụ cận, cơ hồ cái mũi đối cái mũi, con mắt đối với con mắt. Xoát, kính chiếu yêu bên trong một đạo kim sắc cột sáng, bắn ra. Mãnh chiếu vào một bóng người phía trên, thật giống như tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị theo rừng khóa, ngay tại mãnh nhào tới trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục nháy mắt đều định lại ở đó, phảng phất thời gian đột nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục, đồng loạt vỡ ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở trong hư không, chỉ còn lại có cuối cùng một bóng người, chính là bị kính chiếu yêu bình tĩnh chiếu ở kia một đạo, trong tay nắm thật chặt sóng biếc đao, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm đỉnh đầu cổ phác hương đồng, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Không hề nghi ngờ, đây mới là hắn bản tôn, đây là pháp bảo gì? Chốc lát, thiên ma thiếu chủ kêu lên, món pháp bảo này, không những ở trên dưới 100 đạo ảo ảnh bên trong chuẩn xác không sai lầm nhận ra hắn bản tôn, mà lại có cực mạnh ngũ hành cấm chế chi lực. Mặc dù chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian, liền có thể tránh thoát mà ra. Nhưng là rất hiển nhiên, Tiêu Phàm căn bản không có ý định cho hắn thời gian này. Kính chiếu yêu, Tiêu Phàm từ tốn nói. Sau đó, một trường đánh ra, trong chốc lát cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Long tượng nặng tay, ngộ linh kỳ trở xuống, vô luận là ai, cũng không thể không che không đậy chính diện ngạnh giang long tượng nặng tay một kích. Dù coi như mạnh như thiên ma thiếu chủ, cũng giống như vậy. Cự lực lâm thể thời điểm, thiên ma thiếu chủ con ngươi, bỗng dưng phóng đại. Sau đó, cả người liền phảng phất pháo hoa nở rộ, triệt để vỡ ra, hóa thành vô tận huyết vũ, giữa trời vẩy xuống. Thiên ma thiếu chủ bạo thể nháy mắt, toàn bộ thiên ma huyễn cảnh lập tức sụp đổ. Xung quanh trong vòng hơn 10 dặm tình hình, đều bạo lộ ra. Chính ma hai đạo cao thủ, phân tán tại bốn phía, chính tại kịch liệt giao chiến. Bọn hắn vị trí, đúng là ở bên trong trên hồ, bất quá khoảng cách kia cao vút trong mây cự tháp, còn có mấy trăm bên trong xa. Bọn hắn tại thiên ma trong ảo cảnh nhìn thấy hết thảy, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Đã cự tháp là Bạch Vân Thành hộ thành đại trận trận nhãn, thiên ma thiếu chủ tuyệt không có khả năng thật để bọn hắn sát lại gần như vậy. Nguyên bản đoàn người ngay tại kịch chiến, bỗng nhiên ở giữa, thiên ma huyễn cảnh sụp đổ, đều không tự chủ được ngừng tay, hướng bên này nhìn sang. Sau đó, liền thấy đầy trời mưa máu, cùng đứng tại huyết phủ một bên, người mặc vảy rồng giáp Tiêu Phàm. Thiên ma thiếu chủ, lại không thấy bóng dáng. Mọi người không khỏi mắt trừng miệng kết. Mặc dù không có tận mắt thấy thiên ma thiếu chủ bị Tiêu Phàm một trưởng oanh thành bột mịn, nhưng tất cả mọi người là thân kinh bách chiến lão giang hồ, tình hình này vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Thiên ma thiếu chủ bất tử, thiên ma huyễn cảnh là sẽ không sụp đổ. Chỉ là, ma nhân nhóm vô luận như thế nào đều không thể tin được, thiên ma thiếu chủ vậy mà chết. Phải biết, thiên ma thiếu chủ là công nhận thất dạ giới đại ma tôn thứ nhất, rất nhiều người đều trực tiếp đem hắn cùng ngộ linh kỳ lão tổ đánh đồng. Ai ngờ lại ở đây, chết tại một tên toa ma giới cùng giai tu sĩ thủ hạ. Chương 1389, Niết Bàn trùng sinh. Soát, cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả ma nhân đều không hẹn mà cùng hướng phương xa độn đi, nháy mắt tụ tập lại với nhau, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn thiên ma thiếu chủ thực lực, mà bây giờ, thiên ma thiếu chủ lại bị Tiêu Phàm diệt sát, vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm thực lực, so thiên ma thiếu chủ càng mạnh. Đối mặt dạng này một vị biến thái cường nhân, vậy vẫn là cách xa điểm tốt. Đối với phổ thông cùng giai đại ma tôn, thiên ma thiếu chủ cơ hồ có miểu sát năng lực. Soát, trừ cửu Trần Tuyết Băng bọn người,
lập tức cũng đến Tiêu Phàm bên người, lại là từng cái vui vô cùng. Huynh đệ, xử lý cái kia hỗn đản rồi. Trừ Cửu vừa mừng vừa sợ, kêu lên, ngân bào bên trên tung tóe lấy lốm đốm lấm tấm vết máu, cũng không biết là máu của địch nhân hay là mình máu, bất quá từ khí tức bên trên nhìn, người người mang thương, trong đó tự nhiên là lấy Hoàng Tuyển thiếu quân thương thế nặng nhất. Mấy người khác còn tốt, dù sao Thiên Ma thiếu chủ cho những cái kia ma tôn chỉ lệnh rất rõ ràng, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn là được. Vậy liền ai đều sẽ không coi là thật liều mạng, chờ lấy Thiên Ma thiếu chủ từng cái đem bọn hắn đều thu thập, chẳng phải là tốt. Âu Dương Thiên lập tức nói, Tiêu huynh, nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi đây vi diệu. Thiên Ma thiếu chủ đã diệt, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Hoàng Tuyền thiếu quân hừ lạnh một tiếng, nói, đã đến nơi này, khẳng định phải phá trận về sau mới đi, không phải, chẳng phải là một chuyến tay không? Hắn thụ thương nặng nhất, phá trận khôi lỗi cùng năm đầu nguyên anh kỳ khôi lỗi đều bị hủy diệt, có thể nói là tổn thất nặng nề, nếu như cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, trong lòng là gì chờ biệt khuất. Đúng vậy, trước phá mất trận nhãn lại nói, dạng này kiên quyết, tự nhiên là Trần Tuyết Băng, nàng cũng biệt khuất đến kịch liệt, không có thấy tận mắt đến Tiêu Phàm đánh nổ cái kia hỗn đản, trong đầu luôn luôn khó chịu. Tiêu Phàm lại thần sắc nghiêm trọng, song mi nhíu chặt. Không rên một tiếng, huynh đệ, làm sao rồi? Có gì không ổn sao? Trừ Cửu lập tức phát giác không đúng, lập tức hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, người kia không chết, còn sống. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy giật nảy cả mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn chung quanh. Nghĩ muốn tìm Thiên Ma thiếu chủ tung tích, làm sao có thể? Trừ Cửu mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này đầy trời huyết nhục, chẳng lẽ là giả? Rõ ràng, Thiên Ma thiếu chủ cả người đều bị đánh nổ, sao có thể còn sống? Ta không thấy hắn nguyên thần, mà lại, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khí tức của hắn vẫn đang. Đồng thời y nguyên rất cường đại, Tiêu Phàm nhẹ nói, Âu Dương Thiên sắc mặt đại biến, lúc này nói, vậy chúng ta còn lề mề cái gì? Tam thập lục kế tẩu vi thượng, hừ, Thiên Ma đạo là có Thiên Ma niết bàn mà nói, đợi ta thu những này tinh huyết, nhìn hắn còn thế nào tác quái. Cửu Âm thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, vỗ bên hông treo lấy chữ vật vòng tay. Một cái đỏ chót hồ lô bắn ra, Cửu Âm thiếu chủ một tay lấy hồ lô bắt lấy, nhún người nhảy lên, đi tới hư không bên trên. Đảo ngược hồ lô, nhắm ngay kia tính tính huyền phù ở giữa không trung mưa máu. Miệng lẩm bẩm, liền muốn cách làm. Từ Thiên Ma thiếu chủ lúc trước ngôn từ bên trong có thể nghe được, Cửu Âm truyền thừa tựa hồ cùng Thiên Ma truyền thừa có phần có chỗ giống nhau, thậm chí có khả năng hệ ra đồng nguyên. Bởi vì phân đà hai cái khác biệt giao diện, nhiều năm như vậy lưu truyền tới nay, tự nhiên liền có khác nhau rất lớn. Bất quá Cửu Âm thiếu chủ đối Thiên Ma đạo công pháp truyền thừa, vẫn như cũ là quen thuộc nhất. Thật chẳng lẽ có niết bàn tái sinh chi pháp? Đúng lúc này, kia đầy trời tính tính huyền phù mưa máu, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, cực nhanh hướng trung ương tụ tập mà đi. Mà Cửu Âm thiếu chủ cũng vào lúc này cách làm hoàn tất, miệng hồ lô thả ra một cỗ màu ngà sữa khí thể, lập tức hình thành một cái vòng xoáy. Trong nháy mắt liền biến thành kính trượng lớn nhỏ, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra to lớn hấp lực, muốn đem đầy trời huyết vũ đều hấp thu đi vào. Đột nhiên, trong huyết vũ một đạo màu xanh sẫm quang mang nổi lên, quang mang lóa mắt, chính là Thiên Ma thiếu chủ chuôi này bản mệnh binh khí sóng biếc đao. Không tốt, chấm ngoặc kép, cơ hồ là đồng thời, Cửu Âm thiếu chủ cũng cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt tựa là hủy diệt khí tức, trong lòng thầm kêu một tiếng, liền muốn bước ra mà đi, nhưng như cũ chậm một bước. Chỉ thấy sóng biếc đao bỗng nhiên nhảy một cái, hóa thành một đạo mực tia chớp màu xanh lục, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Cửu Âm thiếu chủ kích bắn đi. Cửu Âm thiếu chủ thân thể lắc một cái, ba điểm hắc tinh bay nhanh mà ra, hướng sóng biếc đao vọt tới. Suy suy suy, Cửu Âm thiếu chủ thả ra ba điểm hắc tinh cố nhiên bất phàm, lại hoàn toàn không phải sóng biếc đao chi địch, trong khoảnh khắc liền bị sóng biếc đao đánh trúng vỡ nát. Cửu Âm thiếu chủ lại không kịp thi triển thần thông khác, sóng biếc đao liền lóe lên đến phụ cận. Hung hăng chém chúng đỏ chót hồ lô. Oanh, một tiếng, đỏ chót hồ lô lăng không nổ tung, Cửu Âm thiếu chủ giận mắng một tiếng, thân thể về sau lóe lên, mới hiểm mà lại hiểm tránh ra. Sóng biếc đao một kích thành công, cũng không truy sát, ở giữa không trung một cái lượn vòng, nhanh chóng thu về. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, đầy trời huyết vũ đã tụ tập cùng một chỗ, một đạo phai mở bóng người, dần dần tại huyết vũ bên trong ngưng tụ mà ra. Nhanh! Thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn thành biến thân, hủy đi hắn. Không phải hắn sẽ trở nên càng mạnh, Cửu Âm thiếu chủ không kịp thương tiếc pháp bảo của mình, vội vã kêu to, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đan sen thần sắc. Soát,
không đám người có động tác gì, đầy trời pháp bảo binh khí liền bay tới, mặc kệ 3721, hướng mọi người tấn công mạnh mà hạ. Lại là tránh ra thật xa những cái kia ma nhân, rốt cục lấy lại tinh thần, không chút do dự xuất thủ. Thiên ma thiếu chủ thế mà không chết, ngay tại niết bàn trùng sinh, nếu là lúc này tất cả mọi người làm rùa đen rút đầu, ngồi yên không lý đến, ngày sau thiên ma đạo tổ truy cứu tới, lại như thế nào bàn giao? Tại thất dạ giới, ai có thể xứng đáng thiên ma đạo tổ lôi đình chi nộ? Biết rõ Tiêu Phàm lợi hại, cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Trước ngăn trở bọn hắn, tận lực vì thiên ma thiếu chủ tranh thủ thời gian. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, trừ cửu bọn người nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, không trung binh khí bắn ra bốn phía, pháp bảo bay loạn, đánh túi bụi. Duy chỉ có Tiêu Phàm không nhúc nhích, gắt gao tiếp cận huyết vũ bên trong ngưng tụ mà ra cái bóng mờ kia. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, hư ảnh liền trở nên ngưng kết dày đặc, lại một cái chớp mắt, liền hiện ra thiên ma thiếu chủ bộ dáng, vẫn như cũ là màu xanh sẫm da thịt, dáng người 10 điểm cao lớn. Chỉ là trên thân nhiều một cỗ khó tả mùi máu tươi, xông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Dù coi như hắn hiện đang xuất thủ, cũng đã không kịp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thiên ma thiếu chủ đã phục sinh, khí tức thậm chí so lúc trước còn muốn càng mạnh 3 phân. Kia huyết tinh chi khí, làm người ta trong lòng kìm lòng không đặng có chút phát mao. Tất cả dừng tay, bất ngờ, sau khi trùng sinh thiên ma thiếu chủ giống to một tiếng, tựa như 9 ngày kinh lôi, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Ma nhân nhóm một trận luống cuống tay chân, đem binh khí cùng pháp bảo thu về, song song đứng tại thiên ma thiếu chủ sau lưng. Từng cái ngưng thần đề phòng, trừ cửu mấy người cũng một cách tự nhiên hướng Tiêu Phàm dựa vào, 6 người đứng sóng vai. Thiên ma huyễn cảnh đã phá, phe này kịch đấu, lập tức kinh động trong thành ma quân, lập tức tiếng kèn ô ô vang lên. Trong thành khắp nơi tinh kỳ phấp phới, từng đội ma quân từ các nơi tuôn ra sắp xuất hiện đến, tạo thành trận thế, hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Mấy chục đạo độn quang càng là kích xạ mà tới. Đứng tại thiên ma thiếu chủ phía sau, đến những người này, không thể nghi ngờ đều là nguyên anh kỳ trở lên cao giai ma nhân. Từng cái tiếp cận Tiêu Phàm cùng 6 người, như lâm đại địch. Đối đây hết thảy, thiên ma thiếu chủ thoáng như chưa tỉnh, trừng lớn một đôi như chuông đồng con mắt. Chỉ là gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, hận hận nói, rất tốt, họ Tiêu, là ta khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thật là có chút manh mối. Cũng dám hủy ta bản tôn nhục thân. Ngươi lá gan coi là thật không tiểu. Ha ha, các hạ nói chuyện, có thể hay không không muốn như thế tự cho là đúng. Tiếp lời chính là trừ cửu, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc, nói đến ngươi ghê gớm cỡ nào như. Từ thất dạ giới chạy đến chúng ta toa ma giới đến làm sằng làm bậy, thật giống như hai chúng ta còn không dám giết ngươi rồi. Thứ độ gì, nói hay lắm, các ngươi dám đến, chúng ta liền dám giết. Không cần suy nghĩ, lập tức lớn tiếng gọi tốt. Tự nhiên là tính tình so trừ cửu còn muốn, táo bạo, tuyết tiên tử. Tiêu Phàm liền cười, cửu ca cùng tuyết tiên tử nói đến cho dù tốt cũng không có, các hạ đã dám đến, chúng ta liền dám giết. Hảo hảo, rất tốt, bổn thiếu chủ trước kia còn muốn lưu các ngươi một cái mạng, đã các ngươi muốn tự tìm đường chết. Vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Thiên ma thiếu chủ giận tím mặt, kêu lên, thiên ma biến thân, theo một tiếng này quát lớn, nguyên bản xanh thẳm bầu trời, bỗng nhiên tối sầm lại. Vô số huyết vân lăn lộn mà ra, mỗi một đóa huyết vân bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa vô biên vô hạn ma khí, lấy thiên ma thiếu chủ làm trung tâm, cuồn cuộn tụ đến, trên trời cao, điện chánh lôi minh, phảng phất toàn bộ bầu trời đều tại chân áp mà hạ. Nguyên bản đứng tại phía sau hắn đông đảo ma nhân, chịu không được cái này cường đại uy áp, liên tục không ngừng hướng phương xa kích xạ mà đi, nhao nhao tránh né phải xa xa, trừng to mắt nhìn hướng bên này, lại là hoảng sợ lại là hưng phấn. Đã sớm nghe nói qua, thiên ma biến thân là thiên ma đạo vô thượng thần thông, từ trước chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão kế nhiệm nhân tuyển, mới có tư cách tu luyện. Thậm chí so thiên ma bách biến còn muốn thần bí. Hoặc là, thiên ma biến thân căn bản chính là thiên ma bách biến bên trong thâm ảo nhất một bộ phân, trong truyền thuyết, chính là thiên ma bách biến trung cực biến hóa. Vô luận là ai, chỉ cần kích phát thiên ma biến thân, nháy mắt liền có thể bộc phát ra mạnh nhất trung cực chiến lực. Những này ma nhân cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến thiên ma biến thân. Chỉ thấy cuồn cuộn huyết vân, hội tụ đến thiên ma thiếu chủ đỉnh đầu, từng đạo tơ máu, từ huyết vân bên trong chút xuống, liên tiếp đến thiên ma thiếu chủ trên thân, phảng phất có vô tận ma khí, ngay tại hướng thiên ma thiếu chủ thể nội quán trú. Thiên ma thiếu chủ cắn chặt hàm răng, phát ra cực kỳ thống khổ gầm nhẹ thanh âm, toàn thân đều đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Không thể nghi ngờ,
hắn cũng ngay tại chịu đựng lấy không phải người thống khổ tra tấn. Mà thân thể của hắn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng tấc cao lớn, từng tấc dài tráng. Trong chốc lát, thiên ma thiếu chủ liền hóa thân thành cao hơn 10 trượng cự đại ma thần, khuôn mặt cũng phát sinh rất biến hóa rõ ràng, mắt như đồng linh, miệng như máu bồn, hai viên thật dài răng nanh, duỗi ra miệng bên ngoài, ngón tay trở nên cực kỳ bén nhọn, tựa như dã thú móng vuốt. Tiếng sét đánh âm thanh, không trung huyết vân chút xuống ma khí tốc độ càng nhanh. A, chấm ngoặc kép, một tiếng thống khổ vạn phần kêu to. Trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy xa xa cự đại ma thần, bỗng nhiên liền biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng, chỉ bất quá tả hữu thêm ra hai cái đầu, có chút mơ hồ không rõ, ở vào khoảng giữa thực thể cùng hư ảnh ở giữa, sáu cánh tay lại rất chân thực, mỗi cái trong tay, đều cầm một kiện khác biệt binh khí. Ba đầu sáu tay, thiên ma pháp tướng, chấm ngoặc kép, cửu âm thiếu chủ há to miệng, thì thào kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chương 1390, thiên ma pháp tướng. Cái này thiên ma pháp tướng là cái thứ quỷ gì? Chết như thế nào còn có thể tái sinh? Trừ cửu tiếp cận quái vật kia, hầm hừ nói. Nói đến, cửu ca cũng là nhất quán nghiêu bức hống hống, nhất là trở về Thái Thượng Tông về sau, tông môn đem hết toàn lực vì hắn cường hóa năng lực. Hôm nay tình hình như vậy, thật đúng là rất hít đụng phải. Cái này thiên ma thiếu chủ cường hãn đến biến thái cũng liền thôi, rõ ràng bị Tiêu Phàm đánh nổ, lại sinh ra, đều kêu cái gì sự tình. Thiên ma pháp tướng là thiên ma thứ hai nhục thân, so thứ nhất nhục thân còn cường đại hơn, chỉ có thứ nhất nhục thân bị hủy diệt về sau, mới có thể ngưng tụ ra thứ hai nhục thân tới. Cửu âm thiếu chủ thuận miệng đáp, đối thiên ma truyền thừa rất tinh tường. Trần Tuyết Băng khẽ nói như vậy, hắn vì cái gì không sớm một chút đem cái kia thứ nhất nhục thân hủy đi. Mặc dù đối diện thiên ma thiếu chủ khí thế ép người, nghe Tuyết Tiên Tử lời này, Tiêu Phàm cùng người vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Dù coi như thứ hai nhục thân so thứ nhất nhục thân càng cường đại, cũng không ai sẽ tận lực đi đem thứ nhất nhục thân hủy đi a. Có một lần niết bàn cơ hội sống lại, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, ai sẽ vô duyên vô cớ đem cái này thêm ra một cái mạng lung tung tiêu hao hết. Lại nói, nghịch thiên như vậy công pháp, bình thường đều sẽ có trọng đại thiếu hụt. Thế gian vạn vật, liền không có hoàn mỹ vô khuyết. Từ thiên ma thiếu chủ điên cuồng ánh mắt liền có thể nhìn ra được, cái này thiên ma pháp tướng ngưng tụ. Sợ rằng sẽ tạo thành thần hồn tổn thương, mà lại sau đó chưa chắc có thể rất dễ dàng liền khôi phục. Quả nhiên, cửu âm thiếu chủ nói tiếp, bình thường đến nói, chỉ có ngộ linh kỳ lão tổ, mới có thể ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng, chưa từng nghe nói nguyên anh kỳ cũng có thể. Thần hồn căn bản là chịu không được như thế niết bàn trùng sinh thời điểm áp lực thật lớn. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn chằm chằm thiên ma thiếu chủ, ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Thiên ma thiếu chủ đặc biệt, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Người này tuyệt không tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh, nói hắn một chân đã đạp tiến vào hiểu linh kỳ. Tuyệt đối không người phản bác, một cái giao diện bên trong, luôn có như vậy một hai cái thậm chí là ba năm cái đặc biệt kiệt xuất thiên tài. Sốt cục, đầy trời huyết vân bên trong chút xuống huyết tuyến từng cây đứt gãy, thiên ma pháp tướng thể bên trong ẩn chứa ma khí, cũng đã đạt đến tại cực hạn, toàn bộ thân hình đều tăng vọt. Cơ bắp từng cục, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu tới. Sáu tay đủ dương, sáu binh khí đồng thời giơ lên. Các ngươi những này sâu kiến, một cái cũng đừng hòng chạy mất. Thiên ma thiếu chủ cười lạnh nói, trong mắt mang trên mặt rõ ràng điên cuồng chi ý. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, các hạ không khỏi quá tự đại, ta có thể giết ngươi một lần. Liền có thể giết ngươi hai lần. Cự linh biến thân, theo cái này âm thanh quát lớn, Tiêu Phàm toàn thân khớp xương, ba ba, rung động, nguyên bản thon thả thẳng tắp. Hơi có vẻ thon gầy thân thể, bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, cũng hóa thành thân cao 10 trượng ma thần, một cỗ mãnh liệt viễn cổ man hoang khí tức, thấu thể mà ra. Theo Tiêu Phàm cảnh giới nhiều lần tinh tiến vào, cùng vô cực long tượng công tăng thêm, cái này cự linh biến thân sớm đã tu luyện tới cảnh giới chí cao. Xa không phải ngày xưa vừa mới luyện thành lúc có thể so sánh, bây giờ toàn lực thi triển, khí thế chi thịnh, không chút nào tại thiên ma pháp tướng phía dưới. Thanh kim sắc phẩy rồng xoay quanh bay múa, thoáng qua liền đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại, một đỉnh thanh kim sắc mũ giáp từ trên trời giáng xuống, đoan đoan chính chính đội ở trên đầu, chỉ còn lại có con mắt cái mũi miệng lưu tại bên ngoài, cổ tay khẽ đảo, hào quang màu đỏ sậm lấp lánh, hẹp dài viêm linh chi nhận đã nắm trong tay, mũi đao nghiêng nghiêng chỉ hướng phía dưới, lộ ra một cỗ biến thái yêu dị chi khí. Hảo tiểu tử, dám cùng ta cứng đối cứng. Thiên ma pháp tướng trong mắt bắn ra lại là phẫn nộ lại là ánh mắt hưng phấn,
càng nhiều thì là khó mà che giấu điên cuồng. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, các hạ thiên ma biến thân, xem ra tựa hồ rất thần kỳ, kỳ thật cũng bất quá chỉ là cậy vào nhục thân cường hoành mà thôi, nói trắng ra chính là chuyện như vậy. Tiêu Mỗ hàng ngày không tin cái này tà, có bản lĩnh một mực xuất ra. Rất tốt, ta cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Thiên ma pháp tướng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, lập tức núi Minh Cốc ứng, phong vân biến sắc, chấn động cửu thiên thập địa. Dưới chân khẽ động, khổng lồ vô song thân thể như là mũi tên, hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Đứng ngoài quan sát mọi người, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cự nhân bọn hắn không phải không gặp qua, thân pháp nhanh cũng không phải chưa thấy qua, nhưng thân pháp nhanh như vậy linh như vậy động cự nhân, lại thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Còn lại là một tên ba đầu sáu tay cự linh thiên ma, tay cầm sáu binh khí, điên cuồng đánh tới. Tiêu Phàm thân thể có chút khom người, song tay nắm chặt viêm linh chi nhận, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng là siêu, một tiếng, đón thiên ma pháp tướng xông lên phía trước. Màu đỏ sậm viêm linh chi nhận, nháy mắt liệt diễm bốc hơi, lại lập tức chuyển biến làm màu lam nhạt, thật dài cơ hồ trong suốt màu lam nhạt đao mang, từ mũi nhọn bên trên bắn ra, những nơi đi qua. Khắp thiên vân màu đều hóa thành hư không, trong chốc lát bị nhiệt độ cực kỳ cao chỗ khí hóa. Oanh, trong nháy mắt, hai tên cự nhân liền đụng vào nhau. Đây không phải hai người đụng nhau phát ra thanh âm, mà là hai người mang theo siêu cường khí lưu đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Lập tức, binh khí giao kích chi tiếng vang lên, thiên ma pháp tướng sáu cánh tay như trong chóng chuyển động, sáu binh khí như mưa rơi hướng Tiêu Phàm đập xuống. Dù là người đứng xem đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Thậm chí hơn 10 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất khó nhìn rõ ràng cái này sáu binh khí xu thế, chỉ có thể cảm ứng được kia khí tức cường đại, đập vào mặt, ép tới người ngay cả khí đều không kịp thở. Cùng giai tu sĩ mà có thể tạo thành dạng này áp bách, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phanh phanh phanh, liên tục 3 tiếng âm thanh ầm ĩ. Mỗi một cái đều giống như trực tiếp nện tại chúng nhân trong lòng phía trên, chấn động đến phanh phanh loạn chiến. Trừ cửu bọn người càng là sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng chính là trọng binh lưỡi đao nện ở khôi giáp bên trên phát ra trầm đục thanh âm. Ngay sau đó, oa, một tiếng, Tiêu Phàm há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Quan chiến ma nhân trận doanh, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Giao thủ hiệp thứ nhất, Tiêu Phàm liền trọng thương thổ huyết. Thiên ma thiếu chủ toàn thắng, nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn cao hứng còn quá sớm chút. Theo sát phía sau, chính là thiên ma thiếu chủ âm thanh chấn khắp nơi cuồng hống. Phốc, một đầu mang máu cánh tay, phóng lên tận trời, trong tay còn nắm thật chặt một đầu nặng nề roi sắt, cũng đã cùng thân thể của mình tách rời, bay thẳng bên trên giữa không trung. Hai đạo quấn giao cùng một chỗ to lớn bóng người, trong chớp nhoáng hướng hai bên kích bắn đi. Lập tức liền kéo dài khoảng cách, trọn vẹn bay ra vài chục trượng, Tiêu Phàm mới thân thể ưỡn lên, đứng vững bước chân, miệng hơi mở, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy, vảy rồng giáp phần lưng. Có 3 khu vết lõm, nếu không phải Tiêu Phàm kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông, dù coi như có vảy rồng giáp hộ thể, cái này 3 lần cũng đủ làm cho hắn đứt gân gãy xương, lập tức mất mạng. Trừ cửu bọn người thấy thế, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ma thiếu chủ như thế cường hãn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, Tiêu Phàm đã là bọn hắn hôm nay phải chăng có thể bình yên rời đi duy nhất trông cậy vào. Tiêu Phàm nếu là chiến bại. Toàn quân bị diệt liền thành kết cục đã định, thiên ma thiếu chủ lý trí vẫn còn tồn tại thời điểm, muốn, mang thiếu chủ lấy khiến tông môn, có lẽ đoàn người còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ thiên ma thiếu chủ rõ ràng đã lâm vào trong điên cuồng, chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, Tiêu Phàm cố nhiên bị thương nặng, bên kia toa, thiên ma thiếu chủ tình hình cũng chưa chắc mạnh hơn hắn tới nơi nào đi. Ba đầu sáu tay biến thành ba đầu năm cánh tay, bên trái một cái cánh tay. Đủ khuỷu tay mà đứt. Chỗ miệng vết thương một mảnh đen nhánh. Mùi xú khí khí bốn phía, vậy mà là bị nhiệt độ cao trực tiếp phong bế vết thương. Thiên ma thiếu chủ quay đầu nhìn mình tay cụt, ánh mắt lóe lên một vòng cuồng nộ chi ý. Thiên ma pháp tướng có không thể tưởng tượng nổi niết bàn trùng sinh thần thông, dạng này trình độ tứ chi tổn thương. Cơ hồ sẽ không đối thiên ma pháp tướng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, cánh tay một đoạn, trong nháy mắt liền có thể trùng sinh một đầu mới cánh tay ra. Lại không chút nào ảnh hưởng đến pháp tướng sức chiến đấu. Nhưng là, Tiêu Phàm lại dùng tinh viêm thần binh triệt để phá hủy thiên ma pháp tướng niết bàn chi lực. Áp đặt đoạn cánh tay của hắn, viêm linh chi nhận bên trên bổ sung tinh viêm chi lực, lập tức đem chỗ miệng vết thương kinh mạch huyết nhục đốt cháy khét, triệt để giết hết sinh cơ,
mặc ngươi nặng sinh chi lực mạnh hơn, cũng một chút tác dụng đều không có. Cho ngươi cắt một đao, còn muốn dùng nung đỏ bàn ủi bỏng một chút. Cái này Vô Cực Môn trưởng giáo chân nhân, nhìn qua ra vẻ đạo mạo, bên trong thật đúng là chỗ này ba hỏng a. Tiểu tặc, giết ngươi. Mắt thấy tay cụt không cách nào tái sinh, Thiên Ma thiếu chủ cuồng nộ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dưới chân khẽ động, năm cánh tay vung vẩy, bổ nhào mà trước, lực lượng hủy diệt, dâng lên mà ra. Tiêu Phàm hai mắt nhíu lại, hai tay cầm đao, không chút do dự đối diện xông tới. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp bạo hưởng, năm binh khí đập ầm ầm tại Tiêu Phàm trên thân. Trừ Cửu thấy rõ ràng, trong đó một chùy trực tiếp nện ở Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, nhìn qua cứng rắn vô so mũ giáp, bị đánh cho lõm đi vào một khối lớn. Xuy, lại một cái cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt, nắm chặt trong tay binh khí, bay lên trên trời. Bạch, hai cái thân thể khổng lồ lần nữa tách ra. Một tia máu tươi, theo Tiêu Phàm ở giữa trán chậm rãi lưu lại, khóe miệng bốn phía, sớm đã vết máu ân nhưng, trầm tĩnh thần sáng lóng lánh hai mắt, sớm đã trở nên phai nhạt xuống, miễn cưỡng thẳng tắp thân thể, buồn bực tằng hắng một cái, khóe miệng lập tức tràn ra càng nhiều máu tươi. Nguyên bản thanh kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, lộ ra linh khí mười phần vảy rồng giáp, cũng cùng Tiêu Phàm mắt như thần, trở nên cực kỳ ảm đạm. Hiển nhiên ngay cả điểm nhận trọng kích, vảy rồng giáp cũng đã đến cực hạn. Mà bên ngoài hơn 10 trượng Thiên Ma thiếu chủ, đã biến thành ba đầu bốn tay. Lúc này bị chặt đứt, hay là bên trái cánh tay. Bên trái chỉ còn lại có một cánh tay, bên phải lại có ba đầu, nhìn qua cực kỳ quái dị, cực kỳ buồn cười. Cũng không biết là trùng hợp, hay là Tiêu Phàm cố ý gây nên, trọng thương Thiên Ma thiếu chủ chi dư, còn muốn đem hắn nhục nhã một phen. Tất cả người đứng xem đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây rốt cuộc là tu sĩ cấp cao tranh đấu, còn là phàm nhân nát tử sống mái với nhau. Chưa từng thấy, hai tên sắp đặt chân ngộ linh kỳ hậu kỳ đại tu sĩ, là như thế này giao chiến. Quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu. Đừng bảo là chưa thấy qua, chưa nghe nói qua, thậm chí ngay cả nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Hết lần này tới lần khác mỗi người đều thấy hãi hùng khiếp vía, kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm, gắt gao nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như giữa sân tranh đấu song phương bên trong một cái, đổi lại chính mình. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bên trên bay lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1391, nhưng chỉ lần này thôi. Tiểu tặc, ta sẽ không để cho ngươi chết được quá dễ dàng, ta muốn một chút xíu cắt thịt của ngươi, lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem mình bên trái hai con một nửa cánh tay cùng đen nhánh khét lẹt miệng vết thương, Thiên Ma thiếu chủ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lại cũng không nghĩ ra, đầu mình một lần ngưng tụ Thiên Ma pháp tướng, vậy mà lại là kết quả như vậy, bị đánh thành cái này cái điểu dạng. Đau xót ngược lại là thứ yếu, ngay trước cái này rất nhiều ma nhân trước mặt, cái này quá mất mặt phát. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rất thẳng người, trường đao trong tay hướng về sau hất lên, như là mũi tên. Hướng Thiên Ma thiếu chủ thẳng vào tới, vậy mà khai thác chủ động tiến công. Lạnh lùng tiếp cận kích xạ mà đến Tiêu Phàm, Thiên Ma thiếu chủ bạo giận lên. Thiên Ma bách biến, một tiếng quát lớn, bỗng nhiên vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, nháy mắt liền hóa thân 100.000 tên ba đầu bốn tay quái vật, vung vẩy bốn binh khí, hướng Tiêu Phàm chen chúc mà đi. Tiêu Phàm biến thành cự nhân, lập tức liền bị vô tận bốn tay quái vật vây quanh, phanh phanh phanh, thanh âm, rậm rạp địa chấn vang lên. Chỉ bất quá trong chốc lát, vảy rồng giáp liền một tiếng gào thét, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm miếng thanh kim sắc vảy rồng, tứ tán bay múa lái đi. Dù coi như là như thế này thượng giai pháp bảo cực phẩm, lực phòng hộ cũng có mức cực hạn, lọt vào dạng này ngay cả điểm trọng kích, rốt cục chống đỡ không nổi, linh khí hoàn toàn biến mất, ảm đạm mà thu. Nhưng, phanh phanh, trọng kích thanh âm, lại không có chút nào ngừng, ngược lại vang phải càng thêm mật thiết. Mọi người thấy rõ ràng, vô số ba đầu bốn tay quái vật. Vô số trọng binh lưỡi đao, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm thân thể phía trên. Da chóc thịt bong, máu tươi bay dương. Ngay cả vảy rồng giáp đều chịu đựng không được nặng như thế kích, Tiêu Phàm nhục thân lại cường hãn, cũng chỉ tại trong khoảnh khắc, liền sẽ bị nện thành thịt muối. Trừ Cửu quá sợ hãi, nhấc tay vừa nhấc, càng hoàng chuông bắn ra, liền muốn liều lĩnh giết tiến lên. Vô luận như thế nào, hắn quyết không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bị nện thành thịt muối mà thờ ơ. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên. Giết, đây là từ Tiêu Phàm yết hầu chỗ sâu bắn ra đến. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình hình dưới,
đầy trời ba đầu bốn tay quái vật bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái, ngay tại Tiêu Phàm đối diện. Ngay sau đó, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt chừng phải tròn căng. Chỉ thấy kia một tên sau cùng ba đầu bốn tay quái vật giữa ngực bụng, cắm một thanh thật dài lưỡi dao, thân đao hẹp dài, chính là Viêm Linh chi nhận, chuôi đao thì giữ tại Tiêu Phàm trên tay. Sắc bén mũi đao, từ Thiên Ma thiếu chủ lưng chỗ xuất hiện, từng giọt ân máu đỏ tươi, theo mũi đao hướng xuống nhỏ xuống. Thiên Ma thiếu chủ gương mặt, hoàn toàn méo mó, tựa như một cái vụng về phim hoạt hình mặt nạ. Hai con mắt càng là đỏ thắm như máu, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, phảng phất cũng muốn nhỏ xuống từng giọt máu tươi tới. Lần này, người cũng không có sử dụng kính chiếu yêu, người là thế nào bắt lấy ta bản tôn chân thân? Chốc lát, Thiên Ma thiếu chủ hỏi, thanh âm ảm câm, như cùng một đầu lừa đực, bị giết một đao, khí quản cắt đứt về sau, phát ra loại kia sắp chết tê minh thanh. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, người cho rằng kính chiếu yêu là cái gì? Bị bắt lại một lần còn dám tại Tiêu Phàm trước mặt thi triển chiêu số giống vậy. Trừ muốn chết, cũng chỉ còn lại có hết biện pháp. Kỳ thật cả hai kết quả là đồng dạng. Ngươi dự định thế nào? Triệt để giết chết ta. Ngươi cảm thấy, sư phụ ta sẽ bỏ qua ngươi à? Thiên Ma thiếu chủ lại cười lạnh, trên mặt loại kia vẻ điên cuồng ngược lại biến mất không thấy gì nữa, trở nên 10 điểm thanh tỉnh. Tiêu Phàm liền cười, các ngươi dám đến, chúng ta liền dám giết. Thanh âm rất nhạt, không có chút nào mãnh liệt, lập tức tay một dương, Viêm Linh chi nhận tại Thiên Ma thiếu chủ thể nội đảo ngược, đi lên vẩy lên, gọn gàng rút ra. Không có máu tươi bắn tung tóe, không có tê tiếng kêu thảm thiết. Thiên Ma thiếu chủ cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt bỗng nhiên tan rã. Sau đó, từng sợi khói đen từ hắn giữa ngực bụng vết đao bên trong xông ra, lập tức là càng ngày càng nhiều khói đen, từ thân thể của hắn từng cái bộ vị xuất hiện, lại sau đó, oanh, một tiếng hừng hực liệt diễm bay vút lên, nháy mắt luồn lên cao mấy chục trượng. Thiên Ma thiếu chủ cao tới hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, tại hừng hực liệt diễm bên trong, triệt để hóa thành cho tàn, trừ một cái màu đen chữ vật vòng tay, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngay cả nguyên thần đều chưa từng chạy thoát, cùng niết bàn nhục thân cùng một chỗ, ẩn thân tại trong biển lửa. Không có người gieo hò, cũng không có người kêu sợ hãi, vô luận chính ma song phương, đều yên lặng nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này liền đánh xong rồi, nguyên lai tưởng rằng sẽ phi thiên độn địa, pháp bảo bay loạn, đánh cái long trời lở đất, cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng. Ai ngờ trong nháy mắt, một trận liền đánh xong, thiên ma pháp tướng hồi phi yên diệt, bị triệt để diệt sát. Mà Tiêu Phàm, cũng là toàn thân đẫm máu, đơn tay nắm lấy Viêm Linh chi nhận, chậm rãi xoay người lại, tiếp cận phía bên kia mười mấy tên nguyên anh kỳ cao giai ma nhân. Cái này mười mấy tên ma người bên trong, chỉ ít cũng có 4 vị trở lên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nguyên anh trung kỳ cũng có hơn 10 vị, hợp lại cùng nhau, chiến lực phi phàm, cơ hồ sánh được Nam Châu đại lục một cái siêu cấp tông môn trung cực chiến lực. Nhưng mà, Tiêu Phàm ánh mắt quét qua, mười mấy tên cao giai ma nhân, đều kìm lòng không đặng lui về sau một bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trên mặt của đối phương, trong mắt, nhìn thấy thật sâu vẻ sợ hãi. Chính là người này, vậy mà giết Thiên Ma thiếu chủ. Loại sự tình này, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ tê cả da đầu. Cái này liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, đem phải đối mặt Thiên Ma đạo tổ truy sát. Thiên Ma đạo tổ, kia là trong truyền thuyết thất dạ giới đệ nhất cao thủ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong mắt hắn, thật như sâu kiến. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là nói sau, dưới mắt, ai dám ngăn trở Tiêu Phàm, liền mang ý nghĩa không muốn sống. Đi, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Cứ như vậy ở trong hư không cất bước, mỗi một bước phóng ra, đều là mấy chục trượng khoảng cách. Mười mấy tên nguyên anh kỳ cao giai ma nhân, đồng loạt hướng hai bên tách ra, ai cũng vô ý thức cách Tiêu Phàm càng xa càng tốt, nhìn về phía trong tay hắn Viêm Linh chi nhận ánh mắt, càng là cổ quái. Không hề nghi ngờ, ai cũng không muốn bị đao này đâm lên một chút, như vậy hôi phi yên diệt. Tiêu Phàm là hướng về phía trong lúc này trong hồ cự tháp đi. Cửu Âm thiếu chủ bọn người cũng lấy lại tinh thần đến, đi sát đằng sau ở phía sau. Đã địch nhân đã bị triệt để trấn trụ, không người dám cản, đây chính là tốt nhất phá trận cơ hội. Mắt thấy Tiêu Phàm cùng 6 người thẳng đến cự tháp mà đi, còn lại mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn rốt cục lấy lại tinh thần, cái này là chuẩn bị phá trận a. Lập tức không lo được khác, một tràng tiếng truyền hạ mệnh lệnh, 4 phương 8 hướng ma đại quân người, lập tức nhao nhao hướng cự tháp phương hướng tập kết quá khứ, mười mấy tên cao giai ma nhân cũng lập tức đuổi theo. Dù là như thế, mọi người hay là vô tình hay cố ý cùng Tiêu Phàm duy trì khoảng cách nhất định.
Trận nhãn cố nhiên quan trọng, tính mệnh càng thêm quan trọng. Lúc này mọi người cùng nhau tiến lên, nương tựa theo người đông thế mạnh, khẳng định là có thể ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn, lại thêm liên tục không ngừng chen chúc mà tới ma đại quân người, Tiêu Phàm dù coi như thật có ba đầu sáu tay, cũng nhất định ngăn cản không nổi. Vì để tránh cho bị vây diệt, chỉ có thể vội vã thoát thân mà đi. Đạo lý này, ai đều hiểu, nhưng còn có một cái đạo lý, cũng là ai đều hiểu, trước hết nhất xông đi lên những người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn? Kết quả chính là, mười mấy tên nguyên anh kỳ cao giai ma nhân, mười mấy vạn tinh nhuệ ma quân, vậy mà không thể ngăn được sáu tên toa ma giới tu sĩ, hơn nữa còn từng cái trên thân mang thương. Khoảng cách mấy trăm dặm, đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, cơ hồ là chớp mắt là tới. Diêm đạo hữu, xem ngươi, Tiêu Phàm vẫn không có thu hồi pháp tướng, cao tới hơn 10 trượng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Cửu Âm thiếu chủ, ông nói. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, hắn đương nhiên là có biện pháp triệt để phá mất cái này trận nhãn, để cả tòa hộ thành đại trận hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng Tiêu Phàm cũng không cho rằng là làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, muốn triệt để phá hư trận nhãn, cần phải hao phí so sánh thời gian dài, bọn hắn trước mắt chỗ sâu trùng vây, ở đây đợi đến quá lâu, rất hiển nhiên vô cùng không sáng suốt. Hai, triệt để hủy đi hộ thành đại trận, đoạt lại tòa thành thị này về sau, sẽ cho vòng đai phòng thủ đến phiền phức rất lớn, lại muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực đến trùng kiến hộ thành đại trận. Cửu Âm thiếu chủ nhẹ gật đầu, ống tay áo lắc một cái, ba viên màu đen đặc tinh thể, phù hiện trong tay hắn. Cái này ba viên tinh thể, chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ, trình hình đa giác, mặt ngoài dị thường bóng loáng, chăm chú nhìn, cho người ta cực kỳ thâm thúy cảm giác, phảng phất là một ngụm giếng sâu, làm sao đều không nhìn thấy đáy giếng. Tự nhiên, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Âm Huế Tinh. Tiêu Phàm chữ vật vòng tay bên trong, cũng cất giữ lấy một viên Cửu Âm Huế Tinh, bất quá liền thành sắc mà nói, tựa hồ còn không đuổi kịp Cửu Âm thiếu chủ lấy ra cái này ba viên. Cái này cũng khó trách, dù sao người ta mới là nhân viên chuyên nghiệp. Cửu Âm Huế Tinh chính là Cửu Âm quốc bảo vật trấn giáo. Ba viên Cửu Âm Huế Tinh lộ diện một cái, Âu Dương Thiên, Trừ Cửu, Trần Tuyết Băng liền kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước. Thứ này đối tu sĩ chính đạo lực sát thương, quả thực không cùng luân so. Cửu Âm Huế Tinh uy lực không nhỏ, các vị đạo hữu mời lại tránh đi chút. Nói thì nói như thế, ánh mắt lại rơi tại Tiêu Phàm trên mặt, tự nhiên mà vậy, một đoàn người đem Tiêu Phàm xem như thủ lĩnh, đây là đang mời Tiêu Phàm chỉ thị. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, thân thể nhoáng một cái, thu pháp tướng thần thông, dưới chân khẽ động, hướng nơi xa thối lùi mấy chục trượng xa. Cửu Âm thiếu chủ miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên giương một tay lên, ba đạo đen nhánh ánh sáng, hướng cự tháp kích bắn đi, bay đến cự tháp trên không thời điểm, ầm vang một tiếng thật lớn. Ba viên Cửu Âm Huế Tinh đồng thời nổ bể ra đến, lập tức một cỗ cực kỳ tanh hôi ộ uế khí tức đập vào mặt, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Ba đám mây đen tại cự đỉnh tháp bộ nổi lên, lập tức liên kết cùng một chỗ, hướng về cự tháp cuồn cuộn càn quét mà xuống, trong khoảnh khắc, liền bao phủ cự tháp nửa phần trên. Toàn bộ hộ thành lồng ánh sáng, bỗng nhiên liền bắt đầu trở nên ảm đạm đi, lung lay sắp đổ. Cửu Âm Huế Tinh hiệu quả, ứng nghiệm như thần, theo mây đen hướng phía dưới. Từng đoạn thôn vệ cự tháp, trận nhãn cùng đại trận liên hệ, cũng tại một chút xíu bị chặt đứt. Nhưng mây đen triệt để đem cự tháp nuốt hết về sau, Bạch Vân Thành hộ thành lồng ánh sáng cũng ầm vang một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ, từng khúc vỡ tan, tiêu tán ở hư giữa không trung. Sớm đã ở ngoài thành bầy trận chờ đã lâu toa ma giới đại quân, gặp một lần loại tình hình này, lập tức vui mừng quá đỗi, phát một tiếng hô, tinh kỳ phấp phới, pháp khí bay loạn, chen chúc đánh tới. Chương 1392, Đại Minh Chủ. Bạch Vân Thành, trong phủ thành chủ, chính điện, Dạ Minh Châu lóng lánh ánh sáng dịu dịu, đem chọn cái đại điện chiếu sáng giống như ban ngày. Nếu là tại phàm tục thế giới, riêng là điện này bên trong một viên Dạ Minh Châu, liền giá trị liên thành, phú khả địch quốc. Nhưng mà chính điện bên trong, khổng lồ như vậy Dạ Minh Châu, chí ít cũng có mấy chục khỏa nhiều. Bạch Vân Thành dù sao cũng là tại Bắc Minh trong biển rộng. Dạ Minh Châu loại này tại phàm tục thế giới khó gặp bảo vật, ở đây cũng liền làm cái chiếu sáng tác dụng, cùng Nguyệt Quang Thạch không sai biệt lắm. Tiêu Phàm ngồi tại chính điện chủ vị phía trên, ngay tại tổ chức liên quân hội nghị quân sự. Ngày ở giữa hộ thành đại trận một suy yếu, sớm đã chờ đã lâu toa ma giới đại quân chen chúc vào thành, rất nhanh liền đem tòa này trấn giữ giao thông yếu đạo cự thành đoạt lại. Lần này Nam Châu đại lục chính ma liên quân, cũng không có Ngộ Linh Kỳ lão tổ tọa trấn chỉ huy. Người chủ trì vẫn như cũ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ.
Đây là bởi vì, thất dạ giới Ngộ Linh Kỳ lão tổ, một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ ngẫu nhiên tại ngoại giới lộ một chút mặt. Càng là thần bí như vậy, thì càng để người cảnh giác bất an. Nam Châu đại lục Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trúng kế. Lần này chính Ma Liên Quân, hết thảy có vượt qua 12 nhà siêu cấp tông môn phái người tham gia, còn có mấy chục trong nhà môn phái nhỏ cùng bộ phân tu chân thế gia cùng tán tu, cũng cùng cử hành hội lớn. Người chủ trì tự nhiên là 12 nhà siêu cấp tông môn nhân vật đầu não. Trước đó, Tiêu Phàm cũng không phải là chi này liên quân thứ nhất đại minh chủ, Vô Cực Môn cũng không phải đệ nhất thống lĩnh tay áo tông môn, thậm chí ngay cả siêu cấp tông môn cũng không bằng. Cứ việc tại ngàn năm trước kia, Vô Cực Môn một mực vững vàng Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông, thậm chí là Nam Châu đại lục tu chân thứ nhất tông chí cao vị, nhưng từ khi xuống dốc về sau, liền đã tại Nam Châu đại lục siêu cấp trong tông môn triệt để xóa tên. Trước đây không lâu nặng dựng sơn môn, ngược lại là náo nhiệt một phen, nhưng mà Nam Châu đại lục thập đại chính đạo tông môn xếp hạng sớm định. Cũng không có bởi vì Vô Cực Môn Đông Sơn tái khởi mà làm ra cái gì điều chỉnh. Cho nên, hiện tại Nam Châu đại lục chính ma siêu cấp trong tông môn, cũng không có Vô Cực Môn danh tự. Tại liên quân bên trong, chỉ phái ra hơn ngàn người tham dự việc Vô Cực Môn, bị người không khách khí chút nào tính vào bên trong môn phái nhỏ phạm trù. Như không phải là bởi vì Tiêu Phàm bản thân nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ ngay cả tham dự thủ lĩnh hội nghị tư cách đều không có. Chỉ có thể là phất cờ hò reo đầy tớ thân phận. Nhưng mà, trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn thay đổi Tiêu Phàm tại liên quân bên trong địa vị. Đi tới phủ thành chủ trong chính điện, Trử Cửu, Trần Tuyết Băng, Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyển thiếu quân. Cửu Âm thiếu quân cùng siêu cấp tông môn thiếu tông chủ đồng loạt lễ nhượng Tiêu Phàm thượng tọa. Mặt khác một chút siêu cấp tông môn đại tu sĩ cũng mơ hồ nghe nói, Tiêu Phàm nhất cử diệt sát thất dạ giới thứ nhất tông môn Thiên Ma thiếu chủ, lúc này mới đánh vỡ Bạch Vân thành hộ thành đại trận, cho liên quân đại thắng sáng tạo điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, còn không biết muốn tại cái này Bạch Vân thành dưới bị ngăn lại bao nhiêu ngày. Tử thương bao nhiêu đám đệ tử người. Đối đây, Tiêu Phàm cũng không chối từ, chỉ thuận miệng khiêm tốn vài câu, liền ngang nhiên bên trên thủ tọa. Chiến hỏa say xưa. Cũng không phải khiêm tốn thời điểm, còn có một số không rõ nội tình nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thấy Tiêu Phàm bên trên thủ tọa, cứ việc trong lòng kinh ngạc. Nhưng cũng rất thức thời, không ở trước mặt mọi người chất vấn. Đều là lão vu giang hồ nhân tinh, ai sẽ vô duyên vô cớ đắc tội một vị khác thâm bất khả chắc cùng giai tu sĩ. Nặng chiếm Bạch Vân thành, đại hoạch toàn thắng. Liên quân nội bộ, khắp nơi đều tràn đầy một cỗ vui mừng hớn hở bầu không khí. Nhưng là các lộ chiến báo một tập hợp. Đại tu sĩ nhóm nụ cười trên mặt liền dần dần thu liếm, thay vào đó, là dần dần sắc mặt ngưng trọng. Thành là đánh hạ đến, nhưng mà thực tế chiến quả cũng không thế nào hiển hách, không có tiêu diệt bao nhiêu ma quân sinh lực. Khi hộ thành đại trận mất đi hiệu lực thời điểm, ma quân lập tức bắt đầu đâu vào đấy rút lui, phái ra một chút bộ đội tinh nhuệ đối chen chúc vào thành Nam Châu liên quân tiến hành chặn đánh, đại bộ phận phân ma quân ngay ngắn trật tự rời khỏi trong thành, hướng bán đảo chỗ sâu chuyển tiến vào. Những này ma tể tử thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Trừ Cửu buồn bực nói, trong giọng nói nhưng cũng xen lẫn khó mà che giấu tán thưởng chi ý. Không hề nghi ngờ, Thiên Ma thiếu chủ là trong thành ma quân đại thống lĩnh, khi thống soái bị giết thời điểm, trong thành ma đại quân người vẫn chưa toàn tuyến sụp đổ, ngược lại tại thành chỉ bị công phá thời điểm, đều đâu vào đấy đem đại bộ phận phân chủ lực đều lông tóc không thương rút ra ngoài. Chẳng những cả chi ma quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất là quan trọng chính là có được một cái cực kỳ chuyên nghiệp cực nó cường hãn, hiệu suất cực cao thống soái đoàn đội. Nếu không, tình hình như vậy là không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói ta đi qua thất dạ giới, bọn hắn nhiều năm trước liền một chi đang huấn luyện quân đội, chuẩn bị đánh trận. Đối bất luận cái gì tình huống khẩn cấp, bọn hắn đều có hoàn chỉnh dự án. Vậy thì thế nào, mấy tên khốn kiếp này hiện tại đã là cá trong chậu, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Dạng này hầm hừ mở miệng. Tự nhiên là Hoàng Tuyển thiếu quân. Ngày ở giữa đại chiến, hắn thụ thương nặng nhất, tổn thất lớn nhất, đã sớm đem ma quân hận nhập thực chất bên trong đầu. Hứa đạo hữu nói đúng, chỉ cần Bạch Vân thành một cầm xuống, đóng cửa đánh chó tư thế liền đã xong rồi. Chúng ta cũng có thể thong dong bố trí, đem bọn hắn một vừa mất diệt. Một tên khác hậu kỳ đại tu sĩ tán đồng nói. Đúng đúng, đóng cửa đánh chó. Lập tức liền có không ít người phụ họa theo đuôi. Hoàng Tuyển thiếu quân hướng Tiêu Phàm vừa chắp tay, nói Tiêu chân nhân, xin hạ lệnh đi, chúng ta nắm chặt thời gian, thừa thắng xông lên, không thể để cho bọn hắn thở nổi, thong dong bố trí.
Trải qua ngày ở giữa trận kia ác chiến về sau, Hoàng Tuyền thiếu quân biết rất rõ, mình cùng Tiêu Phàm Chi ở giữa chênh lệch ra sao cùng to lớn, sớm đã đánh ở sâu trong nội tâm biểu thị chịu phục, đem Tiêu Phàm xem như liên quân đại minh chủ. Tốt, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, lập tức không khách khí chút nào bắt đầu hạ lệnh. Người nào lĩnh kia mấy đạo nhân mã tới đâu truy kích, một một phân công minh bạch. Hoàng Tuyền thiếu quân cùng Âu Dương Thiên bị lưu lại thủ thành. Tiêu Chân Nhân, ta biết ngươi là có hảo ý, nhưng thủ thành việc này, ta còn thực sự không muốn làm, người phân công cho người khác đi. Ta phải đuổi theo ra đi, đem những cái kia thằng danh con đều cho thu thập, mới có thể ra được trong ngực cơn giận này. Ai ngờ Hoàng Tuyền thiếu quân nghe xong liền không làm, kêu lên. Tiêu Phàm cười cười, nói, hứa đạo hữu, đại chiến say xưa, muốn đánh trận, còn nhiều cơ hội, cũng không vội tại nhất thời. Kỳ thật thừa thắng xông lên, ngược lại là rất nhẹ nhàng sự tình, cho dù ai cũng có thể làm tốt. Thủ thành liền không đơn giản, cái này Bạch Vân Thành là Bắc Ninh bán đảo đường sinh tử. Một khi Bạch Vân Thành thất thủ, công thủ chi thế, lập tức nghịch chuyển. Hứa đạo hữu cùng Âu Dương đạo hữu đại tài, tại hạ mới đưa cái này trách nhiệm giao phó cho hai vị. Lời nói này phải khách khí, cũng không thể nói rõ, tiểu tử ngươi thụ thương quá nặng, hay là ngoan ngoãn trong thành đợi tốt. Ngay trước đoàn người mặt nói như vậy, đây không phải là lấy lòng, kia là đánh mặt. Hoàng Tuyền thiếu quân là siêu cấp tông môn tương lai chi chủ, mặt mũi này thế nhưng là so cái gì đều muốn gấp. Về phần Âu Dương Thiên, Tiêu Phàm cũng biết hắn là tiếc tử chi bối phận, đã hắn cùng Hoàng Tuyền thiếu quân giao hảo, liền để hai người bọn họ cùng một chỗ thủ thành tốt. Bây giờ chính là Nam Châu liên quân đại chiếm thượng phong, đợi tại Bạch Vân Thành, hẳn là rất an toàn. Đương nhiên, cũng không chỉ lưu bọn hắn lại hai tên thụ thương nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ ít còn muốn cho bọn hắn lưu lại mấy tên cùng giai tu sĩ khi phụ tá, nếu không thật đúng là ngăn không được ma đại quân người phản công. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, Hoàng Tuyền thiếu quân biết hắn là nỗi khổ tâm, cũng liền không tiện nói gì. Hắn thương thế này, cũng xác thực cần phải thật tốt an dưỡng một trận, không nên lại cùng người tranh đấu. Phân công hoàn tất, mọi người một run lên tuân, không có có dị nghị. Nửa đêm lúc phân, trong phủ thành chủ một cái linh khí nồng đậm trong động phủ, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ngay ngắn, chữ màu đỏ càn khôn đỉnh ở trước mặt hắn xoay chậm chậm. Động phủ bốn phía, sớm đã bày ra tinh diệu cấm chế. Lần này chinh chiến, Vô Cực môn phái ra binh lực cũng không nhiều, chỉ có hơn ngàn người, mà lại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, chỉ có hai tên nguyên anh cao thủ, một vị là Bách Hùng bang ngũ độc đường Đàm lão phu nhân, còn có một vị đây là Thiên Diệu cung họ Liễu nữ tu, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Âu Dương Minh Nguyệt cùng mấy vị ngộ linh kỳ lão tổ cùng một chỗ, thời khắc chuẩn bị ứng đối những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thất dạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ. Tân Lâm, Cơ Khinh Sa, Trần Dương, Hoàng Đường cũng còn lưu tại Thánh Linh Nguyên địa tu luyện. Mã trưởng lão lưu tại Kim Châu thành chủ trì Bách Hùng bang sự vụ. Hồng Thiên thì tiến vào Vô Cực môn tổng đàn linh nhãn chi địa tu luyện, hắn cũng đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ tu sĩ thọ nguyên cực hạn, nhìn có thể hay không mượn nhờ linh nhãn chi địa dư giả thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa nhất cử đột phá bình cảnh, đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Vô Cực Sơn Thiên Tôn lĩnh bên trên, trước mắt là Thiên Diệu tiên tử đang tọa trấn. Ngô Hà hiệp trợ nàng, Vô Cực môn vừa mới nặng dựng sơn môn, Thiên Tôn lĩnh bên trên không thể diễn không thành kế. Đương nhiên, mảnh bàn về đến, đơn Tiêu Phàm một người sức chiến đấu, liền có thể so mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại càng không cần phải nói, hắn còn có xương chim, tứ giai con bọ ngựa cùng hắc lân tương trợ. Coi là thật toàn lực xuất thủ, liền xem như 5-6 tên cùng giai tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, đánh tới cuối cùng, hơn phân nửa hay là Tiêu Phàm chiến thắng. Tiêu Phàm lúc này bế quan, lại không phải vì muốn chữa thương. Cùng Thiên Ma thiếu chủ một trận chiến, bị thương rất nặng, ngay cả vảy rồng giáp đều kém chút bị triệt để hủy đi, cần một lần nữa lấy chân nguyên pháp lực hảo hảo bồi dưỡng một phen mới được. Nhưng nói cho cùng, cũng vẫn chỉ là nhục thể tổn thương, thương thế như vậy, Tiêu Phàm có là linh đan diệu dược đến trị liệu, không bao lâu, liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Đương nhiên, nếu như bị thương quá nặng, liền rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thần hồn chi lực, kia mới thật khiến người lo lắng. Tiêu Phàm lần này bế quan, lại là nguyên thần xuất khiếu, tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong, đi tìm Trống Trơn Nhi. Ngày ở giữa Trống Trơn Nhi bỗng nhiên xuất hiện, nói có phát hiện trọng đại, hy vọng hắn có thể tận mắt đi nghiệm chứng một chút, lúc ấy không rảnh, nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại vẫn luôn tại nhớ thương việc này. Với hắn mà nói, Trống Trơn Nhi tại, càn khôn đỉnh, bên trong phát hiện bất kỳ một cái nào bí mật, đều cực kỳ khẩn yếu. Tiêu Phàm cảm giác được, mình trước mắt tại không gian chi đạo lĩnh ngộ bên trên,
đến một cái 10 điểm quan trọng quan khẩu, thật giống như hắn những ngày này nghiên cứu, trường sinh tướng, đồng dạng. Đối thiên nhân tướng, lĩnh ngộ, đã đến hết sạch vậy, đối trường sinh tướng, lĩnh ngộ, nhưng thủy chung như là ngắm hoa trong màn sương, cách một tầng. Hắn tại tu vi bên trên cảnh giới, cũng đến nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất. Đều đang tìm kiếm một cái thích hợp đột phá khẩu, có lẽ, không gian chi đạo sẽ trở thành cái thứ nhất đột phá. Chương 1393, vô cực môn tiền bối tung tích. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến chính là, tiến vào, càn khôn đỉnh, về sau, hắn thế mà không có cảm ứng được trống trơn nhi khí tức. Không khỏi lấy làm kinh hãi, loại tình hình này cũng không phổ biến. Lập tức Tiêu Phàm theo rừng rậm đường mòn, hướng Càn Khôn quảng trường đi đến. Càn Khôn quảng trường là hắn cho kia một mảnh thần bí đồ án hội tụ địa điểm lấy danh tự, nơi đó tựa hồ cũng là một loại nào đó không gian thông đạo hội tụ điểm, màu ngà sữa trên bầu trời, khắp nơi đều lóng lánh chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, theo trống trơn nhi nói, mỗi một chỗ hỗn độn đồ án đều thông hướng một chỗ đại thế giới. Về phần có phải là có chuyện như vậy, còn chờ nghiệm chứng. Trước đó không lâu, Trống Trơn Nhi ở nơi đó để lộ một chỗ hỗn độn đồ án về sau ẩn tàng bí mật, lại không phải một chỗ đại thế giới, mà là vô cực môn tổng đàn linh nhãn chi địa địa đồ, dựa vào kia bức bản đồ chỉ dẫn, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt tìm được linh nhãn chi địa phương pháp đi vào. Không cẩn thận bàn về đến, nói là thông hướng một chỗ khác đại thế giới, cũng không tính sai. Linh nhãn chi địa nhưng không phải liền là một chỗ khác, thế giới, a. À. Chỉ bất quá không phải, Càn Khôn đỉnh, bên trong tự mang đại thế giới. Dưới tình huống bình thường, Trống Trơn Nhi hẳn là đợi tại quảng trường, lại không biết là nguyên nhân gì, để hắn không cảm ứng được khí tức. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm liền xuất hiện trên quảng trường, trên trời cao, chữ đồ án màu đỏ lấp lánh, vẫn như cũ là thần bí như vậy khó lường. Tiêu Phàm thả ra thần niệm chi lực, bắt đầu hướng bốn phía điều tra, lại là không thu hoạch được gì. Ở đây, thần niệm chi lực nhận quá nhiều hạn chế, rất nhiều nơi căn bản liền không cách nào điều tra. Cũng không phải nguyên nhân khác. Mà là rất có thể nhìn qua thường thường không có gì lạ một nơi, trên thực tế phía sau hết thảy, đã ở vào một cái không gian khác, lại thế nào điều tra đạt được. Lần này, Tiêu Phàm song mi có chút nhau, hắn cùng Trống Trơn Nhi ở giữa liên hệ, bình thường đều là dựa vào thần niệm chi lực câu thông. Bây giờ bỗng nhiên không cảm giác được Trống Trơn Nhi khí tức, trong lúc nhất thời, còn thật không biết nên như thế nào đi phát hiện tung tích của hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, liền trên quảng trường. Bắt đầu cẩn thận điều tra khảm nạm ở trên bầu trời kia từng cái hỗn độn đồ án, hắn tin tưởng. Nhất định có thể từ đó nhìn ra chút đầu mối. Quả nhiên, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Liền tại hư không phía đông, có một chỗ hỗn độn đồ án có vẻ hơi đặc biệt, như có lẽ đã bị người phá giải qua, dưới mắt chỉ là duy trì lấy bên ngoài đồng hồ dáng vẻ, thô thô nhìn lại, cùng cái khác hỗn độn đồ án không có có sự khác biệt. Trên thực tế có khác nhau rất lớn. Tiêu Phàm lập tức tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo không gian pháp quyết hướng na hỗn độn đồ án kích bắn đi. Thi pháp chưa hoàn tất, một trận trừ hào quang màu đỏ lấp lánh. Kia hỗn độn đồ án đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đầu không gian nho nhỏ thông đạo, từ đó nhô ra Trống Trơn Nhi cái đầu nhỏ đến, vừa thấy là Tiêu Phàm. Lập tức liền cao hứng nói, Tiêu đại ca, người đến. Mau mau, tiến đến, ta phát hiện nơi này có đại bí mật. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm dưới chân khẽ động, trong nháy mắt liền đến trong thông đạo. Kỳ thật đối với hắn hiện tại linh thân trạng thái đến nói, không gian thông đạo không quan trọng lớn tiểu. Bởi vì linh thân vốn là biến hóa như ý, hữu hình vô thể, Trống Trơn Nhi, người nói phát hiện một cái vật kỳ quái, đến cùng là cái gì? Là một phong thư, Trống Trơn Nhi nói, một phong thư, Tiêu Phàm lúc này là thật lấy làm kinh hãi. Trống Trơn Nhi rất khẳng định nói, từ phong thư này ngữ khí đến xem. Hẳn là các ngươi vô cực môn tiền bối lưu lại. Tiêu Phàm càng là kinh ngạc, bận bịu tức nói, thư ở đâu bên trong, ta xem một chút. Ta không bỏ ra nổi đến a, ta sau khi xem, nó liền biến mất không thấy gì nữa. Trống Trơn Nhi hai tay một đám, nói, vậy ngươi nói một chút, là cái gì nội dung? Trống Trơn Nhi nói, ta lại hiện ra cho ngươi xem. Tiêu Phàm liền trừng mắt liếc hắn một cái. Trống Trơn Nhi hì hì cười một tiếng, lập tức bắt đầu chạy như bay. Từng vòng chữ màu đỏ cổ lão phù văn, tại hắn quanh người lấp lánh mà lên, ngược lại là cùng hắn lần trước đem không gian tri thức truyền thụ cho Tiêu Phàm tình hình giống nhau như đúc. Chẳng lẽ vô cực môn tiền bối tổ sư lưu lại thư tín, cũng là lấy loại này cổ lão phù văn viết thành. Tiêu Phàm lòng tràn đầy nghi hoặc, bắt đầu bình thức tĩnh khí,
nghiêm túc lĩnh ngộ cổ lão phù văn nội dung. Nhưng là rất nhanh, Tiêu Phàm song mi liền dương lên. Phong thư này vậy mà là Thanh Dương Tổ Sư lưu lại. Thanh Dương Tổ Sư là Càn Khôn Đỉnh, dân bản địa, vô cực môn thứ 38 thay mặt trưởng giáo Tổ Sư, nguyên bản trải qua hơn 1.000 năm tiêu hao, nguyên thần đã hết sức yếu ớt, ngày giờ không nhiều, Tiêu Phàm đạt được thiên nhân tướng, về sau, lập tức đi tới trong đỉnh truyền thụ cho hắn, sau đó Thanh Dương Tổ Sư liền bế quan tu luyện, thiên nhân tướng, lại sau này, Thanh Dương Tổ Sư bỗng nhiên liền mất tích, không biết đi nơi nào. Thậm chí là không đã tọa hóa, đều không được biết. Tiêu Phàm tìm kiếm không có kết quả, ai ngờ đã nhiều năm như vậy, Trống Chân Nhi lại ở trong đỉnh tìm được Thanh Dương Tổ Sư lưu lại tin tức. Lại nguyên lai năm đó Thanh Dương Tổ Sư mất tích, cũng không phải là tọa hóa, mà là sai nhập Càn Khôn Đỉnh, bên trong khe hở không gian. Càn Khôn Đỉnh, dạng này không gian chí bảo, có thể nói khắp nơi đều tràn ngập không gian, cạm bẫy, rất dễ dàng để người hãm đi vào. Phong thư này, xem như cho Tiêu Phàm giải khai trong lòng một cái bí ẩn, nhưng cũng yên lòng. Chí ít biết Thanh Dương Tổ Sư cũng không có tọa hóa. Nhưng càng làm cho Tiêu Phàm giật mình là, Thanh Dương Tổ Sư tại phong thư thảo luận, hắn trong lúc vô tình tại Càn Khôn Đỉnh, bên trong phát hiện một cái trọng đại manh mối, có lẽ cùng năm đó thất thủ tại không gian thông đạo bên trong vô cực môn tiền bối, có cực kỳ mật thiết liên quan. Hắn quyết định muốn đem bí mật này triệt để lộ. Đọc đến nơi đây, chính đang chạy vội Trống Chân Nhi bỗng nhiên dừng bước, thư tín cũng liền hết hạn. Tiếp tục a, chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm kêu lên, Trống Chân Nhi hai vai hơi dựng ngược lên, nói, không có, cứ như vậy nhiều. Vậy ngươi nói, Thanh Dương Tổ Sư đến cùng đi nơi nào? Trống Chân Nhi nói, không biết, đây chính là ta đang tìm. Chấm ngoặc kép, căn cứ Trống Chân Nhi miêu tả, hắn trước đó vài ngày vẫn luôn tại toàn lực nghiên cứu cái này hỗn độn đồ án đằng sau ẩn tàng bí mật, kết quả mở ra cái này cỡ nhỏ không gian thông đạo về sau. Liền phát hiện Thanh Dương Tổ Sư lưu lại phong thư, đồng thời chính là lấy không gian phù văn lưu lại. Thanh Dương Tổ Sư tại Càn Khôn Đỉnh, bên trong ở lại hơn nghìn năm, vẫn luôn tại nghiên cứu không gian chi đạo, không gian thuật tạo nghệ cũng là rất cao. Biết có như thế một cái bí mật về sau, Trống Chân Nhi lập tức rất là phấn chấn, không ngủ không nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu ở đây phá giải. Vậy ngươi tìm được cái gì vật hữu dụng? Đương nhiên, ta tìm được một cái giới điểm. Chấm ngoặc kép. Trống Chân Nhi đắc ý nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ngạo nghễ thần sắc. Tiêu Phàm ngạc nhiên không hiểu, hỏi cái gì là giới điểm. Trống Chân Nhi cười hắc hắc, nói, người đi theo ta dẫn người đi xem. Lập tức Tiêu Phàm đi theo Trống Chân Nhi sau lưng, hướng thông nói phía trước đi đến. Đầu này cỡ nhỏ không gian thông đạo, để Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt, vậy mà là uốn lượn quanh co. Cứ việc Tiêu Chân Nhân cũng coi như phải là tinh thông không gian chi thuật. Kinh lịch vô số không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu, không gian thông đạo càng là thường xuyên ra vào, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia một đầu không gian thông đạo, là uốn lượn như là trong núi đường mòn. Không gian thông đạo, chẳng lẽ không phải là hai điểm ở giữa nhất khoảng cách ngắn a? Lúc nào, ngay cả không gian thông đạo đều có thể như thế uốn lượn rồi. Thấy Tiêu Phàm trên mặt kinh ngạc thần sắc, Trống Chân Nhi càng thêm đắc ý, cười hì hì nói, kỳ quái đi. Làm không hiểu sao, đầu này không gian thông đạo, là ta bắt đầu xuyên. Tiêu Phàm cũng không đi để ý hắn trêu chọc tiểu đắc ý bộ dáng, hỏi cái gì gọi là ngươi bắt đầu xuyên. Rất đơn giản, chính là đem phương vị khác nhau mấy đầu vết nứt không gian đả thông. Nối liền nhau, mới có đầu này không gian thông đạo. Tiêu Phàm liền buồn bực một thanh, hắn là thật từ không nghĩ tới, cái gọi là không gian thông đạo, lại còn có thể dạng này làm. Đem mấy đầu ở vào phương vị khác nhau vết nứt không gian đả thông. Nối liền nhau, ước chừng cũng chỉ có Trống Chân Nhi mới nghĩ ra a. Có lẽ nói, người khác coi như có thể muốn lấy được, cũng tuyệt không dám dạng này đi nếm thử. Vết nứt không gian, là nguy hiểm nhất đồ vật, mảnh nhỏ, ở khắp mọi nơi. So thế gian bất luận cái gì thần binh lợi nhận đều muốn càng thêm sắc bén, dù coi như là ngộ linh kỳ cao thủ không cẩn thận đụng phải phi tốc lưu động vết nứt không gian, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắt làm hai đoạn. Tiêu Phàm tinh thông không gian thuật, đụng phải vết nứt không gian, cũng giống vậy sẽ cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đi, tận lực không đi trêu chọc. Giống như vậy đem mấy đầu vết nứt không gian nối liền nhau sự tình, trừ Trống Chân Nhi, ai dám làm. Một nước vô ý, liền đầu một nơi thân một nẻo. Cũng chỉ có Trống Chân Nhi dạng này vô hình vô thể trời sinh không gian yêu linh, mới như thế cả gan làm loạn. Trống Chân Nhi, vậy ngươi có thể hay không trống rỗng sinh ra vết nứt không gian? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, nếu Trống Chân Nhi nắm giữ dạng này bản lĩnh,
kia là gì cùng nghịch thiên đại sát khí? Không thể, Trống Chân Nhi liền có chút buồn bực, ta tạm thời còn không có loại này bản sự. Vậy ngươi có thể hay không đem một đầu vết nứt không gian từ một chỗ chuyển qua một nơi khác? Có thể, lần này, Trống Chân Nhi trả lời cực nhanh. Bất quá ta tạm thời còn chỉ có thể di động một đoạn ngắn khoảng cách, đồng thời không có cách nào cố định quá lâu. Chỉ có nguyên bản là ở chỗ này vết nứt không gian, ta có thể nghĩ biện pháp đem bọn nó cố định, không để bọn chúng chạy loạn khắp nơi. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, kêu lên, vậy là được. Trống Chân Nhi có chút kỳ quái mà hỏi thăm, cái gì gọi là vậy là được rồi. Tiêu đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Dù sao đến lúc đó chúng ta có việc làm. Tiêu Phàm rất dáng vẻ hưng phấn. Lại nguyên lai hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tây Mạc biển cả không linh đảo Vạn Kiếm Cốc, nơi đó không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu, hắn đều có biện pháp tránh thoát đi, chỉ có những cái kia đâu đâu cũng có lại chạy loạn khắp nơi vết nứt không gian, mới chính thức để Tiêu Phàm đau đầu. Một đầu chân chính vững chắc, bất kỳ người nào đều có thể xuất nhập không gian thông đạo, từ đầu đến cuối khó mà dựng lên, liền là do ở những này vết nứt không gian nguyên nhân. Một khi Trống Chân Nhi có thể đem những này vết nứt không gian đều cố định xuống, Tiêu Phàm liền có biện pháp mở ra một đầu chân chính vững chắc không gian thông đạo, thật giống như tiến về Thánh Linh Nguyên Địa không gian thông đạo đồng dạng. Cứ như vậy, không linh đảo Vạn Kiếm Cốc phong nhãn chi địa, liền có thể trở thành hắn lại một cái tốt nhất tu luyện chàng chỗ, vì vô cực môn đại lượng bồi dưỡng kiệt xuất nhân tài mới nổi đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huống hồ, không linh đảo dưới cực phẩm linh mạch, cũng là một chỗ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên. Đối với vô cực môn ngày sau đại lực khuếch trương, phi thường quan trọng. Chương 1394, tạo hóa chi lực. Đầu này quanh co không gian thông đạo không hề dài, nhưng thông qua thời điểm, lại gấp bội phí sức. Nhược quả không phải là bởi vì Tiêu Phàm bản thân cũng tinh thông không gian thuật, căn bản liền không thể tại dạng này không gian thông đạo bên trong tiến lên. Mỗi chuyển một chỗ ngoặt, Tiêu Phàm liền có thể cảm nhận được khác biệt không gian khí tức. Mỗi một chỗ vết nứt không gian, đều có mình đặc biệt khí tức. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Trống Chân Nhi cùng Tiêu Phàm mới đi đến không gian cuối lối đi. Đây cũng là một cái vết nứt không gian, chỉ bất quá chỗ này khe hở tương đối lớn, liếc nhìn lại, hoang vu đến cực điểm, nhưng đỉnh thai lâu các phế tích hải cốt, lại liếc qua thấy ngay. Có thể nhìn ra được, đây là từ nơi nào đó rất lớn không gian chi sụp xuống một chỗ tàn tạ di chỉ. Bởi vì khuyết thiếu linh khí tẩm bổ, trở nên cực kỳ hoang vu. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới rất cảm thấy chấn kinh. Nơi này không phải gian ngoài, đây là đang, Càn Khôn Đỉnh, bên trong. Càn Khôn Đỉnh, là không gian chí bảo, làm sao sẽ có không gian sụp đổ di chỉ? Chẳng lẽ tại bảo vật nội bộ, cũng sẽ phát sinh không gian dị biến? Trống Chân giống như hồ biết Tiêu Phàm đang khiếp sợ cái gì, nói cái này có gì đáng kinh ngạc. Càn Khôn Đỉnh, vốn chính là ngày mai luyện hóa bảo vật, không biết luyện hóa bao nhiêu đại thế giới tại món bảo vật này bên trong. Trong đỉnh tạo hóa chi lực vốn là thần kỳ vô so. Tạo hóa chi lực, Tiêu Phàm cười lắc đầu. Trống Chân Nhi, ngươi lầm đi. Càn Khôn Đỉnh, là thông huyền linh bảo, không phải tạo hóa chi bảo. Không phải tạo hóa chi bảo, sao là tạo hóa chi lực? Trống Chân Nhi lập tức lắc đầu, thần sắc 10 điểm kiên định, nói ta không có lầm. Ta không biết cái gì là thông huyền linh bảo, cũng không biết cái gì là tạo hóa chi bảo. Nhưng, Càn Khôn Đỉnh, bên trong xác thực có tạo hóa chi lực. Hơn nữa còn phi thường cường đại. Người vì luyện hóa vết tích hết sức rõ ràng. Cái này ta hoàn toàn có thể cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghi ngờ Trống Chân Nhi lời nói, Trống Chân Nhi vốn là tạo hóa sở sinh. Mặc dù hắn không biết Trống Chân Nhi loại tình hình này, có tính không trời sinh thánh linh một loại, lại rất rõ ràng. Cùng Trống Chân Nhi hoàn toàn sau trưởng thành, năng lực mạnh, tuyệt đối không tại trời sinh thánh linh phía dưới, thật giống như muội muội đồng dạng. Sau khi thành niên liền là chân chính trời sinh thánh linh. Trời sinh quỷ linh vốn là trời sinh thánh linh một loại. Tất cả thánh linh, đều là tạo hóa chi tử. Cho tới nay, tất cả mọi người công nhận, Càn Khôn Đỉnh, là thông huyền linh bảo chính phẩm, Tiêu Phàm cũng liền cho rằng như vậy. Hiện tại xem ra, cái này phán đoán chưa hẳn chuẩn xác. Người nói là, lúc trước có người lấy quảng đại thần thông, đem vô số đại thế giới luyện hóa về sau, đúc thành cái này bảo đỉnh. Đúng. Tiêu Phàm lại sững sờ ngơ ngác một chút, thở dài nói, đến cùng là ai có dạng này đại thần thông? Không phải là trên trời chân tiên, ta không biết, Trống Chân Nhi lắc đầu. Tiêu Phàm không khỏi bật cười, mình cùng cái này hỗn độn chưa mở tiểu gia hỏa nghiên cứu thảo luận cái gì trên trời chân tiên. Chúng ta đi thôi, còn đi tới chỗ nào đi? Đã đến cuối cùng, chấm ngoặc kép,
Trống Chân Nhi vừa cười vừa nói. Nơi này, ta tạm thời chỉ truy đến nơi đây, nhưng ta cảm thấy, chỉ muốn mở ra cái lối đi này, liền có thể liên thông thế giới mới. Ngươi nhìn bên kia, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa thương khung chi đỉnh, có một cái chiếu lấp lánh giữa điểm sáng màu trắng, cái này điểm sáng nhìn qua chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, lại cho Tiêu Phàm một loại sâu xa như biển cảm giác. Dù là Tiêu Phàm đã đem thiên nhãn thần thông tu luyện tới cực hạn, ngóng nhìn kia điểm sáng thời gian thoáng một dài. Liền cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, lập tức hoảng hốt, vội vàng rời ánh mắt. Đây là không gian giới điểm. Chốc lát, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, giật mình nói, có thể nói như vậy, cái này giới điểm, áp xúc cực mạnh không gian chi lực, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang nghiên cứu, muốn tìm một cái an toàn nhất biện pháp ổn thỏa đến mở ra nó. Chỉ muốn mở ra cái này giới điểm, liền có thể tìm tới bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Trống Chân Nhi hưng phấn nói, tìm tới bọn hắn. Tiêu Phàm cảm giác rất quái dị. Đúng, ngươi không phải nói, các ngươi vô cực môn tiền bối tổ sư bị cuốn vào không gian phong bạo về sau liền triệt để mất tích rồi sao? Ta đoán, bọn hắn đã tránh tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong, ngay tại cái không gian này giới điểm về sau. Trống Chân Nhi nói, ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Tiêu Phàm khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khổ, cảm giác quái dị càng sâu, nói Trống Chân Nhi, cho tới bây giờ, ta đều chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu. Mới có thể tiến vào càn khôn đỉnh. Lúc trước thất thủ tại không gian thông đạo bên trong vô cực môn tiền bối, thế nhưng là chừng hơn 10.000 nhân chi nhiều. Tu vi không giống nhau, nhưng cao nhất Thái Hưng chân nhân, cũng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, cùng Tiêu Phàm hiện tại tương đương. Tiêu Phàm tinh nghiên không gian chi đạo nhiều năm như vậy, mà lại đa số không gian thuật là từ càn khôn đỉnh, bên trong lĩnh ngộ được, cũng còn không có cách nào nhục thân tiến vào càn khôn đỉnh. Hiện tại Trống Chân Nhi lại nói cho hắn, hơn vạn vô cực môn tiền bối, nhục thân tiến vào, càn khôn đỉnh cũng khó trách Tiêu Phàm tuyệt không tin. Trống Chân Nhi nói, không gian chi đạo là thần kỳ nhất, ngươi làm không được, không phải là bởi vì ngươi công lực không đủ, mà là bởi vì nguyên nhân khác, có lẽ chính là bảo vật này bản thân bài xích nhục thể của ngươi, cái này ai nói được rõ ràng đâu. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn đến cùng kinh lịch cái dạng gì tình hình, chúng ta cũng không biết. Có lẽ không gian phong bạo vừa vặn cùng càn khôn đỉnh, bên trong đại thế giới này liên thông, một hơi đem bọn hắn đều đưa đi vào, cũng là rất có thể. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời. Nhiều năm như vậy, hắn kinh lịch không gian dị biến, thực tế là nhiều lắm, không gian phong bạo tiến đến thời điểm, thực tế là không hề có đạo lý có thể giảng. Dù coi như Tiêu Phàm có được, càn khôn đỉnh, chí bảo như thế, cũng không cách nào khống chế không gian chi lực, không biết cuối cùng sẽ bị không gian phong bạo quyển đi chỗ nào. Hết thảy chỉ thuận theo ý trời. Trống Chân Nhi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, còn ở phía trên hắn. Dù coi như thế, tại đỉnh kia bên trong, nơi nào có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, đến chèo chống nhiều người như vậy tu luyện. Chốc lát, Tiêu Phàm lại đưa ra dị nghị. Trống Chân Nhi nói, cái này nhưng không nhất định, có lẽ năm đó bị luyện hóa đến, càn khôn đỉnh, bên trong đại thế giới, so với các ngươi Nam Châu Đại Lục còn muốn lớn, mấy ngàn người mấy chục ngàn người tu luyện, tính là gì? Như vậy. Bọn hắn vì cái gì không sớm một chút ra đâu. Trống Chân Nhi liền cười, ngạo nghễ nói, ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy ra à. Ngay cả ta hiện tại cũng không muốn ra biện pháp tốt tới. Như thế, luận đến không gian chi đạo tinh thông, chỉ tại cái này cùng giao diện, Tiêu Phàm cảm thấy là không người có thể cùng Trống Chân Nhi đánh đồng. Ngươi lưu lại, chúng ta ở đây cùng một chỗ nghĩ biện pháp, sớm một chút mở ra cái không gian này giới điểm, đến bên kia nhìn xem, đến cùng là cái tình hình gì. Trống Chân Nhi nói, càng thêm hưng phấn. Tiêu Phàm cười nói, lúc này ta còn thực sự không có thời gian, bên ngoài đánh thẳng cầm đâu, ta lập tức liền đạt được đi. Trống Chân Nhi nhếch miệng, rất khinh thường nói, các ngươi cũng thật là, không hảo hảo tu luyện, trong mỗi ngày đánh tới đánh lui, đánh cái gì kinh. Trên thế giới này thú vị đồ vật thực tế nhiều lắm, mỗi ngày nghiên cứu đều nghiên cứu không đến đâu, còn có tâm tư đánh trận. Tiêu Phàm lần nữa nghẹn lời, không lời nào để nói. Vậy ngươi đi đi. Ta tại cái này trông coi, cùng có tin tức, thông báo tiếp ngươi. Được, Tiêu Phàm cười khổ nói, cảm thấy thật là có điểm thật xin lỗi tiểu gia hỏa này, để người ta vì bọn họ vô cực môn sự tình phí sức, mình lại tại bên ngoài đánh kia không hiểu thấu cầm. Coi là thật thao đản cực kỳ, nhưng mà mặc kệ thế giới này cỡ nào thao đản, thời gian còn phải qua xuống dưới, cầm còn phải đánh xuống. Tiêu Chân Nhân vừa mới một nguyên thần phụ thể, một đạo truyền âm phù liền xuyên thấu cấm chế dày đặc, đi tới trước mặt hắn. Chính là Đàm phu nhân phát tới, nói cho hắn,
các đại tông môn nhân mã, đã dựa theo phân phó của hắn, riêng phần mình hướng bán đảo Thọc Sâu rất tiến vào, truy kích và tiêu diệt ma quân Dư Nghiệt. Vô cực môn nhân mã cũng đã tập kết hoàn tất, xin chỉ thị cử chỉ. Tiêu Phàm lập tức khải quan mà ra, xuất lĩnh vô cực môn nhân mã, cùng trừ cửu Trần Tuyết Băng thống soái Thái Thượng Tông Thái Cực môn nhân mã tụ hợp một chỗ, rời đi Bạch Vân Thành, hướng bắc thả bán đảo Thọc Sâu rất tiến vào. Dựa theo hôm qua hội nghị phân công, bọn hắn cái này một đội binh mã, phụ trách tiêu trừ bán đảo Đông Bắc Bộ thất dạ giới ma quân. Căn cứ tình báo, cái phương hướng này ma quân, thực lực mạnh nhất. Bởi vì bán đảo Đông Bộ tài nguyên tu luyện, vượt xa bán đảo Tây Bộ, đa số cường thịnh tông môn cùng thế gia, tất cả tập hợp tại Đông Bộ, cho nên mà nơi này cũng là lúc trước ma quân tiến công chủ yếu phương hướng. Đã sớm phát sinh nhiều lần kịch chiến, không ít địa phương bị ma quân chiếm cứ, đồng thời đóng quân trọng binh. Đa số ma quân hướng phương hướng này rút lui, tự nhiên là muốn cùng lúc trước chú đóng ở nơi này ma quân trọng binh tụ hợp, tua tủa như lông nhím một đoàn, làm sao cùng chống cự. Vô cực môn binh lực mặc dù không mạnh, tiêu trưởng giáo lại là cường đại nhất tu sĩ, từ hắn làm chủ đến gặm khối này xương cứng, rất là hợp lý. Một đường tiến công, đánh cho rất thuận lợi. Trước kia dự tính phải đi qua huyết chiến mới có thể cướp đoạt mấy chỗ thành trì, kết quả kịch chiến đều chưa từng phát sinh. Có lẽ là bởi vì Bạch Vân Thành thất thủ phải quá nhanh, đánh ma quân một trở tay không kịp, cái này mấy chỗ thành trì ma quân cơ hồ không có thời gian đến vững chắc thành phòng, Nam Châu Liên Quân liền đã giết tới thành trì phía dưới, trên cơ bản chính là dễ dàng sụp đổ, không có tiến hành cái gì ra dáng chống cự, ma quân liền bỏ thành mà chạy, hướng Đông Bắc chen chúc mà đi. Nam Châu Liên Quân cao ca mãnh tiến vào, một ngày này, đại quân chậm chậm lái về phía trước tiến vào, Tiêu Phàm, Trừ Cửu cùng Trần Tuyết Băng ba vị thống binh thủ lĩnh tại trên đại quân không chậm rãi phi hành, chú ý cả nhánh quân đội tình huống. Tình thế xem ra rất rõ lãng, ma quân là dự định co vào đến Tam Giác Thành đi, ở nơi đó làm sao cùng quyết chiến. Trừ Cửu nói, tâm tình không tồi. Hắn cùng Trần Tuyết Băng thương thế sớm đã khỏi, Tuyết Tiên Tử đối với hắn cũng không giống lúc trước lãnh đạm như vậy, trở nên cười cười nói, xem ra chuyện tốt có hy vọng, chiến sự lại cực kỳ thuận lợi. Một đường cao tấu khải ca, Cửu công tử tự nhiên tinh thần tỏa sáng, tâm thần thanh thản. Bên trái cách đó không xa, tinh kỳ che khuất bầu trời, là khác một nhánh đại quân, có kim qua môn tiễn môn chủ mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ lĩnh quân. Bọn hắn vốn là cùng Tiêu Phàm cùng chia binh mà đi, đuổi theo, liền góp cùng một chỗ, địch thủ của bọn hắn, cũng tại hướng Tam Giác Thành tập kết. Tam Giác Thành là Bắc Ninh bán đảo Đông Bắc Bộ sau cùng thành lớn, địa thế cực kỳ hiểm trở. Thành phòng kiên cố, dễ thủ khó công. Trước đây không lâu, ma quân lấy tập kích bất ngờ phương thức, cướp đoạt Tam Giác Thành, đem trong thành Nam Châu tu sĩ chém giết không còn, bây giờ đã thành ma quân cuối cùng kiên cố nhất thành lũy, cũng là Bắc Ninh bán đảo quyết chiến chi địa. Chương 1395, không giống bình thường hộ thành đại trận. Liên quân một đường cao ca mãnh tiến vào, trực tiếp đẩy đi vào Tam Giác Thành hạ. Bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Tam Giác Thành sẽ trở thành toàn bộ đại chiến dịch bước ngoặt, nơi này từ trong tưởng tượng ma quân chôn xương chỗ, biến thành Nam Châu Liên Quân trung cực cạm bẫy. Tam Giác Thành địa thế phi thường hiểm trở, hai mặt núi vây quanh, một mặt gánh nước. Hai bên trên đỉnh núi cao, đều bố trí siêu cấp phòng hộ đại trận, đem Tam Giác Thành đông tây hai mặt che đậy đến xít sao, khó mà đột phá. Phía sau thì là mênh mông vô bờ Bắc Minh biển cả, cuồng phong gào thét, chọc lãng ngập trời. Trên thực tế, chỉ có phía nam một mặt đối địch. Cái này liền làm cho trong thành quân coi giữ, có thể mức độ lớn nhất tập trung binh lực, cố thủ phía nam tường thành. Mặc dù trên lý luận đến nói, biển cả chỉ đối phàm nhân quân đội tạo thành to lớn chướng ngại, lại sẽ không ảnh hưởng đến sẽ phi thiên độn địa tu sĩ đại quân. Nhưng mà sự thật tuyệt không phải như thế. Nếu như muốn đường vòng đến phía bắc công kích Tam Giác Thành, tuyệt không phải dễ dàng như vậy, coi như thật vất vả vây quanh bên kia, biển rộng mênh mông phía trên. Cũng vô pháp thành lập vững chắc hậu cần chi viện căn cứ. Nói cách khác, chi này thật vất vả đi vòng qua quân yểm trợ, trên thực tế chỉ có lực đánh một trận. Hoặc là nhất cử phá thành, hoặc là đánh một trận xong lập tức rút lui, trên biển cả cùng địch nhân đánh lâu dài, hoàn toàn không thực tế. Hơn nữa còn phải đối mặt lấy trong thành quân coi giữ phản công kích, một khi bị ma quân gắt gao cắn, không cách nào kịp thời rút lui, nói không chừng liền toàn quân bị diệt. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không làm dạng này mạo hiểm sự tình. Liên quân liền ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, làm tốt dài vây lâu khốn chuẩn bị. Ở ngoài thành hạ trại ngày kế tiếp, liên quân liền phát động thăm dò tính công kích. Ai ngờ một chút liền vào tới dưới thành, kém chút liền công đi vào,
lập tức lọt vào trong thành quân coi giữ phản công kích, song phương tinh nhuệ tiểu đội dưới thành nhiều lần chém giết, một mực đánh tới trời tối lúc phân mới riêng phần mình bây giờ thu binh. Xa xa quan chiến Trần Tuyết Băng hưng phấn nói, trong thành phòng giữ không nghiêm. Xem ra ngày mai lại tăng cường tiến công, liền có thể phá thành. Ngược lại là không có người phản bác nàng. Hôm nay thăm dò tính tiến công, tỏ rõ liền là một kết quả như vậy, tam giác thành ma quân, cũng là lâm thời sửa chữa hợp lại cùng nhau, cũng không có thành lập được lưu loát chỉ huy hệ thống. Liên quân một đường nhanh chóng đẩy tiến vào, đại lượng ma quân nhao nhao tuôn ra vào thành bên trong, chỉ sợ trong thành quân coi giữ chỉ huy xây dựng chế độ cũng không từng sắp xếp như ý. Không có thành lập được hữu hiệu chỉ huy xây dựng chế độ địch nhân, nhân số lại nhiều, đơn binh lại tinh nhuệ thiện chiến, đều chẳng qua là một đám người ô hợp. Ngày kế tiếp Trần Tuyết Băng tự mình đốc chiến, lấy Thái Cực Môn cùng Đại Trần nước tu chân tông môn đệ tử làm tiền phong. Lấy Thái Thượng Tông vì tiếp ứng, hướng tam giác thành phát động tấn công mạnh. Cùng giống như hôm qua, liên quân lần nữa đánh tới thành chỉ phía dưới, làm cho trong thành quân coi giữ bảy trận xuất chiến, cùng liên quân dưới thành đại chiến. Dạng này đánh, liều chính là tiêu hao, quân coi giữ đạt được hộ thành đại trận chi viện có hạn, tự nhiên là có lợi nhất tại phe tấn công tác chiến hình thức. Hiển nhiên chỉ cần lại thêm một thanh kình, liền có thể đột phá ma quân phòng tuyến. Công vào trong thành, Trần Tuyết Băng vung vẩy lệnh kỳ. Không ngừng đem hậu bị đội đầu nhập tác chiến. Dưới thành chém giết, càng thêm thảm liệt. Nhiều lần, liên quân đều kém chút công đi vào, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến cuối cùng. Trần Tuyết Băng giết đến hưng khởi, mắt thấy màn đêm buông xuống, cũng không có chút nào thu binh chi ý, còn muốn tiếp tục đánh đêm. Tiêu Phàm quả quyết bây giờ thu binh, tại sao phải thu binh, chỉ cần lại hướng một lần, chỉ định có thể phá thành. Đối đây, Trần Tuyết Băng rất là bất mãn. Tiêu Phàm lắc đầu, song nghi cao lại, nói, tình hình không đúng, không có đơn giản như vậy. Có cái gì không đúng? Tiêu Phàm mắt nhìn tam giác thành, trầm giọng nói, ta quan sát hai ngày, mà quân kỳ thật cũng không có loạn. Chớ nhìn bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, nhưng thật muốn công phá, lại không hề dễ dàng. Bọn hắn chủ động ra khỏi thành nghênh chiến, nhưng thật ra là nghĩ tiêu hao thực lực của chúng ta, tiếp theo cũng không nghĩ để tam giác thành hộ thành đại trận trực tiếp bại lộ tại quân ta công kích phía dưới. Cái này rõ ràng là nghĩ ngăn chặn chúng ta, ở đây đánh lâu dài. Đánh lâu dài, bọn hắn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ có viện quân? Trần Tuyết Băng khẽ nói. Khốn thủ cô thành, lại còn dám ra khỏi thành đánh phản đột kích, chủ động cùng liên quân liều tiêu hao, trừ phi biết rõ có viện quân. Nếu không ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tiêu Phàm nhíu mày nói, có lẽ chúng ta đánh giá thấp trong thành quân coi giữ thực lực, có lẽ là có mưu đồ khác. Tóm lại địch nhân muốn cùng chúng ta liều tiêu hao, chúng ta liền không thể như ước nguyện của hắn. Trần Tuyết Băng nói, đêm dài lắm mộng, ta nhìn vẫn là phải nhất cổ tác khí phá thành. Cùng nhau quan chiến Kim Qua Môn Tiễn Môn Chủ cũng phụ họa nói, Tiêu Chân Nhân, tại hạ cũng đồng ý Tuyết Tiên Tử cách nhìn, trước mắt sĩ khí quân ta cao, quân tâm có thể dùng. Xác thực hẳn là thừa này cơ hội tốt, cưỡng ép phá thành. Nếu không, một khi đánh thành rằng co trạng thái, rất dễ dàng làm hao mòn sĩ khí. Đóng quân tại kiên dưới thành, để phòng sư lão binh mệt. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, hôm nay trước thu binh, ngày mai lại tử mảnh quan sát một chút trong thành tình hình lại nói. Thấy Tiêu Phàm quyết tâm đã định, mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Huyết chiến lại ngày, Bạch Bạch ném rất nhiều môn nhân đệ tử tính mệnh, lại chưa thể phá thành. Tuyết Tiên Tử tâm tình, có thể nghĩ. Ngược lại là cho cửu công tử cung cấp một cái đại hiến ân cần cơ hội tốt. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Phàm, Trần Tuyết Băng, Trừ Cửu, Tiễn Môn Chủ mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lái độn quang, lấy ẩn nấp chi thuật che lấp thân hình của mình khí tức, đằng không mà lên, bay lên không trung, trực tiếp ẩn thân ở cực cao trên trời cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát trong thành tình hình. Thành chỉ kẹp ở hai đầu liên miên bất tuyệt sơn mạch ở giữa, nam hẹp bắc rộng. Trình hình tam giác hình, tam giác thành bởi vậy mà gọi tên. Cũng là ngay thẳng phải có thể. Lấy thành chỉ quy mô mà nói, tam giác thành tự nhiên không bằng Bạch Vân Thành, nhưng cũng kéo dài rất rộng, có thể xưng thành lớn. Trong thành quy hoạch rất khá, trật tự rành mạch, mảy may cũng không thấy bối rối thái độ, đủ thấy trong thành ma quân kỳ thật đã sớm thành lập hoàn chỉnh chỉ huy xây dựng chế độ, thống ngự năng lực cực mạnh. Cái này hộ thành đại trận trận nhãn ở đâu? Trần Tuyết Băng híp lại một đôi mắt phượng, hỏi. Không hề nghi ngờ, nàng cái này là nhớ tới Bạch Vân Thành phá thành chi chiến, nếu là có thể giống tại Bạch Vân Thành như thế, nhất cử phá hủy hộ thành đại trận trận nhãn, kia thắng bại liền định.
Thiên ma thiếu chủ đã chết, tam giác thành bên trong cố nhiên còn có không ít nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn, lại ai đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Lấy Tiêu Phàm thần hồ kỳ kỹ không gian thuật, muốn dẫn 3 năm mấy tên đại tu sĩ cùng một chỗ tiến vào trong thành, chắc hẳn không thành vấn đề. Vô dụng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, song mi chăm chú vặn cùng một chỗ, nói. Tam giác thành hộ thành đại trận, thiết kế cùng Bạch Vân thành hộ thành đại trận hoàn toàn khác biệt. Tòa này hộ thành đại trận phi thường phức tạp, chủ trận nhãn liền có 3 cái, thứ yếu trận nhãn vậy thì càng nhiều, có 15 cái nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, tam giác thành hộ thành đại trận là từ 3 cái pháp trận tổ hợp mà thành. Mỗi cái pháp trận có một cái chủ trận nhãn, lại từ càng nhiều cỡ nhỏ pháp trận tạo thành vòng phòng hộ, bảo hộ cái này chủ trận nhãn. Muốn công phá cái này hộ thành đại trận, ít nhất phải triệt để hủy đi nó bên trong một cái pháp trận, hoặc là cơ bản phá hủy 2 cái pháp trận. Mà muốn triệt để hủy đi nó bên trong một cái pháp trận, lại phải đem 5 cái cỡ nhỏ pháp trận đồng thời phá hủy. Chấm ngoặc kép, độ khó quá lớn, cơ vốn không có khả năng thành công. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì, Trần Tuyết Băng nhìn chằm chằm hỏi. Trừ phi chúng ta có thể sắp thành ngàn hơn vạn đồng đạo, đồng thời đưa vào thành bên trong, tập trung hết thảy lực lượng, tấn công mạnh nó bên trong một cái pháp trận, mới có thể trong thời gian ngắn nhất triệt để phá hủy nó. Trần Tuyết Băng không khỏi rất là ủ rũ, nói có thể đồng thời sắp thành ngàn hơn vạn tu sĩ đưa đi vào, kia còn cần phá hư bọn hắn pháp trận làm cái gì? Trực tiếp liền phá thành, cho nên nói, đánh tòa thành này, không có cách nào mưu lợi, chỉ có thể quy củ, tấn công mạnh cửa nam. Đánh vỡ hộ thành lồng ánh sáng, xông đi vào, mới là duy nhất phá thành chi pháp. Tiêu Phàm nói, khẽ lắc đầu, thần sắc cũng chưa chắc nhiều vui vẻ. Trên thực tế, trận chiến tranh này đối Tiêu Phàm đến nói, thật là bị ép tham dự. Hắn thực tế không phải cái thích đánh trận người. Đối với thất dạ giới quy mô tiến công Nam Châu Đại Lục, Tiêu Phàm biểu thị rất khó lý giải. Thất dạ giới tài nguyên tu luyện cũng không bần cùng, mấy chục ngàn năm đến, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, không có xâm lược toa ma giới, cũng giống vậy sống rất tốt. Dạng này dốc hết toàn lực hướng Nam Châu Đại Lục tiến công, căn bản chính là tham lam tác quái. Chẳng lẽ hai cái liền nhau giao diện, trừ chiến tranh, cũng chỉ có chiến tranh. Liền không thể chung sống hòa bình, bù đắp nhau. Nhưng tất cả những thứ này, hắn đều không thể cải biến, chỉ có thể phấn khởi nghênh chiến. Bây giờ muốn hắn hạ lệnh, thúc đẩy vô số tu chân đồng đạo cưỡng ép công thành, mắt thấy những người này thành tốt vẫn lạc, một cái tiếp một cái chết đi, dù coi như cuối cùng phá thành, tâm tình của hắn cũng rất khó cao hứng. Trừ cửu là chi kỷ của hắn, đối hắn suy nghĩ trong lòng, rõ như lòng bàn tay. Thấp giọng nói, nếu không chúng ta tự thân xuất mã. Thành tất cả cao giai đồng đạo đều tập trung lại, tấn công mạnh một chỗ, hẳn là có thể có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, nói cái kia không có dùng. Hộ thành đại trận mất đi hiệu lực thời gian quá ngắn, mở ra lỗ hổng quá nhỏ, chúng ta đưa không đi vào bao nhiêu người. Một khi chờ bọn hắn phong bế cái này lỗ hổng, vào thành đồng đạo, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại làm như vậy cũng quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, tập trung tất cả tu sĩ cấp cao, đồng thời xuất thủ, trong thời gian ngắn công phá hộ thành đại trận một góc, khẳng định là không có vấn đề. Nhưng cứ như vậy, mọi người nhất định cũng muốn tiêu hao rất nhiều chân nguyên, vạn nhất bị thành trung cao giai ma tu quy mô phản kích, bất ngờ không đề phòng, rất dễ dàng tạo thành đại lượng tổn thương. Tu sĩ cấp cao không so đệ tử tầm thường, là duy trì cả chi liên quân mấu chốt. Một khi tu sĩ cấp cao xuất hiện đại lượng tử thương, chỉ sợ cả chi liên quân đều sẽ lập tức sụp đổ. Trước mắt ngoài thành đóng quân, liền binh lực mà nói, cũng không chiếm ưu. Trừ cửu cũng biết Tiêu Phàm nói rất có đạo lý, liền nói, vậy chúng ta ngay tại cái này cùng bọn hắn tiêu hao, cùng những người khác chạy tới, chậm rãi hình thành binh lực thượng ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó, chúng ta chính là bã đậu, cũng nứt vỡ hắn lão mẫu heo cái bụng. Tiêu Phàm chưa phát giác cười một tiếng, lập tức nói, cũng chỉ có thể như thế. Cùng Ly Hỏa Tông Vân đạo hữu bọn hắn chạy tới, xem bọn hắn có không có cách nào. Đi, cái này lão Vân liền là hẹp hòi lốp bốp, mấy quả ly hỏa đạn gắt gao che lấy, không chịu ra bên ngoài móc. Lúc này, nhưng không phải do hắn, nhất định phải hắn móc ra. Trừ cửu song trưởng nhẹ nhàng vỗ, kêu lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1396, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Sau mấy tháng, Ly Hỏa Tông đại trưởng lão Mây Minh bọn người, cũng đuổi tới Tam Giác Thành. Đây đã là nhóm thứ 3 tới tụ hợp liên quân bộ đội. Tam giác thành dưới, tập trung 20 mấy cái tông môn nhân mã, chính ma hai đạo đều có, riêng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền có hơn 10 tên nhiều.
Đa số bên trong môn phái nhỏ, cũng không thể có hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn. Dù là như thế, đây đã là một chi sức mạnh hết sức mạnh. Nhưng mà Tam Giác Thành vẫn như cũ vững như thành đồng. Tiêu Phàm bọn người trăm kế công thành, trong thành ma quân thủ ngự đúng phương pháp, không hề loạn lên chút nào, liên quân dưới thành di thi từng đống, từ đầu đến cuối đối tòa thành trì này không thể làm gì. Căn cứ tình báo, cái khác mấy đường truy kích và tiêu diệt đại quân cũng gặp phải tình huống tương tự. Ban đầu một đường cao ca mãnh tiến vào, lại đều tại tối hậu quan đầu, gặp cực kỳ ngoan cường chống cự, đánh thành rằng co trạng thái. Ly Hỏa Tông Mây Minh vừa đến, Trừ Cửu liền là đại hỉ, đi lên liền nắm chặt hắn, để hắn lập tức đem ly hỏa đạn lấy ra, đánh nát cái này Tam Giác Thành chim vòng bảo hộ. Những ngày này, bó tay kiên dưới thành, đã sớm đem Trừ Cửu biệt xuất bệnh tới. Chớ nhìn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần an ủi Trần Tuyết Băng, để nàng an tâm chớ vội, xe đến trước núi ắt có đường, kỳ thật hắn nhà mình trong lòng, càng thêm nghẹn đến kịch liệt. Cuộc chiến này, liền phải thống thống khoái khoái chém giết, ở đây liều tiêu hao, mắt thấy môn nhân đệ tử từng đám vẫn lạc, tính chuyện gì xảy ra. Nói đến, Trừ Cửu cùng Mây Minh cũng coi là lão giao tình, rất sớm đã quen biết, lúc trước Trừ Cửu ba cái hàng nhái ly hỏa đạn, chính là từ Mây Minh trong tay làm được. Đương nhiên, khi đó Mây Minh còn không phải Ly Hỏa Tông đại trưởng lão, trong tay đầu cũng không có quá tốt mặt hàng, nếu không lấy hai người bọn họ giao tình, bán cho Trừ Cửu ly hỏa đạn, uy lực còn muốn càng hơn phân. Bây giờ Trừ Cửu thân phận sớm đã nay không phải thích so, chính thức trở thành Thái Thượng Tông thiếu chủ, Mây Minh liền càng muốn cho hắn mặt mũi. Nhưng Mây Minh cất giấu cái này mấy khỏa ly hỏa đạn. Cuối cùng nhưng lại không dùng tại Tam Giác Thành, tình thế là tại đột nhiên cải biến. Mây Minh bị Trừ Cửu dừng lại kẹp thương đeo gậy lời nói ép buộc ở, không làm sao được, chỉ phải đáp ứng, đem còn sót lại mấy khỏa ly hỏa đạn, đều ném cho Tam Giác Thành. Mọi người nhất thời hưng phấn dị thường, vây quanh Mây Minh. Đi tới lưỡng quân trận trước, Tiêu Phàm truyền xuống tướng lệnh, đem liên quân công thành bộ đội đều từ dưới thành rút về. Hàng nhái ly hỏa uy lực của đạn, hắn là thấy tận mắt. Nghe nói, vậy vẫn là cấp bậc không cao hàng nhái, nhiều nhất chỉ có thể phát huy chính phẩm 2-3 thành uy lực. Cái này chính phẩm ly hỏa đạn uy lực mạnh, có thể nghĩ. Dù coi như hắn bây giờ đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, cũng không dám chính diện tiếp nhận ly hỏa đạn một kích. Tại ly hỏa đạn oanh kích phía dưới, hộ thành đại trận lồng ánh sáng có thể bị phá hư bao lâu thời gian còn khó nói, lưu lại dưới thành những này đệ tử cấp thấp môn nhân, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả một cái cũng không thể sống được xuống tới. Biết được Mây Minh muốn lấy ly hỏa đạn công thành, không ít tông môn thế gia nhân vật đầu não nhao nhao hướng bên này tụ tập mà tới. Trong lúc nhất thời, lưỡng quân trận trước, tu sĩ cấp cao tụ tập. Mây Minh người mặc hỏa hồng áo khoác, đưa tay vuốt râu. Rất có mấy phần vẻ ngạo nhiên, người cái lão nghiu cái mũi, liền không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Động tác lưu loát điểm, chấm ngoặc kép, Trừ Cửu rất không kiên nhẫn thúc giục nói. Bao nhiêu năm, người cái này gấp gáp mau bệnh, tổng cũng không thể đổi. Tương lai Thái Thượng Tông tác phong làm việc, chỉ sợ phải lớn biến. Chấm ngoặc kép, Mây Minh cùng hắn giao tình thâm hậu, từ cũng sẽ không để ý, vừa cười vừa nói. Cổ tay khẽ đảo, một viên hỏa hồng sắc trứng gà lớn nhỏ viên cầu, liền nổi lên, tại hắn trong lòng bàn tay xoay tít chuyển động. Một cỗ hủy diệt khí tức, phun ra ngoài, nguyên bản cười cười nói nói, nghị luận ầm ĩ tu sĩ cấp cao nhóm đồng loạt ngậm miệng lại, từng cái bình tức tĩnh khí, gắt gao tiếp cận kia hỏa hồng viên cầu, ai cũng không dám lên tiếng nữa. Tựa hồ sợ một hơi thở lớn. Liền sẽ đem ly hỏa đạn dẫn bạo, mọi người chết không có chỗ chôn. Ngay cả Tiêu Phàm hai mắt đều nhẹ nhàng híp mắt một chút. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa hồng phù lục, từ nơi xa phá không mà đến, ô ô kêu to, 10 điểm khẩn cấp. Nghìn dặm phù, mọi người liếc thấy được đi ra, đây là liên quân để mà liên lạc quân tình nghìn dặm truyền âm phù, nhưng khẩn cấp như vậy, lại là phi thường hiếm thấy. Chỉ có quân tình nguy như chồng trứng thời điểm, mới có thể dùng được. Thế nhưng là, hiện tại các nơi tình thế tốt đẹp, ngay tại đối ma quân tiến hành sau cùng bao vây tiêu diệt công kích, quân tình sao sẽ xuất hiện dạng này đại nghịch chuyển. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, nghìn dặm phù rơi vào trong tay hắn, thần niệm khắp nơi, nghìn dặm phù ầm vang nổ tung, truyền ra Âu Dương Thiên hoảng loạn tiếng kêu. Tiêu đạo hữu, tình hình không ổn, mà đại quân người đột kích, Bạch Vân Thành đã bị công phá. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau. Tại trong truyền âm phù, Âu Dương Thiên nói được rõ ràng, Bạch Vân Thành bỗng nhiên lọt vào đại đội ma quân tập kích, quân coi giữ còn không tới kịp chống cự, hộ thành đại trận đột nhiên trong nháy mắt sụp đổ,
mất đi tác dụng, vô tận ma quân chen chúc mà vào, thật giống như trước đó không lâu liên quân công phá Bạch Vân Thành đồng dạng, bị đánh trở tay không kịp. Âu Dương Thiên nói, đây là ma quân đã sớm kế hoạch tốt đại âm mưu, ma quân rút lui trước đó, liền đã tại hộ thành đại trận trận nhãn bên trên động tay động chân, chỉ cùng ma quân quy mô phản công thời điểm, liền bỗng nhiên dẫn phát. Âu Dương Thiên cùng Hoàng Tuyền thiếu quân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lập tức rút lui. Bây giờ Bạch Vân Thành quân coi giữ ngay tại hướng Tam Giác Thành bên này gần lại khép, phía sau là che khuất bầu trời, vô cùng vô tận thất dạ giới truy sát đại quân. Trúng kế, đây là mọi người đang sau khi nghe xong truyền âm phù về sau phản ứng đầu tiên. Mà lại là bên trong cái cực lớn cái bẫy. Ngay từ đầu, Bắc Ninh bán đảo chính là cái túi trận, mà quân sở dĩ không có một hơi đem Bắc Ninh bán đảo Nam Châu tu sĩ chém giết hầu như không còn, cũng không phải là thực lực bọn hắn không tốt, mà là cố ý vây mà không giết. Dẫn dụ Nam Châu Đại Lục viện quân tới, tái thiết một cái to lớn túi trận, đem tất cả viện quân đều bọc đánh đi vào, ở đây tận diệt. Đây là điển hình vây điểm đánh viện binh, mà lại khẩu vị cực lớn. Nếu như có thể đem viện quân toàn bộ tiêu diệt, hoặc là chí ít tiêu diệt tuyệt đại bộ phân, đối Nam Châu Đại Lục tu chân giới, chính là một cái đả kích chí mạng. Đơn thuần lấy thực lực mà nói, trừ ra những cái kia ngộ linh kỳ lão tổ không tính, chạy tới nơi này viện quân, cũng không thể xem như các đại tông môn chủ lực. Tỷ như nói Thái Thượng Tông có 4 năm tên hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ phái ra thiếu tông chủ trừ cửu lĩnh đội, có khác một tên đại tu sĩ thì lãnh binh tiến về Nguyên Linh giáo bên kia trợ chiến. Tương đối mà nói, tiến về Nguyên Linh giáo bên kia trợ chiến binh lực càng thêm cường đại. Dù sao bên kia mới là chiến trường chính, Bắc Ninh bán đảo bên này, có thể phái ra dạng này quy mô viện quân, đã đầy đủ. Còn lại đại tu sĩ, thì tọa trấn bản tông. Chẳng những Thái Thượng Tông là an bài như thế, Thái Cực Môn, Hạo Thiên Tông, Cửu Âm Quốc cùng cũng là như thế. Nhưng mà chỉ có thực lực hùng hậu siêu cấp tông môn mới có thể dạng này ngay ngắn rõ ràng phân phái nhân thủ, đối với bên trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia đến nói, phái đi bên này viện quân, lại là chủ lực. Tỷ như Kim Qua Môn tiễn môn chủ liền tự mình ở đây, toàn bộ Kim Qua Môn, chỉ có hắn cái này một vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Một khi tiễn môn chủ ở đây vẫn lạc hoặc là trọng thương, đối Kim Qua Môn đến nói, tuyệt đối là chí mạng. Cái khác thực lực không đủ bên trong môn phái nhỏ cũng là như thế, thực lực yếu hơn tu chân thế gia, vậy liền lại càng không cần phải nói. Càng khẩn yếu hơn chính là, nếu như viện quân ở đây toàn quân bị diệt, đối toàn bộ Nam Châu Đại Lục tu chân giới sĩ khí, đều là hủy diệt tính đả kích. Không ít bên trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia từ đây sẽ không gượng dậy nổi, dù coi như là Thái Thượng Tông Thái Cực Môn dạng này siêu cấp tông môn, cũng sẽ thụ sáng tạo rất nặng, từ nay về sau. Chỉ sẽ tử thủ nhà mình một mẫu ba phần đất, cũng không tiếp tục đi quản những tông môn khác, nhàn sự, rất dễ dàng bị ma quân tập trung tuyệt đối binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Ở đây tu sĩ cấp cao, đều là cơ trí hơn người hạng người, nháy mắt liền nghĩ thấu trong đó khớp nối, càng là từng cái thần sắc đại biến, đồng loạt đem ánh mắt định tại Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm cũng giống vậy chấn kinh, nhưng mà trong lúc này, lại quyết không thể thất kinh, lúc này hít sâu một hơi, đem khuấy động tâm tình đè nén xuống. Trầm giọng nói các vị đạo hữu, việc đã đến nước này, mọi người không thể kinh hoàng. Chúng ta càng là thất kinh, thì càng chính giữa ma quân ý muốn. Mặc kệ những này ma nhân đến cỡ nào hung ác xảo trá, đánh trận cuối cùng so đấu chính là thực lực. Trừ cửu lập tức phụ họa, kêu lên, tiêu trưởng giáo nói đến lại đối cũng không có, hiện đặt vào chúng ta 1 triệu đại quân ở đây, ma nhân muốn một ngụm nuốt vào, không có một bộ tốt răng lợi, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chư vị yên tâm. Chỉ cần chúng ta ở đây đứng vững, Âu Dương Tông Chủ, Phương Tông Chủ, Trần Trưởng Giáo, Hứa Tông Chủ, Cửu Âm Thiên Vương những này tiền bối, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, nhất định sẽ toàn lực ứng phó tới cứu viện chúng ta. Tiêu Phàm chậm rãi nói, nghe xong lời này, mọi người lập tức liền an định lại. Không phải sao, Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn, Hoàng Tuyền Thần Điện, Cửu Âm Quốc Thiếu Chủ, đều bị vây ở Bắc Ninh bán đảo, những cái kia ngộ linh kỳ lão tổ. Tuyệt đối sẽ ngồi không yên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đồng tâm hiệp lực, thủ vững trận địa. Tiêu Mỗ chuyện xấu nói trước, tại cái này quan trọng quan khẩu, ai nếu không phục từ chỉ huy, tự tiện làm việc, hoặc là lâm trận bỏ chạy, vậy coi như đừng trách Tiêu Mỗ không khách khí. Bất kể là ai, Tiêu Mỗ tất lấy tính mệnh của hắn. Một lời đến đây, Tiêu Phàm lấp lánh ánh mắt, tại mọi người trên mặt một quét qua, ánh mắt thanh lãnh. Mọi người không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vị này nhất quán ôn tồn lễ độ vô cực môn trưởng giáo, nguyên lai khởi xướng hung ác đến, đồng dạng khiến người gan chiến tâm kinh.
Trước mặt mọi người nói ra dạng này ngoan thoại đến, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong lòng cũng phát mao. Trừ cửu lập tức ôm quyền khom người, cao giọng nói, Thái Thượng Tông trừ cửu, nguyện phụng tiêu trưởng giáo hiệu lệnh, cùng ma quân tử chiến đến cùng, tuyệt không nói lui. Như làm trái này thề, thiên chu địa diệt. Lúc này, trừ cửu tự nhiên là không giữ lại chút nào ủng hộ Tiêu Phàm, kỳ thực cũng là vì nhà mình suy nghĩ. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực, tử thủ trận địa, chỉ cần phòng tuyến một sụp đổ, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Trần Tuyết Băng hừ lạnh một tiếng, nói, không có gì đáng sợ, thất dạ giới ma nhân cũng bất quá là hai cái bả vai gánh một cái đầu, pháp bảo lướt qua, như thường hôi phi yên diệt. Cuộc chiến này nha, luôn luôn muốn đánh mới có thể thắng, không nghe nói đầu hàng chạy trốn cũng có thể thắng. Vị này Tuyết Tiên tử hào sảng khí quyển, cân quắc càng hơn mày râu. Mời Tiêu trưởng giáo hạ lệnh. Chương 1397, hộ vệ đại trận. Nhìn thấy nơi xa lộ ra hộ vệ đại trận xâm nghiêm khí tức, chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến ma quân thủ lĩnh cũng lấy làm kinh hãi, rốt cục ngừng lại ma quân đại đội trước tiến vào, ngay tại chỗ ngừng lại. Mấy ma quân thủ lĩnh ngừng tại giữa không trung, nhìn về phía liên quân trận địa, song mi nhíu chặt. Một tên tóc đỏ ma nữ kinh ngạc nói, cái này tên hộ vệ đại trận phi thường cường đại, không giống lắm là lâm thời bố trí. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy, tại mình doanh địa bố trí tốt hộ vệ đại trận? Đã sớm dự liệu được, kia khả năng không lớn. Nếu thật là dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, bọn hắn đã sớm rút lui, nơi nào sẽ còn đần độn lưu tại nơi này? Đoán chừng chi này Nam Châu quân đội thủ lĩnh là cái cẩn thận người, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Lúc này mới dự đoán bố trí tốt hộ vệ đại trận. Chấm ngoặc kép, ở giữa tên kia ma nhân thủ lĩnh, đầu đầy quan xoắn tóc trắng, nghe vậy lắc đầu, nói. Tên này tóc trắng ma nhân thủ lĩnh phân tích, cơ bản cũng là sự thật. Tại kiến thức đến tam giác thành cường đại lực lượng phòng ngự về sau, Tiêu Phàm trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, lo lắng lọt vào trong thành ma quân phản công kích, không cẩn thận bị hướng loạn doanh trại quân đội, tổn thất chỉ là phụ, mấu chốt là áp chế động nhuệ khí. Đánh trận. Đa số thời điểm đánh chính là sĩ khí. Sĩ khí một tự, cuộc chiến này khỏi phải đánh, đã thua hơn phân nửa. Suy đi nghĩ lại về sau, Tiêu Phàm quyết định tại doanh địa bốn phía bố trí hộ vệ đại trận. Lấy hắn tại trên trận pháp cao thâm tạo nghệ, muốn kiến tạo một cái uy lực mạnh mẽ lâm thời tính hộ vệ đại trận, độ khó cũng không lớn. Có rất nhiều nhân lực vật lực cung cấp hắn điều phối, trong một tháng, cái này tên hộ vệ đại trận liền xây lên, lại trải qua hai tháng không ngừng hoàn thiện. Cả tên hộ vệ đại trận liền ra dáng. Mặc dù còn so ra kém tam giác thành hộ thành đại trận uy lực, nhưng ở không tiếc linh thạch toàn lực mở ra dưới tình hình, uy lực mạnh, thực tế không thể khinh thường. Nghe nói, chi này liên quân thủ lĩnh, chính là cái kia vô cực môn Tiêu Phàm, người này, thế nhưng là nhân vật lợi hại, ngay cả thiên ma thiếu chủ đều chết tại trong tay hắn, thực tại không thể khinh thường. Chúng ta hay là cẩn thận là hơn, tóc trắng ma nhân bên trái một tên đại hán vạm vỡ nói. Người này hình thể cực đại, nhìn qua uy mãnh vô so, ai ngờ lại là cái tính tình cẩn thận. Hắc hắc, hắn lợi hại hơn nữa thì sao? Một người chết, có cái gì đáng sợ? Tóc đỏ ma nữ cười lạnh nói, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Lời này, lại là không người phản bác. Vô luận là ai, giết thiên ma thiếu chủ. Thiên ma đạo tổ đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ lấy nó tính mệnh. Cái này không chỉ là sư đồ tình thâm, còn liên quan đến thiên ma đạo mặt mũi. Nói không chừng thiên ma đạo tổ đã khởi hành, ngay tại chạy đến Nam Châu Đại Lục trên đường. Chí ít hắn hiện tại còn không phải người chết, Phác đạo hữu nói không sai. Hay là cẩn thận là hơn, tóc trắng ma nhân nhẹ nói. Bất kể như thế nào, đánh vẫn là phải đánh đi. Tóc đỏ ma nữ kêu lên, cái này hiển nhiên, coi như hắn lợi hại hơn nữa, mạnh sát cũng là một người. Nhiều nhất có thể tự mình rời khỏi, cái này rất nhiều môn nhân đệ tử. Lại đều nhất định phải lưu lại tính mệnh. Tóc trắng ma nhân hừ một tiếng, nói, hắc hắc, tại sao phải để hắn rời khỏi, vì cái gì không giữ hắn lại đến, chúng ta nếu là giết hắn, đạo tổ nơi đó, nhưng không biết có bao nhiêu thưởng xuống tới. Chấm ngoặc kép, một cái thâm trầm thanh âm, bỗng nhiên vang lên, biết bao phiêu miểu, lại không thấy bóng dáng, cao lớn ma người nói, hủy huynh, các ngươi ám ảnh tộc ẩn nấp thần thông mặc dù cao minh, cũng vẫn là cẩn thận chút tốt. Thiên ma thiếu chủ gì cùng cao minh, đều chết ở trong tay người nọ. Cũng không nên bởi vì ham ban thưởng, thanh mình cũng mắc vào. Kia thâm trầm thanh âm cười lạnh nói, Hùng đạo hữu, người thật đúng là chú ý cẩn thận cực kỳ. Hắn cùng thiên ma thiếu chủ giao thủ thời điểm, chúng ta ai cũng không có thấy tận mắt đến,
ai biết hắn là thế nào chiến thắng. Có lẽ là đầu cơ trục lợi đâu, ta còn liền không tin, hắn thật có ba đầu sáu tay phải không? Nhìn ra được, người này cũng là kiệt ngạo bất tuần tính cách. Thật có ba đầu sáu tay cái kia, đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, cao lớn ma nhân thấp giọng nói, giống như là tự lẩm bẩm, thanh âm ép tới cực ngọn nguồn, cũng không biết kia hủy huynh có nghe hay không. Bên này toa, tại liên quân đội ngũ trên không, cũng đang tiến hành một trận đối thoại. Âu Dương đạo hữu, tình hình đến cùng như thế nào? Có người không kịp chờ đợi hướng Âu Dương Thiên đặt câu hỏi. Đi cả ngày lẫn đêm trốn đến nơi đây cùng Tiêu Phàm bọn người tụ hợp, là Bạch Vân Thành quân coi giữ một bộ phân, không đủ bốn phần có một. Nó dư các bộ quân coi giữ, theo Âu Dương Thiên miêu tả, không ít không có có thể kịp thời phá vây, chết tại ma nhân thủ hạ, còn có mấy cỗ khá lớn, xông ra vòng vây, hướng địa phương khác nhau đào tẩu. Mục đích đương nhiên là Nam Châu liên quân tụ tập mấy nơi. Tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm đại chiến thiên ma thiếu chủ thần thông về sau, Âu Dương Thiên không chút do dự, lựa chọn hướng Tiêu Phàm dựa sát vào. Nếu như nói, cái này Bắc Ninh trên bán đảo còn có một nơi tương đối an toàn, đó chính là có Tiêu Phàm ở địa phương. Mảnh bàn về đến, Tiêu Phàm vẫn là hắn cô phụ đâu. Bất quá loại này quan hệ thân thích, hai người đều rất tự giác ngậm miệng không nói, tránh khỏi Âu Dương Thiên xấu hổ. Tiêu trưởng giáo, đây là cái vòng lớn bộ. Chấm ngoặc kép, có người vội vã hướng Tiêu Phàm nói. Người này cũng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đi theo Âu Dương Thiên bọn người cùng một chỗ, từ Bạch Vân Thành trốn đến nơi đây, sớm đã thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta thủ vững nơi đây, viện binh rất nhanh liền sẽ chạy tới. Đúng đúng, chấm ngoặc kép, người này nhìn một chút bên người Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyền Thiếu Quân, Trừ Cửu, Trần Tuyết Băng bọn người, lập tức liền liên tục gật đầu, thở phào một hơi, cảm thấy an tâm không ít. Đúng lúc này, ô ô tiếng kèn vang lên, mọi người vội vàng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa ma quân, lại đã chậm rãi lái về phía trước động, tiên phong bộ đội giơ cao binh khí, hướng bên này đánh tới. Rối rít tiếng nghị luận im bặt mà dừng, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giơ tay phải lên, trầm giọng nói, khởi động hộ vệ đại trận. Vâng, khởi động hộ vệ đại trận. Sau lưng một tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, liền là vung vẩy lệnh kỳ, đem thống soái hiệu lệnh truyền xuống dưới. Một trận trầm thấp tiếng ông ông vang lên, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại pháp trận chi lực, bay lên, nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Nguồn sức mạnh này 10 điểm nhu hòa, lại cuồn cuộn không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng. Hậu quân vào chỗ, Tiêu Phàm lại xuống lệnh, mặc dù là tu chân giới chiến tranh, cùng phàm tục thế giới chiến tranh hay là có không ít chỗ tương thông. Tiêu Phàm quy củ, đem toàn quân chia làm 5 quân, chung quanh bên trong, phân thủ trận cước, bộ xiết nghiêm chỉnh. Lâm chiến thời điểm, trương pháp ngay ngắn, không đến bối rối. Hậu quân nguyên là đội dự bị, tương đối mà nói, yếu nhất nhỏ, bây giờ địch nhân bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, hậu quân lập tức liền biến thành tiền đạo. Tại Tiêu Phàm dưới nghiêm lệnh, 5 quân vẫn như cũ phân trú các nơi, tiền quân cùng trái phải 2 quân, đối mặt tam giác thành, trận cước vững chắc, quyết không cho phép khinh động. Nghiêm phòng trong thành phối hợp ma quân đại đội, ra khỏi thành phản đột kích. Đến lúc đó hai mặt thụ địch, lại là khó mà ngăn cản. Duy chỉ có trung quân điều động một nhóm nhân mã, hướng về sau quân bên này gấp rút tiếp viện. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không hề loạn lên chút nào. Tại Tiêu Phàm mệnh lệnh phía dưới, vô số cấp thấp tu sĩ nhao nhao vào chỗ, đều cầm binh khí pháp khí, trận địa sẵn sàng. Đại quy mô chiến tranh, cùng các tu sĩ ngày bình thường hành tẩu giang hồ khác nhau rất lớn. Hành tẩu giang hồ thời điểm, những này đệ tử cấp thấp trang bị đều là cả công lẫn thủ pháp bảo pháp khí, bình thường số lượng sẽ không quá nhiều. Dù sao liền xem như siêu cấp tông môn, lại tài đại khí thô, cũng không thể vì môn hạ đệ tử cấp thấp mỗi người đều trang bị rất nhiều pháp bảo pháp khí. Nhưng chiến tranh thời điểm, trang bị các loại pháp bảo pháp khí lại số lượng không ít, mà lại uy lực cực lớn, bất quá hiệu dụng lại rất đơn một. Pháp bảo như thế pháp khí, các đại tông môn có thể thành tốt luyện chế, tương đối mà nói. Liền muốn đơn giản hơn nhiều. Đại quân chém giết, thành trên ngàn vạn người tác chiến, pháp bảo như thế pháp khí mới dùng được. Số lượng đủ nhiều đệ tử cấp thấp, đồng thời thúc đẩy một loại pháp bảo pháp khí, nháy mắt bạo phát đi ra to lớn lực sát thương, so với bọn hắn cảnh giới cao hơn nhiều tu sĩ cấp cao nếu như né tránh không kịp, thậm chí khả năng bị tại chỗ diệt sát. Rất nhanh, mà quân bộ đội tiên phong bắt đầu gia tăng tốc độ. Chi này bộ đội tiên phong là kỵ binh, vô số thân hình cao lớn. Vượt qua một trường xấu xí ma nhân, cưỡi một loại như sói không phải sói, như hổ không phải hổ, trường dài 3,
bốn trượng cự hình quái thú, trong tay nắm lấy một chủng loại như nỏ cơ binh khí, nhân thú đều người khoác trọng giáp, bắt đầu chạy, giáp lá đụng vào nhau thanh âm dày đặc vang lên, tiếng leng keng nối thành một mảnh. Mặc dù chỉ có mấy vạn cưỡi, nhưng cũng khí thế phi phàm. Theo sát lấy Tiêu Phàm sau lưng tên kia Nguyên Anh sơ kỳ truyền lệnh trưởng lão, cờ lệnh trong tay giơ lên cao cao, thần sắc khẩn trương, bình tức tĩnh khí, chờ đợi lấy Tiêu Phàm kế tiếp mệnh lệnh. Đã tiến vào trận vị đệ tử cấp thấp nhóm, càng là liền nghiêm mặt, một cái so một cái khẩn trương, một cái so một cái chuyên chú. Giết, khó khăn lắm tới gần, chạy tại phía trước nhất ma kỵ thủ lĩnh, mở ra huyết bồn đại khẩu, một tiếng mơ hồ không rõ giống to. Phía trước nhất mấy ngàn ma kỵ, đồng thời giơ lên trong tay nỏ cơ, vặn xuống sắt răng, siêu siêu, âm thanh bên trong, hướng về liên quân hậu quân trận địa bắn ra hơn 10.000 mai đen như mực tên nỏ. Những này tên nỏ tự nhiên xa không phải phàm tục quân đội tên nỏ có thể so sánh, dài đến hơn một trượng, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bắn tới phụ cận. Một mùi tanh hôi, đập vào mặt, mọi người muốn ói. Không thể nghi ngờ, nỏ trên tên rèn luyện kịch độc chi vật. Đúng lúc này, nhìn như hào không dị dạng hậu quân trận địa phía trước, bỗng nhiên nhấp nhoáng một vòng đỏ tươi quang trạch, tựa như lộng lẫy vô so pháo hoa, chợt lóe lên. Khí thế hùng hổ phóng tới hơn 10.000 mai tên nỏ. Bị cái này hoa mỹ pháo hoa đảo qua, đảo mắt liền biến thành từng sợi khói đen, biến mất ở trong hư không. Ở phương xa quan chiến tóc trắng ma nhân cùng ma quân thủ lĩnh, không khỏi đồng thời nhíu mày. Cái này lâm thời kiến tạo hộ vệ đại trận, uy lực vậy mà như thế cường đại. Hàng thứ nhất mấy ngàn ma kỵ bắn qua tên nỏ về sau, liền là một nhóm đầu thú, to lớn ma thú hướng về hai bên phải trái một phân, hướng phía sau thối lui, vì hàng thứ hai ma kỵ chống đi vị trí. Mấy chục ngàn ma kỵ trung phân 10 sắp xếp, một nhóm tiếp một nhóm ra tốc vào tới trước, bắn xong tên nỏ về sau, liền là xoay chuyển, nhường ra vị trí. Ngược lại là cực kỳ tiêu chuẩn kỵ binh tác chiến hình thức. Tiếng chân như sấm, tên nỏ như mưa, khí thế kinh người. Nhưng mặc kệ bọn hắn tên nỏ lợi hại đến mức nào, từ đầu đến cuối đều không thể xuyên qua hộ vệ đại trận phòng hộ, ở nửa đường bên trên liền biến thành cho bụi. Chương 1398, lợi khí diệt tộc. Khi nhóm thứ ba ma kỵ bắn ra tên nỏ về sau, đẩy chuyển đầu thú hướng hai bên mà đi, nhóm thứ tư ma kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Truyền lệnh trưởng lão trùng điệp đem lệnh kỳ vung xuống dưới. Liên quân hậu quân trận địa bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hò hét, vô số pháp bảo pháp khí phóng lên tận trời, hướng về tốc độ cao nhất xông về phía trước ma kỵ binh phách đầu cái não liền đập xuống. Những này pháp bảo pháp khí là chiến đấu loại hình, luyện chế phải tương đối thô ráp. Nhưng chuyên thi một loại công kích, uy lực cực mạnh. Mắt thấy mấy ngàn mai pháp bảo pháp khí vào đầu rơi đập, ma kỵ binh cũng không hoảng loạn, tay trái vừa nhấc, hắc mang lấp lánh, mỗi tên ma kỵ binh trên cổ tay, đều thêm ra một mặt màu đen khiên tròn, đem nửa người che lấp tại hạ. Pháp bảo pháp khí nhao nhao nện xuống, lập tức ầm ầm nổ vang, bụi đất bay dương, vô số tiếng hét thảm vang lên. Một lát sau, khói bụi tan hết, ma kỵ binh trận liệt cũng không có như là trong dự tưởng như thế. Bừa bộn đầy đất. Mặc dù có không ít ma kỵ binh bị pháp bảo pháp khí nện xuống tòa kỵ, thụ thương mất mạng, lại không kịp tổng số một thành. Đại bộ phận phân ma kỵ binh vẫn như cũ duy trì đội ngũ. Những này ma kỵ binh cấp bậc mặc dù không cao, lực phòng ngự lại là cực mạnh. Nhân thú đều khoác trọng giáp, pháp bảo tầm thường pháp khí, rất khó đối bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Hơi hoảng hốt loạn về sau, liền là một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ. Cuồng hống lấy lần nữa hướng liên quân trận địa phát động xung kích. Ma quân trong trận thổi lên kèn lệnh, lại là đại đội hẹn hơn 10 vạn ma quân, bắt đầu trước ra. Cái này một nhóm ma quân thì là trọng giáp bộ binh. Cùng đánh tiên phong ma kỵ binh đồng dạng, cấp bậc cũng đều không cao, nhưng từng cái người khoác ngân giáp, toàn thân cao thấp đều bị bao khỏa tại giáp trụ bên trong, chỉ lộ ra con mắt cái mũi miệng một đường, tay cầm thật dài ném súng, bước chân âm vang, giáp lá đinh đương. Âm vang hướng về phía trước. Quan chiến liên quân thủ lĩnh, phần lớn hơi biến sắc. Dạng này một nhóm đề giai ma nhân, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn hắn giật mình là thất dạ giới đối trận chiến này công tác chuẩn bị, làm được so với bọn hắn mạo xương phân nhiều. Dạng này hơn 10 vạn trọng giáp chiến sĩ, Nam Châu Đại Lục bất kỳ một cái nào tông môn đều là không có. Nam Châu Đại Lục tông môn, bồi dưỡng đều là hành tẩu giang hồ tu sĩ, chuyên chú vào tự thân tu hành. Mọi người không phải vì chiến tranh mà tổ kiến tông môn. Giao diện đại chiến, tuyệt đối không phải là tu chân giới trạng thái bình thường. Nhưng mà không thể phủ nhận, dạng này trải qua thời gian dài huấn luyện, người khoác trọng giáp,
bảy trận mà chiến 100.000 giáp sĩ, nó sức chiến đấu mạnh. Tuyệt không phải 100.000 cùng giai đám ô hợp có khả năng đối kháng. Liên quân 100.000 tu sĩ, nếu như đơn độc cùng dạng này 100.000 giáp sĩ giao đấu, giao chiến nhiều nhất hai cái hiệp, 100.000 tu sĩ liền sẽ sụp đổ, lọt vào nghiêng về một bên đổ sát. Cái này 10 vạn tầng bọc thép sĩ chia 20 sắp xếp. Mỗi sắp xếp 5.000 người, tại ma kỵ binh về sau, hướng liên quân trận địa ném ra tay bên trong thật dài ném súng. Lần này, hộ vệ đại trận không có đem tất cả ném súng đều cản lại. Ném súng so ma kỵ binh tên nỏ lực phòng hộ càng mạnh. Hào quang lóe lên về sau, hơn phân nửa ném súng hóa thành khói xanh, nhưng vẫn là có tiểu bộ phân xuyên qua hộ vệ đại trận màn sáng. Ném đến liên quân hậu quân trên trận địa, ầm vang nổ tung, lập tức tiếng hét thảm liên tiếp, tàn chi thịt nát tứ tán bay vụt. Hậu quân trận địa lập tức loạn cả một đoàn, liên quân quân đội đều là lâm thời xây dựng, huấn luyện độ cực kém, có thể làm cho bọn hắn ngay ngắn trật tự cấu thành một đạo phòng tuyến, liền đã rất không tệ. Tại không có lọt vào đả kích thời điểm, cũng là có thể phục tùng mệnh lệnh, tiến thối có thứ tự. Bây giờ bỗng nhiên lọt vào trọng kích, không ít người bị nổ phấn thân toái cốt, phòng tuyến lập tức liền loạn. May mà ma quân là công kích từ xa, nếu như là tấn công, chỉ cái này vừa loạn, cũng đủ để cho ma quân đột phá liên quân phòng tuyến. Lính đội tu sĩ cấp cao liên thanh quát tháo, thật vất vả mới đứng vững trận cước, còn sống các tu sĩ nơm nớp lo sợ trở lại ban đầu vị trí, bất quá thất kinh thần sắc, để Tiêu Phàm những này đại thủ lĩnh gặp một lần phía dưới, đều kìm lòng không đặng cảm thấy uể oải. Muốn huấn luyện tốt dạng này một nhóm đám ô hợp, không có thời gian 3-5 năm, kia là tuyệt đối làm không được. Mà lại, còn muốn các đại tông môn chung sức hợp tác. Lão Vân, người kia ly hỏa đạn còn giữ làm gì? Thường bọn hắn ăn, cũng áp chế nhuệ khí của bọn họ. Trừ cửu thấy trong lòng ấm ức, Triều Vân Minh quát. Mây Minh tính cách, kỳ thật cùng trừ cửu không sai biệt lắm, cũng là nóng nảy phích lịch tính tình, đã sớm bị ma quân phách lối làm cho 10 điểm không vui. Nghe vậy gật đầu một cái, hung hăng nói, tốt, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút ta Nam Châu Đại Lục liên quân lợi hại. Mọi người cùng kêu lên xưng thiện, Mây Minh ống tay áo lắc một cái, hồng mang lấp lánh, một kiện hỏa hồng pháp bảo bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoàn người nhìn kỹ lại, xác thực một đầu hỏa hồng sắc hình ống vật, dài ước chừng 6 thước, quản trên thân điêu khắc hai đầu dương nanh múa vuốt màu đỏ giao long, ống miệng đường kính ước chừng có trứng gà lớn nhỏ. Toàn thân lộ ra một cỗ nóng bỏng tinh viêm khí hơi thở. Mọi người thấy thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không hiểu thấu, không biết cái này là loại nào bảo vật. Mây Minh cười hắc hắc, nói, đây là hỏa long pháo, chuyên môn dùng để phát xạ ly hỏa đạn. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Phàm vẫn không khỏi phải không còn gì để nói. Pháo cối, thứ này, chính là cái pháo cối, hoặc là căn bản chính là cái súng phóng lựu đạn. Tại những này toa ma giới tu sĩ cấp cao trong mắt, lại tựa hồ như vô so mới lạ. Kỳ thật cũng khó trách, tại một cái tu chân văn minh cao độ phát đạt giao diện, văn minh khoa học kỹ thuật là không thể nào hưng thịnh. Địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật sở dĩ có thể hưng khởi, là bởi vì ngàn năm trước tu chân văn minh xuống dốc, lúc này mới từ trong khe hẹp ló đầu ra tới. Mây Minh khoát tay chặn lại, tôn này màu đỏ hỏa long pháo liền chậm rãi lên tới không trung, nhấc tay bắn ra. Một cái trứng gà lớn nhỏ hỏa hồng ly hỏa đạn bắn ra, bắn tiến vào hỏa long pháo họng pháo. Mây Minh tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải bấm tay gảy nhẹ, một đạo pháp quyết đánh vào đến hỏa long pháo dưới đáy, chỉ thấy thon dài thân pháo bên trên, hồng mang lấp lánh, một cỗ xa so lúc trước càng thêm nóng bỏng khí lãng, cuồn cuộn mà ra, đứng được hơi gần một chút nguyên anh tu sĩ, từng cái vận khởi pháp lực, chống cự cỗ này nóng bỏng. Bất quá mặt ngoài đương nhiên sẽ không mang ra, miễn cho gây người chê cười. Oanh, một tiếng, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng lửa, hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà đi. Họng pháo lóe lên, chỉ thấy hỏa hồng ly hỏa đạn bắn ra, mang theo thật dài nhọn tiếng khóc, xuyên vân phá vụ, hướng xa xa ma đại quân người bay đi, nhanh như thiểm điện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bình thức tĩnh khí, gắt gao tiếp cận kia sớm đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ ly hỏa đạn, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ly hỏa đạn trực tiếp bay đến tiền đạo mấy chục ngàn ma kỵ binh cùng 10 vạn tầng giáp ma binh phía trên. Không ít ma binh đều ngẩng đầu lên, mang theo thần sắc tò mò, nhìn hướng na trên trời cao chấm đen nhỏ, không biết đây là vật gì. Có thể khẳng định là, đây là một món pháp bảo, không qua mọi người đều có chút không hiểu, tại khổng lồ như vậy rộng lớn trên chiến trường, song phương trần binh mấy triệu chi chúng, chỉ là một kiện không người thúc đẩy pháp bảo, có thể tạo được bao lớn tác dụng. Pháp bảo một kích. Sát thương hàng trăm hàng ngàn người, đã vô cùng ghê gớm.
nhưng mà hàng trăm hàng ngàn người thương vong, tại loại này quy mô đại chiến bên trong, cơ hồ chẳng đáng là gì, cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng là rất nhanh, những này ma nhân liền biết mình sai. Sai rất không hợp thói thường. Oanh, ly hỏa gảy tại ma quân tiền đạo phía trên dẫn bạo. Chỉ thấy một đoàn so mặt trời còn chói mắt hơn được nhiều ánh lửa, bỗng nhiên trên bầu trời bắn ra mà ra. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy màu lam nhạt vòng sáng, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, mau lẹ vô cùng hướng ngoại giới mở rộng mà đi. Sau đó, là một làn sóng so một làn sóng cao hơn hỏa diễm, huyết hồng, không ngừng lăn lộn, đem toàn bộ ma quân tiền đạo trận địa đều bao phủ nó hạ. Không có kêu thảm, không có kêu rên, cũng không có kinh hô. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, mây hình nấm bay lên, bom khinh khí, đây là Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái danh từ. Không hề nghi ngờ, trên địa cầu, đây chính là đại đương lượng bom khinh khí bạo tạc thời điểm sinh ra tình hình. Uy lực của nó mạnh, xa không phải phổ thông bom nguyên tử có thể so sánh, chỉ ít cũng là một viên đại đương lượng bom khinh khí. Lúc trước trừ cửu tế ra hàng nhái ly hỏa đạn lúc, Tiêu Phàm đã chấn kinh tại ly hỏa đạn uy lực cực lớn, trừ cửu lại nói cho hắn, mình ly hỏa đạn, dù coi như tại hàng nhái bên trong, cũng không thể xem như phẩm tướng thượng giai, chỉ là hàng nhái bên trong lần cùng phẩm. Lúc ấy Tiêu Phàm còn có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy trừ cửu khả năng nói ngoa. Bây giờ tận mắt nhìn đến chính phẩm ly hỏa đạn dẫn bạo, Tiêu Phàm mới biết được, lúc trước đối chính phẩm ly hỏa đạn suy đoán, hay là cùng hiện thực cách biệt quá xa. Đây mới thực là có thể diệt tộc lợi khí. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết sốt cục vang lên, kinh thiên động địa kêu rên. Một vòng tiếp một vòng phồng lên mà ra sóng nhiệt không ngừng tứ ngược, cơ hồ đem toàn bộ ma quân tiền đạo trận địa đều tàn phá một lần. Trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, sóng lửa mới rốt cục dần dần dập tắt. Lần nữa nhìn về phía ma quân tiền đạo trận địa, mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tử thương nằm ngổn ngang, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ly hỏa đạn dẫn bạo điểm chính phía dưới, một phiến đất hoang vu, tất cả ma kỵ binh cùng trọng giáp ma binh đều biến mất phải không còn một mảnh, thậm chí cả mặt đất đều bị nóng chảy thành một loại thanh kim sắc lưu ly trạng đồ vật, trọn vẹn hơn nghìn trượng bên ngoài, mới bắt đầu nhìn thấy thi thể. Đều bị đốt thành cho bụi, hoàn toàn không thành hình người. Lại ra bên ngoài mấy trăm trượng, mới nhìn thấy hình người thi thể. Hỏa diễm tứ ngược vòng ngoài cùng, mới có ma kỵ binh cùng trọng giáp ma binh may mắn sống tiếp được, nhưng cũng từng cái ngây ra như phỗng, hoàn toàn bị dọa phát sợ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Vẫn luôn rất bình tĩnh chỉ huy ma quân sông trận tóc trắng ma nhân mấy tên ma quân thủ lĩnh, giờ khắc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt khó được nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Đâu chỉ là bọn hắn sợ hãi, liên quân bên này, đại đa số tu sĩ cấp cao nhìn hướng Vân Minh ánh mắt, cũng đều trở nên là lạ, một cỗ nói không nên lời hương vị. Lại cũng không nghĩ ra, một viên ly hỏa uy lực của đạn quả là tại tư. Nhiều năm qua, trên giang hồ vẫn luôn tại lưu truyền ly hỏa đạn như thế nào lợi hại, như thế nào không tầm thường, dù sao chưa hề thấy tận mắt, cũng không thế nào sợ hãi. Bây giờ tận mắt nhìn đến, đoàn người cũng liền biết, mình trước kia suy nghĩ. Cùng chân thực ly hỏa đạn chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như tại tông môn của mình tổng đàn trên không dẫn bạo một viên chính phẩm ly hỏa đạn, chẳng phải là toàn bộ tổng đàn đều phải hóa thành đất khô cằn. Tại dạng này nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên tập kích dưới, đừng bảo là đệ tử cấp thấp không đường có thể trốn, dù coi như là tu sĩ cấp cao, nếu như trước đó không có phòng bị, cái kia cũng rất khó trốn qua một kiếp. Chương 1399, ám ảnh tộc. Tựa hồ biết được trong lòng mọi người suy nghĩ, Mây Minh bận biểu tức vừa cười vừa nói, cái này ly hỏa đạn là chuyên môn vì lần này đại chiến luyện chế, cùng lúc trước ly hỏa đạn, có chút không giống. Còn là năm đó Bắc Minh biển cả chỗ sâu cấm địa thông đạo vừa mở ra thời điểm, chúng ta liền bắt đầu luyện chế cái này dị chủng ly hỏa đạn, mấy chục năm qua, luyện ra số lượng cũng phi thường có hạn. Nếu là bình thường giang hồ tranh đấu, cái này dị chủng ly hỏa đạn thực tế là không dùng được. Nghe lời này, có người liền âm thầm thở phào một cái. Ngẫm lại cũng thế, khổng lồ như thế lực sát thương ly hỏa đạn, trừ tại đại chiến như vậy bên trong sử dụng, ngày thường giang hồ tranh đấu, thật sự chính là không dùng được, ai sẽ ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, chờ người phát xạ ly hỏa đạn. Nếu là lẫn nhau cách xa nhau quá gần, dẫn bạo ly hỏa đạn, sẽ cùng tại tự sát. Ai cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, rời đi ly hỏa đạn càn quét khu vực. Bất quá, từ nay về sau, đoàn người đều muốn ly hôn lửa tông giữ gìn mối quan hệ, kia là tất nhiên. Nhiều năm trước tới nay, ly hỏa tông cũng xác thực không có cái gì tử địch. Chỉ là, trừ ly hỏa đạn biến thái uy lực bên ngoài, ly hỏa tông bản thân truyền thừa công pháp, cũng không xuất chúng,
lập phái đến nay, chưa hề xuất hiện qua Ngộ Linh Kỳ lão tổ. Cho nên những cái kia lập chí chứng đạo vĩnh sinh người, bình thường đều sẽ không lựa chọn gia nhập Ly Hỏa Tông. Đây cũng là nhiều năm qua, Ly Hỏa Tông từ đầu đến cuối không có được xếp vào chính đạo 10 đại tông môn nguyên nhân. Chân chính siêu cấp tông môn, một nhất định có thâm hậu nội tình cùng nội hàm, không chỉ có riêng là một kiện siêu cấp sát khí liền có thể gượng chống. Lão Vân, người Hỏa Long này pháo ngược lại là mới mẻ cực kỳ, thứ này có phải là cũng cùng những bảo vật khác đồng dạng, cần nhận chủ a? Trừ Cửu kịp thời chuyển di chủ đề, hắn cùng Mây Minh là bằng hữu, cũng không muốn Ly Hỏa Tông không hiểu thấu liền thành mọi người trong tiềm thức địch nhân. Mây Minh vừa cười vừa nói, đó cũng không phải, đây cũng là lâm thời luyện chế bảo vật, bất kỳ người nào chỉ cần học được chú ngữ, liền có thể thao tác. Tương đối giản tiện, Trừ Cửu cười nói, vậy là tốt rồi, cho những này ma tể tử lại đến một pháo nếm thử. Mây Minh liền chần chờ một chút, thấp giọng nói, lão Cửu, ta cái này hàng tồn cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hết thảy liền ba cái. Hiện tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc, oanh qua một pháo. Để bọn hắn biết lợi hại là được, còn lại hai viên, chúng ta là không phải lưu đến cần gấp nhất quan khẩu. Lại đến một pháo, Trừ Cửu không chậm trễ chút nào nói. Một lần liền đánh sợ bọn họ, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói ta đồng ý Trừ thiếu chủ ý kiến. Ma nhân nhưng không biết chúng ta có bao nhiêu ly hỏa đạn. Kỳ thật dựa theo Tiêu Phàm ý nghĩ, đỉnh tốt là ba cái ly hỏa đạn một mạch toàn đánh đi ra, triệt để đem ma quân trấn trụ, vì phía bên mình tranh thủ đến càng nhiều chuẩn bị chiến đấu thời gian. Hai mặt thụ địch, công thủ chi thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, có thể tranh thủ thêm đến một chút chuẩn bị chiến đấu thời gian, luôn luôn tốt. Về phần chuyện sau này hãy nói. Xa xa ma đại quân người, còn tại trong lúc bối rối, tàn dư ma quân tiền đạo ma kỵ binh cùng trọng giáp chiến sĩ. Ngay tại tè ra quần hướng bản trận bỏ chạy, ma quân thống binh thủ lĩnh thì tại khẩn cấp bàn bạc, là lập tức rút lui mấy trăm bên trong, xây dựng cơ sở tạm thời. Ung dung mưu tính thượng sách, hay là chỉnh đốn quân mã. Lập tức tái chiến, song phương ý kiến giữ lẫn nhau không dưới. Mấu chốt là không biết quân địch còn có bao nhiêu loại này kinh khủng vũ khí. Thấy Tiêu Phàm cũng nói như vậy, Mây Minh liền không do dự nữa, nhẹ gật đầu. Nói tốt, vậy liền lại đến một pháo. Nói, ngón tay búng một cái, lại một viên ly hỏa đạn bắn ra, bắn vào cách đó không xa Hỏa Long pháo họng pháo. Người nói thứ này, bất kỳ người nào chỉ cần biết chú ngữ, liền có thể thao tác. Ngay tại Mây Minh niệm động chú ngữ thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Mây Minh cũng không biết là ai tại hỏi thăm, một cách tự nhiên cho rằng, là một bên quan chiến cái khác tu sĩ cấp cao, liền là thuận miệng trả lời. Rất tốt, vậy bản tọa liền không khách khí, để các ngươi cũng nếm thử cái này tư vị. Chấm ngoặc kép, kia thâm trầm thanh âm cười hắc hắc, nói. Chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Còn không có đám người lấy lại tinh thần, Hỏa Long pháo bên cạnh không gian một trận vặn vẹo, một thân ảnh đột nhiên nổi lên, ống tay áo lắc một cái, liền đem Hỏa Long pháo cuốn lại. Đạo nhân ảnh này nhìn qua mơ hồ không rõ, như có như không, nhìn một cái, hoàn toàn không cách nào phân biệt, đến cùng là thật người nhục thân hay là pháp tướng hư ảnh, mà lại thần niệm chi lực đảo qua, thậm chí ngay cả một chút cảm ứng đều không có, liền phảng phất nơi đó căn bản chính là không có một ai. Dừng tay, tiểu tặc, lớn mật. Chấm ngoặc kép, sững sờ ngơ ngác một chút, một loại tu sĩ cấp cao mới nhao nhao phát giác không đúng, lập tức tiếng hét phẫn nộ liên tiếp. Chỉ là vừa mới bởi vì e ngại ly hỏa đạn kinh thiên uy lực, đoàn người ly hỏa long pháo đều xa xôi, lúc này, lại là không kịp ngăn cản đạo nhân ảnh này. Bóng người kia cười hắc hắc, nhấp nháy phát sáng hai mắt nhanh chóng tại mọi người trên mặt một quét qua, cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, gắt gao nhìn chằm chằm một chút, thân thể lại một trận vặn vẹo. Liền là cùng Hỏa Long pháo cùng một chỗ, biến mất ở trong hư không, vô tung vô ảnh. Mọi người thậm chí mới vừa vặn tế ra pháp bảo, trước mắt liền mất đi tung tích của người này, lập tức ngẩn người, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắc hắc, đều nói Tiêu chân nhân tài nghệ trấn áp quần hùng, ngay cả thiên ma thiếu chủ đều chết tại trên tay của ngươi, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ là kia thâm trầm thanh âm. Tại mọi người bên tai không ngừng quanh quẩn, mỉa mai cùng khinh thường chi ý, cho dù ai đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tiêu trưởng giáo, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, lúc này, nhất nóng nảy tự nhiên là Mây Minh, đầu đầy mồ hôi soát liền hạ đến, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Sắc mặt của những người khác kỳ thật cũng gần giống như hắn. Mọi người vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến ly hỏa đạn vô thượng uy lực,
cái này nếu như bị quay đầu chúng vào một pháo, toàn bộ liên quân hậu quân trận địa, chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ. Toàn lực mở ra hộ vệ đại trận, Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiêu Phàm thân thể, liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm tích. Đoàn người lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, hay là Trừ Cửu tương đối chấn định, lập tức nói, toàn lực mở ra hộ vệ đại trận. Các vị đạo hữu, các về bản bộ, chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, Trừ Cửu liền thành thống soái tối cao. Đây là mọi người trước kia liền thương nghị tốt, Tiêu Phàm tự mình đề nghị, tất cả tông môn chi chủ nhất trí thông qua. Mặc dù đoàn người cảm thấy, lấy Tiêu Phàm chi năng, khả năng không lớn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng đại chiến bên trong, chỉ định thứ nhất, thứ hai, thứ ba thuận vị dự khuyết thống soái, chính là nhất định chương trình. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, 1 triệu đại quân không đến mức rắn mất đầu. Ây, mọi người đồng loạt đồng ý, mặc dù cách xa nhau khá xa, bên này phát sinh hết thảy, còn là bị tóc trắng ma nhân cùng ma quân thủ lĩnh thấy rõ ràng, tóc đỏ ma nữ không khỏi đại hỉ, kêu lên, hủy đạo hữu đắc thủ. Tóc trắng ma nhân vuốt vuốt râu dài dưới hàm, mỉm cười, nói, ám ảnh tộc mặc dù nhân khẩu không vượt, nhưng ẩn nấp chi thuật, lại là thiên hạ vô song. Cùng gió tây đảo ô ra, một đông một tây, mỗi người một vẻ. Hủy đạo hữu là ám ảnh tộc thế hệ này tài năng xuất chúng nhất thiên tài, dù coi như là gió tây đảo ô người, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Trong trăm vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp, như là lấy đồ trong túi ngươi. Nam Châu liên quân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng ta còn có hủy đạo hữu dạng này đòn sát thủ a. Đối phương có Tiêu Phàm lợi hại như vậy nhân vật, hay là cẩn thận mới là tốt. Chấm ngoặc kép, chỉ có hán tử cao lớn hoàn toàn như trước đây, dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Tóc đỏ ma nữ tức giận đến hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, phác đạo hữu thật đúng là rất cẩn thận a. Cái này Đông Quốc người, trắng sinh một bộ tốt túi ra, còn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lại như vậy nhát như chuột. Nếu không phải làm phiền mọi người cùng một trận doanh, tóc đỏ ma nữ chỉ sợ liền muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Cùng loại người này đặt song song, quả thực chính là xấu hổ. Hán tử cao lớn lại không thèm để ý chút nào tóc đỏ ma nữ khinh bỉ, một bộ ta nói chính là có đạo lý, đương nhiên bộ dáng. Thấy tóc đỏ ma nữ lồng ngực đều kém chút tức điên. Nhưng vào lúc này, ma quân trước trận cách đó không xa, hư không một trận gợn nước vặn vẹo, một đạo như có như không bóng người nổi lên, tựa như hư ảnh, chính là ám ảnh tộc hủy đạo hữu, trong tay cầm hỏa long pháo, hướng tóc trắng ma nhân cùng hơi khoát tay chặn lại. Lập tức dương dương đắc ý quay người lại, đem họng pháo nhắm ngay liên quân doanh trại quân đội. Tóc đỏ ma nữ vội vàng kêu lên, tiền quân vào chỗ, chuẩn bị tiến công. Phía sau nàng truyền lệnh quan liền vội vàng đem hiệu lệnh truyền xuống dưới, lập tức tiền quân ngo ngoe muốn động, làm tốt tiến công chuẩn bị. Chỉ cùng hủy đạo hữu một pháo oanh qua, xé mở liên quân hộ vệ đại trận phòng tuyến, liền chen chúc lướt tới, đánh một trận kết thúc càn khôn. Hủy đạo hữu tay trái bấm quyết, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm. Mây Minh lần thứ nhất phát pháo thời điểm, hắn liền ở bên cạnh nghe được rõ ràng, cái này chú ngữ cũng không thâm thúy tối nghĩa. Đột nhiên, chú ngữ âm thanh im bặt mà dừng, hủy đạo hữu bỗng nhiên mở hai mắt ra, vung ống tay áo lên, liền đem hỏa long pháo quyển trở về, đồng thời thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy trượng. Ai, đạo hữu ngược lại là cảnh cảm thấy rất, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, cách đó không xa hư không, lại là một trận vặn vẹo, áo trắng bạch bào Tiêu Phàm, hiện thân mà ra. Hai mắt sáng ngời, tiếp cận hủy đạo hữu. Hủy đạo hữu con người bỗng nhiên co vào. Hắn tự phụ ẩn nặc thuật thiên hạ vô song, dù coi như là gió tây đảo ô ra, cũng khẳng định không bằng chính mình. Ai ngờ lại bị Tiêu Phàm vô thanh vô tức đuổi tới phụ cận, nhất là làm hắn giật mình là, hắn thế mà vẫn luôn chưa từng phát giác được Tiêu Phàm tồn tại. Chẳng phải là nói, người này ẩn nặc thuật, cho dù không trên mình, cũng không khác mình là mấy rồi. Chuyện như vậy, hủy đạo hữu nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Ẩn nặc thuật thế nhưng là bọn hắn ám ảnh tộc thiên phú thần thông, ngoại tộc người, quyết không thể dựa vào khổ tu khổ luyện, liền có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Cái này Tiêu Phàm, thật đúng là tà môn, khó trách thiên ma thiếu chủ sẽ chết trên tay hắn. Đạo hữu đem hỏa long pháo giao còn cho ta, cứ vậy rời đi, ta có thể thả đạo hữu một ngựa, không lấy tính mạng ngươi. Nhìn qua cách đó không xa cái kia đạo như có như không cái bóng, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Có thể tha nó bất tử, đã là thiên đại ân điển. Cái gì, tha ta không chết, hủy đạo hữu đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười âm lãnh, nghe được lòng người đầu từng đợt hàn khí ứa ra. Tiêu chân nhân, ngươi còn thật biết nói đùa a.
Chương 1400, Long Pháo diệt sát. Tóc đỏ ma nữ dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn phi độn quá khứ. Bỗng nhiên một cỗ nhu hòa đại lực ngăn ở trước mặt của nàng, ôn nhu lại kiên quyết ngừng lại động tác của nàng. Tóc đỏ ma nữ vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc trắng ma nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Ám ảnh tộc tại thất dạ giới cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù những năm gần đây có chút xuống dốc, vị này hủy đạo hữu lại là bị khen ngợi thành ám ảnh tộc đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, thậm chí lại có người nói, ám ảnh tộc trung hưng trách nhiệm, phải rơi vào hủy trên người đạo hữu. Ám ảnh tộc thanh danh, nhưng không hề tốt đẹp gì, rất nhiều ám sát không đầu bàn xử án, nghe nói đều là bọn hắn làm. Bây giờ chính ngắm nghía cẩn thận, vị này đến cùng có chút như thế nào bản sự. Về phần Tiêu Phàm bản sự, liền càng muốn nhìn, nghĩ đến lấy ám ảnh tộc thiên phú thần thông, dù coi như không địch lại, muốn thoát thân mà đi cũng không phải là việc khó. Tiêu Phàm nhìn qua hắn, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, đã đạo hữu không chịu chân quý tính mạng mình, kia Tiêu Phàm cũng liền không khách khí, tiếp chiêu đi. Thân thể nhoáng một cái, như là mũi tên, hướng hủy đạo hữu thẳng bắn xuyên qua. Hủy đạo hữu cười lạnh một tiếng, thân thể cũng là nhoáng một cái, nguyên bản liền như có như không thân ảnh, trở nên càng thêm phai mờ, đến cùng là thật sự là huyễn, căn bản liền không phân biệt được. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đến phụ cận, một chưởng đánh ra, cuồng phong gào thét, đám mây bốc lên. Xuy, hủy đạo hữu cái bóng vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất ở trong hư không. Mấy trượng bên ngoài, một trận gợn nước vặn vẹo qua đi, hủy đạo hữu hiện thân mà ra. Tiêu Phàm không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận nắm trong tay, trở tay một đao bổ tới. Hủy đạo hữu thân thể lại nhoáng một cái, lại tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh, viêm linh chạm lướt qua, hư ảnh vỡ nát. Hai người một công vừa trốn, trong chớp mắt, giao thủ mấy hiệp, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Khi Tiêu Phàm lần công kích thứ 5 thất bại về sau, hủy đạo hữu lần nữa tại mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra, lạnh lùng nhìn qua Tiêu Phàm. Hắc hắc, Tiêu chân nhân, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Hiện tại đến phiên ta tiến công, hủy đạo hữu cười lạnh nói. Không cần, cũng kém không nhiều nên tiễn ngươi lên đường. Tiêu Phàm vẫn như cũ từ tốn nói, trên mặt không có chút rung động nào. Hắc hắc, giống đạo hữu dạng này thích hồ suy đại khí người, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, hủy đạo hữu lần nữa ngửa mặt lên trời cười như điên. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lắc một cái ống tay áo, một mặt cổ phác hương đồng bắn ra. Đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành kính trượng lớn nhỏ, một cỗ nghiêm nghị uy áp chi khí, thấu thể mà ra. Hủy đạo hữu tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Bỗng nhiên tiếp cận kim quang lóng lánh kính chiếu yêu. Hai tròng mắt bỗng nhiên co vào. Đây là bảo vật gì? Hủy đạo hữu khàn giọng hỏi. Kính chiếu yêu, không tốt, chấm ngoặc kép, hủy đạo hữu quá sợ hãi. Người xưa kể lại, kính chiếu yêu là bọn hắn bóng đen nhất tộc thiên địch, chuyên môn khắc chế ám ảnh tộc thiên phú thần thông thần binh lợi khí. Hắn mới xuất đạo thời điểm, trong tộc trưởng bối liền nhiều lần khuyên bảo hắn. Nếu như gặp phải kính chiếu yêu loại này bảo vật, muốn lui tránh tránh xa. Có bao xa liền trốn xa hơn, tuyệt không nên tới gần. Bất quá xuất đạo qua nhiều năm như vậy, hắn tung hoành tứ hải, còn chưa hề nhìn thấy chân chính có thể khắc chế hắn thiên phú thần thông cái gọi là kính chiếu yêu. Một chút bảo vật cũng là lấy cùng loại danh tự, hiệu quả lại kém vô so, bảo vật chủ nhân, bị hắn dễ như trở bàn tay lấy tính mệnh. Dần ra, hủy đạo hữu liền đem trưởng bối cái này khuyên bảo ném đến lên 9 tầng mây. Thậm chí trên thế giới này đến cùng có hay không cái gọi là kính chiếu yêu. Đều khó mà nói, có lẽ là trong tộc trưởng bối vì để cho hắn cẩn thận chút, cố ý biên ra. Nhưng Tiêu Phàm kính chiếu yêu lộ diện một cái, hủy đạo hữu lập tức liền cảm nhận được không giống bình thường khí tức, cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ là nháy mắt, thấy lạnh cả người liền từ xương đuôi chỗ bay lên, sát na chảy khắp toàn thân. Lúc này thân thể nhoáng một cái, hủy đạo hữu thân hình liền tại biến mất tại chỗ vô tung. Xuy, kính chiếu yêu kim quang lóe lên. Một đạo kim sắc cột sáng bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh hư không thẳng bắn xuyên qua. Tê tê, xé vải âm thanh bên trong, hư không bị xé nứt, hủy đạo hữu như có như không thân ảnh nổi lên, kim quang trùng điệp bắn ở trên người hắn. Hủy đạo hữu rít lên một tiếng, thân thể lại là nhoáng một cái, liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kính chiếu yêu thoảng qua phía bên trái bị lệch, lại là một chùm kim quang bắn thẳng đến mà ra. Lần này, hủy đạo hữu tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cả người ảnh đều phai mờ xuống dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Các vị đạo hữu cứu mạng, chấm ngoặc kép, lúc này, hủy đạo hữu cũng không lo được nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn thận trọng, cao giọng hướng bản trận kêu cứu.
Không được, tóc đỏ ma nữ gặp một lần, thấy Hủy đạo hữu lúc này là thật nguy hiểm, lại cũng không lo được tóc trắng ma nhân thái độ, thân thể nhoáng một cái, liền hướng Tiêu Phàm kích bắn đi, cổ tay khẽ đảo, một kiện di cổ cầm nổi lên, tay trái ôm cổ cầm, tay phải năm ngón tay như vòng, tại dây đàn bên trên vạch một cái mà qua. Lập tức mấy đạo bén nhọn sóng âm, phá toái hư không, cuồn cuộn cắt quá khứ. Nguyên bản tóc đỏ ma nữ lấy dao cầm đối địch, nhất quán yêu nhã khí quyển, tựa như cửu thiên tiên nữ hàng phàm trần, lúc này lại là cái gì đều không lo được, cứu người quan trọng. Hừ, Tiêu Phàm sầm mặt lại, nhẹ hừ một tiếng, tay trái nâng lên, một chưởng đánh ra. Trong chốc lát thiên diêu địa động, vô số đám mây bị một chưởng này chi lực kéo theo, hóa vì một cái to lớn đám mây vòng xoáy, hướng về tóc đỏ ma nữ mãnh kích mà đi. Năm đạo bén nhọn sóng âm ở nửa đường bên trên bị cuồng phong gào thét đánh chúng kêu rên một tiếng, như vậy tan thành mây khói. Ngay tại cấp tốc hướng Tiêu Phàm mãnh tiến lên tóc đỏ ma nữ, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực đập vào mặt, trong chốc lát bị ép tới liền hô hấp đều không trôi chảy. Lập tức gương mặt xinh đẹp biến sắc, không cần suy nghĩ, tay phải năm ngón tay lần nữa tại dây đàn bên trên dốc hết toàn lực vạch một cái, năm đạo sóng âm ầm vang phát ra, trùng điệp cùng kia cỗ to lớn cự lực đụng vào nhau. Cái này năm đạo sóng âm cùng phía trước năm đạo sóng âm đồng dạng, chỉ kêu rên một tiếng, liền tiêu tán thành vô hình. Bất quá tóc đỏ ma nữ bản ý, cũng không phải là muốn cùng Tiêu Phàm cứng đối cứng, tại kiến thức đến kia cỗ to lớn cự lực về sau, tóc đỏ ma nữ trong lòng tựa như gương sáng, biết mình hoàn toàn không phải Tiêu Phàm đối thủ. Một trường này chi lực, thậm chí đã khó khăn lắm nhưng so Ngộ Linh kỳ tu sĩ tiện tay một kích. Khó trách người này có thể đem danh xưng thất dạ giới đại tu sĩ thứ nhất thiên ma thiếu chủ diệt sát. Đối thủ như vậy, tuyệt không phải mình có thể ngạnh giang. Tóc đỏ ma nữ kiệt lực phát ra cái này năm đạo sóng âm, chỉ là cho mình tranh thủ một chút thời gian thôi. Lấy tu vi của nàng, chỉ cần có cái này điện quang thạch hỏa sát na, liền đầy đủ né tránh kia một kích chí mạng. To lớn cự lực sát nàng uyển chuyển thân thể đánh tới, tóc đỏ bay múa. Váy áo tung bay, một gương mặt xinh đẹp cả kinh tuyết trắng, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Dưới chân cũng một cách tự nhiên dừng lại, không dám tiếp tục hướng về phía trước. May mắn Tiêu Phàm mục tiêu chủ yếu không phải nàng, một chưởng đánh ra, chỉ là vì ngăn cản nàng một chút. Không muốn, vướng chân vướng tay, bằng không mà nói, nàng có phải là có thể dễ như trở bàn tay tránh đi một chưởng này, thật đúng là khó mà nói. Huống hồ, coi như nàng có thể vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, cũng căn bản liền không thay đổi được cái gì. Lúc này, Hủy đạo hữu phai mở bóng người, đã hoàn toàn bao phủ tại vô tận trong biển sấm sét. Tiêu Phàm người giữa không trung, tay phải mở ra, từng đạo thô to phích lịch, từ trong bàn tay hắn bắn ra, tại không trung hình thành một cái lôi điện lồng giam trung ương. Hủy đạo hữu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nghe được lòng người bên trong một từng cơn ớn lạnh đại mạo. Bất quá Hủy đạo hữu tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền im bặt mà dừng. Trên bầu trời trở nên yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Vô số đạo ánh mắt gắt gao tiếp cận bên này. Không ít trong ánh mắt mang theo nói không nên lời hoảng sợ vẻ sợ hãi. Dù coi như là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Phàm bản lãnh người, giờ khắc này cũng vẫn còn có chút không dám tin. Tiêu Phàm đánh bại cùng giai tu sĩ, cũng không khiến người kỳ quái, nhưng mà tốc độ này thực tế quá nhanh, tinh thông ẩn nấp chi thuật ám ảnh tộc đại ma tôn, thậm chí ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Mấy cái đối mặt, liền bị diệt sát, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Thánh nhân mây. 5.000 năm mà có vương giả ra. Chấm ngoặc kép, chốc lát, trừ cửu thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Vây bên người hắn mấy tên cùng giai đại tu sĩ, đều nhẹ nhàng chấn động một cái, lại ai cũng không có mở miệng cãi lại. Nơi xa, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đạo hỏa hồng tia chớp, từ Hủy đạo hữu biến mất chỗ nổi lên, hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà đến, chính là kia bị Hủy đạo hữu trộm đi hỏa long pháo. Tiêu Phàm thân thể xoay chuyển, hỏa long pháo họng pháo. Nghiêng nghiêng chỉ hướng ma quân trung quân. Tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, mở ra hộ quân đại trận. Chấm ngoặc kép, tóc trắng ma sắc mặt người đột biến, lập tức khàn giọng hướng sau lưng truyền lệnh quan hạ lệnh. Siêu, hắn đứng bên người cao lớn phác họ Hán tử không nói hai lời, dưới chân độn quang cùng một chỗ, như thiểm điện phía bên trái bên cạnh kích xạ mà đi. Mọi người vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến ly hỏa uy lực của đạn. Một khi xa rời hỏa đạn chính diện đánh chúng, dù coi như là bọn hắn dạng này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng muôn vàn khó khăn ngăn cản được, không chết cũng muốn lột ra. Lần này, tóc trắng ma nhân không có biểu thị đối phác họ Hán tử bất mãn, bởi vì tiếp xuống, hắn làm động tác,
cùng Phác họ Hán tử giống nhau như đúc, lái độn quang, hướng khác một bên bay trốn đi, cũng chỉ so Phác họ Hán tử chậm một nhịp. Tóc đỏ ma nữ càng là không lo được lại nguyền rủa Tiêu Phàm, tóc đỏ bồng bềnh, váy áo tung bay, chạy lại là một phương hướng khác. Bọn hắn những này tu sĩ cấp cao, phản ứng nhanh nhẹn, cuối cùng là kịp thời đào thoát, lít nha lít nhít chen chúc chung một chỗ ma đại quân người, nhưng liền không có như thế may mắn. Tiêu Phàm niệm chú hoàn tất, một đạo pháp quyết đánh ra, hỏa long thân pháo tử nhẹ nhàng lắc một cái, siêu, một tiếng, hỏa hồng sắc ly hỏa đạn bay nhanh mà ra. Oanh, sau một khắc, ly hỏa gảy tại ma đại quân người dày đặc nhất trung quân trên không bạo tạc. Sóng nhiệt trào lên, mây hình nấm lại một lần trên chiến trường bay lên. Bởi vì trung quân ma nhân càng thêm dày đặc, hộ quân đại trận còn không tới kịp mở ra, ly hỏa đạn liền đã bạo tạc, cho nên viên thứ hai ly hỏa đạn so cái thứ nhất tạo thành sát thương còn muốn thảm trọng. Toàn bộ ma quân trung quân trướng, cơ hồ hoàn toàn biến mất, phương viên ngàn trượng bên trong, bị triệt để san thành bình địa, nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, thậm chí ngay cả vật sống hình dạng cũng không gặp được. Chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu, lần này, ma quân rốt cục chịu không được, sĩ khí triệt để sụp đổ. Chỉ nghe một tiếng hô lên, đến trăm vạn mà tính ma đại quân người, bỗng nhiên giống như thủy triều lui về phía sau, từng cái tranh nhau chen lấn, tình hình kia, coi là thật uyển như sơn băng hải thiếu. Vô luận thống binh tu sĩ cấp cao như thế nào quát tháo, đều ngăn không được. Huống hồ, đại đa số tu sĩ cấp cao cũng giống vậy tại chạy trốn. Cái kia như là trời thần đồng dạng sừng sững tại lưỡng quân trận trước trên trời cao bạch bào nam tử, quả thực chính là đòi mạng Diêm La. Trong lòng mọi người đều có cùng một cái ý niệm trong đầu, chạy mau. Rời đi người này càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1400.